Vấn đề thực tế mà các huyện phản ảnh thì không thể bỏ qua, mấy huyện như Thanh Bình, huyện Tĩnh cùng với Vũ Xuyên đích xác là tồn tại khó khăn cụ thể, xây mới rõ ràng là không thực tế, mà cải tạo lại thì cũng dính dáng đến khá nhiều vấn đề, lỗ hổng về tài chính và lực lượng giáo viên càng là một chướng ngại khó có thể vượt qua. Mỗi một vấn đề này thì Trần Anh Lộc cảm thấy cần phải trao đổi quan điểm với Triệu Quốc Đống một chút. Quốc Đống, à, tôi là Trần Anh Lộc, chưa nghỉ sao? Ừ, tôi đã xem kỹ báo cáo đưa Hoài Khánh trở thành trung tâm giáo dục dạy nghề của An Nguyên và khu vực Trung Tây của các anh, tôi cũng đã có ý tưởng của riêng mình, mặt khác tôi cũng muốn tham thảo một vài vấn đề cụ thể với cậu và An Nhiên. Ừ, sáng mai 9 giờ nhé, cậu và An Nhiên tới văn phòng của tôi, chúng ta sẽ thương thảo cụ thể một chút. Triệu Quốc Đống đặt điện thoại xuống, vốn đang buồn ngủ cũng lập tức biến mất, xem ra ý kiến của các huyện và Lữ Thu Thần cũng đã phản hồi tới chỗ Trần Anh Lộc rồi. Triệu Quốc Đống đương nhiên biết khó khăn cụ thể của các huyện, hắn thậm chí còn ủy thác riêng An Nhiên đi cùng đoàn người từ Cục Giáo dục tới lần lượt từng huyện để điều tra, nghiên cứu. Hắn cũng hiểu việc này sẽ khiến các huyện có thái độ và tồn tại những khó khăn cụ thể về công tác này, sau khi An Nhiên trở về cũng đã tốn không ít thời gian để trao đổi ý kiến chuyên môn với hắn. Theo Triệu Quốc Đống thấy thì khó khăn nhất định là có, hơn nữa chẳng những là không có hạng công tác nào mà không đối mặt với khó khăn nhưng mấu chốt chủ yếu ở chỗ lãnh đạo chủ yếu các quận, huyện có nhận thức được hạng công tác đúng chỗ hay không, có thực sự ý thức được công tác này mang đến tác dụng thúc đẩy to lớn đối với sự phát triển của các huyện, thậm chí Hoài Khánh hay không. Về điểm này thì hắn cảm thấy khó khăn tài chính là một chuyện nhưng có thể nghênh đón khó khăn hay không lại là một chuyện khác. Chắc chắn rằng trong việc này thì Lữ Thu Thần có tác dụng khá ác liệt. Trong một vài nơi ở bên dưới hắn đã tỏ thái độ khiến các huyện đều cho rằng Ủy ban Nhân dân thị xã có quan điểm khác nhau về hạng mục này. Hơn nữa khi trưng cầu ý kiến mà tồn tại quan điểm bất đồng cũng là chuyện bình thường, nhưng sau này đến khi Ủy ban Nhân dân thị xã đã ra nghị quyết mà Lữ Thu Thần vẫn tiếp tục như cũ nên khiến người ta khó có thể dễ dàng tha thứ. Vị phó thị trưởng thường trực này từ lúc nhậm chức cho đến nay gần như là chưa hề nhất trí ý kiến với mình về bất cứ hạng mục công tác nào. Điều này làm cho Triệu Quốc Đống cũng không thể hiểu nổi, hắn cũng nhiều lần xét lại mình xem rốt cuộc là tác phong hay là phương thức công tác của mình có vấn đề, hay là quan điểm công tác giữa mình và đối phương thật sự có khác biệt lớn mà không thể điều hòa. Triệu Quốc Đống tin chắc một điều rằng, dù có đổi một phó thị trưởng thường trực hay là thay đổi thị trưởng và phó thị trưởng thường trực thì sẽ đều có khác biệt về quan điểm trong công tác. Nhưng tình hình đối chọi gay gắt tới mức gây tổn hại nguyên tắc như bây giờ thì đúng là hiếm thấy. Triệu Quốc Đống mơ hồ có cảm giác việc lần này nhất định có quan hệ với việc mình phản đối Lữ Thu Thần đảm nhiệm phó thị trưởng trường trực lần trước. Nhưng giờ ván đã đóng thuyền, Lữ Thu Thần đã trở thành phó thị trưởng trường trực, mình phải nghĩ biện pháp để hóa giải mâu thuẫn, cầu đồng tồn dị cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng chỉ có điều cái bất đồng này thật sự quá lớn mà gần như là đến cùng một lúc. Có lẽ công tác chính là liên tục mâu thuẫn và đấu tranh như vậy, Triệu Quốc Đống cũng chỉ có thể tự an ủi mình. Anh không thể hy vọng xa vời rằng ai cũng có thể đồng tâm hợp lực cùng với mình cả. Triệu Quốc Đống cũng hy vọng có thể tạo một ấn tượng về một bộ máy đoàn kết với lãnh đạo thượng cấp nhưng cũng không phải là loại nhường nhịn lùi bước vô nguyên tắc, có nhiều thứ anh không thể lùi bước được, hay nói cách khác dù anh có lùi thì cũng không thể đạt được kết quả mà anh mong muốn. Những làn gió lạnh từ điều hòa thổi tới làm Triệu Quốc Đống dần dần khôi phục trạng thái mông lung để đối diện với nhân sinh ảm đạm. Dám nhìn thẳng vào máu tươi lênh láng. Triệu Quốc Đống đột nhiên nhớ tới một câu nói của Lỗ Tấn trong cuốn tạp văn kỷ niệm chị Lưu Hòa Chân, có lẽ đôi khi bản thân mình cũng không tránh khỏi không như thế. Quyển 12, chương 5-17. Trần Anh Lộc khẽ nhíu mày, Triệu Quốc Đống ở phía đối diện tỏ vẻ rất bình tĩnh nhưng đằng sau sự bình tĩnh chính là cố chấp. Trên thực tế Triệu Quốc Đống cũng không tính đến việc vấn đề này lại được đề xuất đột ngột như vậy, nhưng khi vừa nhìn thấy Tiêu Triều đi vào thì hắn biết chủ đề hôm nay đã thay đổi rồi. Cái việc thực thi ý kiến kia trong lúc nhất thời không ngờ có vẻ nhỏ bé không đáng kể, bất kỳ công việc gì thì cũng cần phải có người đi chấp hành, mà việc quan trọng nhất đối với lãnh đạo đảng ủy thì chính là dẫn đường nhân sự. Kỳ thật Tiêu Triều cũng đã sớm ám chỉ với mình, trước khi Trần Anh Lộc từ Bắc Kinh trở về thì Tiêu Triều đã như vô tình lộ ra với mình. Tư tưởng của một vài lãnh đạo ban ngành đã ảnh hưởng đến việc triển khai công tác, loại hiện tượng này không thể coi nhẹ được. Lúc ấy hắn còn không để ý nhưng sau khi trở về thì lại phát giác trong lời này có mùi, sau đó hắn cũng nghe ngóng và biết ban tổ chức cán bộ đang làm mấy cuộc điều tra nghiên cứu, xác định và đánh giá. Mấy công tác này bình thường vẫn triển khai nhưng nó lại diễn ra vào thời điểm này thì đúng là nhạy cảm, mãi cho đến sau này hắn mới xác định được suy đoán của mình là chuẩn xác.
hắn chỉ bất ngờ ở chỗ là Trần Anh Lộc lại hành động nhanh như vậy, thậm chí có cảm giác như là đột nhiên bị tập kích vậy. Phạm vi cuộc họp bí thư ngắn là một vòng tròn khá vi diệu, bí thư, phó bí thư, hơn nữa còn là nghiên cứu thảo luận lãnh đạo được phân công quản lý các hạng mục công tác, về cơ bản thì từ đây có thể xác định quan điểm cơ bản được đưa lên hội nghị thường vụ thị ủy. Mà loại hội nghị chỉ có thêm mỗi trưởng ban tổ chức cán bộ tham gia thì lại là loại mẫn cảm nhất. Bởi vì cuộc họp có sự tham gia của trưởng ban tổ chức cán bộ cho nên thường thường đại biểu cho việc nghiên cứu vấn đề nhân sự, mà vấn đề này thì ở bất cứ địa phương nào hay thời điểm nào thì đều có thể đè hết tất cả các vấn đề khác. Chắc chắn là trước đó Trần Anh Lộc cũng đã trao đổi và tiếp xúc qua với Phó Thiên rồi, có lẽ là do trong thời gian hắn lên Bắc Kinh học tập 3 tháng mình đã biểu hiện cẩn thận quá mức nên khiến cho hắn cảm thấy có thể coi thường mình về vấn đề nhân sự, hay là trong lòng sợ hãi nên lại cảnh giác với mình. Triệu Quốc Đống cảm thấy khá nghi ngờ. Đây là lần đầu tiên Ân Cảnh Tùng tham gia loại hội nghị bí thư kiểu này, trước kia hắn chỉ có thể tham gia với thân phận là lãnh đạo được phân công quản lý. Còn bây giờ hắn không chỉ đại biểu ban thanh tra kỷ luật mà còn phải suy xét vấn đề dưới góc độ là phó bí thư thị ủy, đây đúng là một thách thức mới. Chẳng qua hắn vẫn chú ý thấy trong này vẫn có cái gì đó không hài hòa. Ít nhất thì sự thay đổi nhỏ về biểu tình của Triệu Quốc Đống cũng không thoát khỏi ánh mắt hắn. Khi Tiêu Triều hoàn tất việc giới thiệu ý đồ nghiên cứu vấn đề nhân sự cùng với các vị trí liên quan thì ánh mắt lại vô tình liếc nhìn Triệu Quốc Đống một cái. Nét mặt của Triệu Quốc Đống có vẻ trầm tư, dường như có phần hậm hực, hoặc là có hơi không kiên nhẫn, Trần Anh Lộc thì lại tỏ ra rất trấn tĩnh, tự nhiên, giống như đang suy xét vấn đề gì đó. Phó Thiên ho khan một tiếng, hắng giọng rồi mới nói một cách từ từ. Sau khi bí thư Trần từ trường đảng trở về thì đã có nhận thức sâu sắc về việc đổi mới công tác ở Hoài Khánh chúng ta. Trên hội nghị thường vụ thị ủy thì mọi người cũng đều ý thức được rằng sự phát triển của Hoài Khánh không hề lạc quan như chúng ta tưởng tượng, Hoài Khánh cần phải nhanh chóng cải cách, đẩy nhanh tiến độ phát triển. Muốn vậy thì chúng ta nhất định phải có hành động. Triệu Quốc Đống khẽ nghiêng nghiêng đầu một chút nhìn mấy người ngồi đây. Xem ra Trần Anh Lộc là nhân vật chính bày mưu đặt kế. Phó Thiên mặc dù lão luyện nhưng y cũng không phải bí thư thị ủy, nên cũng không tới phiên y được đảm nhiệm vai diễn đặc biệt trên hội nghị này. Bất kể y có nói gì thì mục đích chắc chắn chỉ có một, đó là muốn thuyết phục mình chấp nhận sự thật này. Vì nhìn thấu điểm này nên nhìn mấy tên này biểu diễn mà lại có phần khẩn trương nên trông khá buồn cười. Xét sự chênh lệch trong công tác của Hoài Khánh chúng ta, một số đồng chí đảm nhiệm lãnh đạo đơn vị chủ yếu trong thời gian quá dài nên khiến cho các ban ngành đơn vị xuất hiện trì trệ và xu hướng tâm lý bình thường, thiếu tính sáng tạo. Cá biệt có lãnh đạo bởi vì nguyên nhân sức khỏe nên cũng cần tiến hành điều chỉnh thỏa đáng. Do đó tôi và Lão Tiêu đã căn cứ theo ý kiến của Bí Thư Trần, đồng thời kết hợp với việc điều tra tình hình thực tế các ban ngành, chủ yếu là trưng cầu một số ý kiến các đơn vị. Phó Thiên đang nói hăng say thì Triệu Quốc Đống đột nhiên chen ngang. Lão Phó, Lão khỏi cần phải lòng vòng làm gì, tầm quan trọng và tính tất yếu của việc điều chỉnh nhân sự thì tôi và Bí Thư Cảnh Tùng đều quá rõ rồi. Tôi nghe anh lòng vòng nửa ngày rồi, mục đích cũng chỉ có một, đó là trước mắt bắt buộc phải điều chỉnh nhân sự. Tôi cũng hiểu được điều này nhưng điều chỉnh như thế nào, có lựa chọn thích hợp chưa? Rốt cuộc anh có nói rõ ngọn ngành cho chúng tôi không? Đừng nên để chúng tôi lọt vào sương mù rồi cuối cùng chúng tôi cũng không biết là thảo luận cái gì, tôi thấy nên nắm chắc thời gian nói chính sự đi. Đang chém gió hăng say thì đột nhiên bị Triệu Quốc Đống nhảy vào mồm nên Phó Thiên sững sờ, biến sắc nhưng thấy Trần Anh Lộc không có phản ứng gì nên liền cố dặn ra nụ cười quen thuộc. Thị trưởng Quốc Đống không nên gấp như vậy chứ. Đầu tiên cần phải xác định rõ ý nghĩa rồi mới nói đến cái khác được. Vừa rồi trưởng Ban Tiêu cũng đã giới thiệu, thị xã có mấy vị trí cần phải điều chỉnh, hơn nữa còn có hai đơn vị bên dưới cũng phải điều chỉnh. Ý của Bí Thư Trần là muốn mọi người cùng chọn lựa trước khi đưa lên hội nghị thường vụ thị ủy sắp tới. Trưởng Ban Tiêu cũng cứ dựa theo ý đồ này mà tiến hành điều tra nghiên cứu và sàng lọc. Hội nghị hôm nay cũng chính là muốn xác định ứng viên. Triệu Quốc Đống nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, nói kiểu nửa đùa nửa thật. Vậy có người nào nổi bật thì đưa ra đi. Lần điều chỉnh này liên quan đến 5 vị trí, khiến người chú ý nhiều nhất chính là Cục trưởng Cục Giao thông và Cục trưởng Cục Thủy lợi thị xã. Một vị thì do công tác không hiệu quả, hai quý liên tục đều đứng cuối trong công tác tỉnh, vì thế Trần Anh Lộc khá tức giận, sau khi trở về liền muốn thay đổi, hơn nữa cũng đã trao đổi với Triệu Quốc Đống. Người còn lại thì mới phát hiện ung thư cách đây 3 tháng, hiện giờ sức khỏe rõ ràng khó có thể làm việc. Hai vị trí khác là ở quận Khánh Châu, Chủ tịch quận Mi Trọng Bình và Bí thư Đảng ủy Chính Pháp đều đã đến tuổi.
Mặt khác phó bí thư huyện ủy huyện Vũ Xuyên tuổi cũng đã cao nên cũng phải cân nhắc chọn người thay thế. Sau khi Tiêu Triều giới thiệu ứng viên vào hai vị trí cục trưởng cục giao thông và cục trưởng cục thủy lợi, không khí trong văn phòng liền rơi vào yên lặng, hiển nhiên mọi người đều đang cân nhắc, suy nghĩ về hai ứng viên này. Vị trí cục trưởng cục giao thông rất quan trọng, đối với nhiều người mà nói thì đều khiến đỏ cả mắt. Triệu Quốc Đống cũng biết rất nhiều người nhìn chằm chằm vào vị trí này. Đoạn Kỳ Ngôn cũng từng thăm dò mình, xem có cơ hội hay không, chẳng qua do Triệu Quốc Đống chưa rõ thái độ của Trần Anh Lộc nên cũng không tỏ thái độ của mình. Vị trí cục trưởng cục thủy lợi thì Triệu Quốc Đống biết Trần Anh Lộc có ý tưởng, phó cục trưởng Tần Minh Chiêu hiện đang chủ trì công tác chính là em vợ của giám đốc sở tài chính tỉnh Lê Chân. Mà con trai của Trần Anh Lộc vừa mới tốt nghiệp đại học và tới sở tài chính làm, quan hệ qua lại này thì khỏi nói cũng biết. Xem chừng vị trí này không thoát khỏi tay Tần Minh Chiêu rồi, huống chi năng lực công tác của tên này cũng tạm được, Triệu Quốc Đống cũng chẳng có ác cảm gì, mà trong khoảng thời gian này thì tên này cũng khá siêng đến báo cáo công tác với mình. Cục trưởng Cục Giao thông mà Tiêu Triều đề cử chính là Tạ Triển, Cục trưởng Cục Văn hóa, Tạ Triển và Phó Thiên qua lại khá gần, hơn nữa cùng là người Tứ Xuyên. Tuy rằng không cùng địa phương với Trần Anh Lộc nhưng chỉ cần dựa vào giọng nói quê hương cũng đủ khiến Trần Anh Lộc có cảm giác thân thiết rồi. Triệu Quốc Đống suy tư, nhận định tình hình một cách nhanh chóng, xem ra hai ứng viên này mà mình có ý kiến khác thì sẽ có khó khăn. Từ trước đến nay Cục trưởng Cục Văn hóa Tạ Triển vẫn luôn tỏ ra khá quy củ. Điều chuyển ngang hàng tới cục giao thông này thì cũng coi như bình thường, Triệu Quốc Đống chỉ hơi bận tâm vì cục trưởng cục văn hóa vốn là một vị trí quen thanh nhàn, giờ điều đến cục giao thông thì sợ khó gánh vác nổi trọng trách. Chẳng qua với sự ủng hộ của Phó Thiên mà Trần Anh Lộc lại không phản đối thì xem ra vị trí này cũng không trì hoãn được bao lâu. Lão Tạ đến cục giao thông, vậy còn cục trưởng cục văn hóa thì do ai đảm nhiệm? Triệu Quốc Đống khẽ hít một hơi rồi bình tĩnh hỏi. Ban tổ chức cán bộ đã khảo sát ý kiến. Phó Cục trưởng Cục Văn hóa Chu Viễn tiếp nhận chức vụ. Tiêu Triều cười giải thích. Trong quá trình xác định và đánh giá dân chủ thì phản ánh về Chu Viễn khá tốt. Hơn nữa đồng chí này vẫn luôn luôn công tác ở Cục Văn hóa, từ một cán bộ bình thường đi lên từng bước một, nhiều năm đảm nhiệm Phó trưởng phòng, Phó Cục trưởng, nghiệp vụ tinh thục nên chúng tôi cho rằng hắn có thể đảm nhiệm công tác này. Chu Viễn là anh trai của Phó trưởng Ban tổ chức cán bộ Chu Hoa. Điều này Triệu Quốc Đống đã biết từ lâu nhưng lời giới thiệu của Tiêu Triều đúng là sự thật. Ở Cục Văn hóa, Chu Viễn phụ trách nghiệp vụ chủ yếu, năng lực công tác khỏi phải nói nhưng người này cũng có khuyết điểm đó là thích uống rượu, nhiều lần say bét nhè nên ảnh hưởng rất xấu. Có một lần do say rượu lại còn lái xe nên gây hỏa tạo điều tiếng, cũng bởi vậy mà bị xử phạt. Đây là chuyện xảy ra khi Triệu Quốc Đống mới tới Hoài Khánh. Triệu Quốc Đống gật gật đầu khẽ cười nói. Năng lực của đồng chí Chu Viễn thì đã quá rõ rồi, nhưng chỉ có lẽ ban tổ chức cán bộ cần nhắc hắn tăng cường tu dưỡng, nâng cao bản thân, nhất là năng lực kiềm chế. Mặt Tiêu Triều hơi nóng lên, biết Triệu Quốc Đống nói có ẩn ý, thản nhiên gật đầu nói. Ý kiến của thị trưởng Triệu rất đúng trọng tâm, khi ban tổ chức cán bộ khảo sát cũng đã trao đổi ý kiến với đồng chí ấy. Đồng chí cũng rất đau lòng về chuyện mình gây ra trước kia, đồng thời cũng bày tỏ hiện giờ đã hết sức khắc chế về phương diện này. Triệu Quốc Đống khoát tay cười trêu. Hy vọng anh ta sẽ không tái phạm sai lầm về phương diện này. Vị trí không giống như lúc trước nên yêu cầu đối với bản thân cũng phải cao hơn trước. Bí thư Cảnh Tùng, anh nói đúng không? Ân Cảnh Tùng lặng lẽ gật đầu tỏ vẻ tán đồng ý kiến của Triệu Quốc Đống. Ứng viên vào vị trí cục trưởng cục thủy lợi đúng là dễ dàng thuận lợi thông qua. Tần Minh Chiêu cũng tốn nhiều công sức chạy từ trước, là một ứng viên mà các bên đều có thể nhận. Đương nhiên cục thủy lợi phụ trách nhiều bến cảng nên cũng có rất nhiều người thèm thuồng, dù vậy nhưng không ai có thể lay động được ưu thế mà Tần Minh Chiêu đã tạo lập lúc trước, điều này cũng là hợp logic. Việc chọn người sau ba người này đối với Triệu Quốc Đống mà nói thì mới là quan trọng nhất, nhất là vấn đề chọn hai người ở quận Khánh Châu, việc này có thể coi là một cuộc khảo nghiệm quan trọng sau nửa năm nhậm chức thị trưởng của Triệu Quốc Đống, nếu coi đây là cuộc thi cuối học kỳ cũng không quá. Quyển 12, chương 58. Khánh Châu vẫn là nơi Triệu Quốc Đống chú ý. Theo Triệu Quốc Đống thấy thì tiến trình phát triển thành thị đang tăng nhanh hơn, thị xã Hoài Khánh đã xây dựng xong hệ thống, khu vực trung tâm vốn thuộc hoàn toàn ở Hoài Châu đã dần dần đi tới cục diện phân hóa thành Hoài Châu và Khánh Châu. Nhất là trọng tâm đo thị lại hướng về phía Bắc, một khu vực tương đối lớn ở phía Bắc thuộc phạm vi Khánh Châu nên sẽ đón nhận một cơ hội phát triển mà trước nay chưa từng có. Có thể nói sự phát triển của Khánh Châu sau này ảnh hưởng tới Hoài Khánh không kém gì so với Hoài Châu. Nghi Trọng Bình là một chủ tịch quận tốt,
nhưng do tuổi cao nên ngày càng trông có vẻ già hơn, do đó điều chỉnh là một việc tất nhiên. Nhưng việc chọn người làm chủ tịch quận có tầm quan trọng rất cao đối với sự phát triển trong tương lai của quận Khánh Châu sau này. Mà hai năm gần đây kinh tế Hoài Châu có vẻ tăng nhanh hơn Khánh Châu, dĩ nhiên điều này cũng liên quan đến tiềm lực của Khánh Châu mà chưa được thể hiện ra. Hơn nữa việc này còn liên quan lớn tới tác phong công tác giữa hai người Mi Trọng Bình và Vương Lệ Quyên. Triệu Quốc Đống cho rằng nhất định phải cực kỳ thận trọng. Triệu Quốc Đống biết làm thị trưởng, nếu như là chọn người chủ trì phòng ban nào đó ở Ủy ban Nhân dân thị xã thì có lẽ mình còn có chút quyền lên tiếng, khiến đối phương chấp nhận. Nhưng đối với vấn đề chọn người vào vị trí lãnh đạo đảng chính chủ yếu của quận, huyện thì chỉ hơi bất cẩn một tí là sẽ dễ gây nên sự nghi kỵ và phản đòn của đối phương. Do đó hắn luôn luôn cân nhắc xem dùng phương thức nào để thực hiện ý đồ của mình, đó cũng là nguyên nhân mà hắn tỏ ra phối hợp trong việc chọn người vào đứng đầu ba cục giao thông, cục thủy lợi và cục văn hóa. Nhưng có những việc thì hắn không thể tình nguyện theo một phía như vậy được. Nhất là khi Tiêu Triều đề xuất cục trưởng cục lâm nghiệp Lỗ Văn làm chủ tịch quận Khánh Châu thì Triệu Quốc Đống biết lần này không thể tránh được rồi. Triệu Quốc Đống cũng chẳng có ác cảm gì đặc biệt với Lỗ Văn cả, nhưng hắn hiểu cái ghế chủ tịch quận Khánh Châu này tuyệt đối không thể để tên này đảm nhiệm được. Tương lai phát triển của quận Khánh Châu không thể tùy tiện giao cho một nhân vật quá bình thường được, mà biểu hiện của Lỗ Văn thì lại hoàn toàn phù hợp với hai chữ này. Đương nhiên trong mắt những người khác thì bình thường cũng chính là trầm ổn, lão luyện. Trưởng ban Tiêu, xin thứ cho tôi nói thẳng, không biết ban tổ chức cán bộ căn cứ vào lý do gì mà đề cử Lỗ Văn làm chủ tịch quận Khánh Châu. Triệu Quốc Đống hít một hơi thật sâu, hắn biết từ giờ khắc này quan hệ giữa mình và Phó Thiên, thậm chí là Trần Anh Lộc sẽ rơi vài giai đoạn vi diệu tới khó lường, nhưng hắn lại không thể không đi con đường này được. Tiêu Triều ngẩng lên liếc nhìn Triệu Quốc Đống một cái, dường như là nghĩ một lúc rồi mới nói. Ban tổ chức cán bộ cũng đã suy xét, sau mấy năm gần đây quận Khánh Châu đều gặp phải áp lực khá lớn về việc giải tỏa và kiến thiết, do đó cần một người đứng đầu chính quyền có bản lĩnh chính trị cao, tác phong công tác lão luyện, vững vàng, đồng thời cũng cần có kinh nghiệm công tác quần chúng phong phú. Đồng chí Lỗ Văn từng đảm nhiệm phó chủ tịch huyện Tĩnh, phó bí thư huyện ủy Cổ Lâu, kinh nghiệm công tác cơ sở phong phú, lại làm cục trưởng cục lâm nghiệp được 3 năm rồi nên có thể đảm nhiệm chức vụ này. Đương nhiên nếu thị trưởng Triệu có ứng viên thích hợp thì cũng có thể đề cử, hôm nay mở cuộc họp hội ý này thì cũng là do ban tổ chức cán bộ muốn nghe quan điểm của ngài và bí thư Ân. Phó Thiên hơi bất mãn quét mắt nhìn Tiêu Triều một cái, lời này không phải quá yếu đuối sao? Phó Thiên biết Tiêu Triều cũng không tán đồng Lỗ Văn vào vị trí này, nhưng việc này là do lúc trước Phó Thiên đã trao đổi với Trần Anh Lộc. Lúc đó Trần Anh Lộc cũng không tỏ ý phản đối mà chỉ nói là có thể suy xét, đưa lên cuộc họp hội ý để nghiên cứu. Điều này chẳng khác nào ngầm thừa nhận đề cử của hắn, Tiêu Triều đương nhiên cũng biết ảo diệu trong việc này nên dù có ý kiến bất đồng nhưng vẫn đẩy Lỗ Văn ra. Bí thư Trần, trước mắt Hoài Khánh chúng ta đang gặp phải một cơ hội phát triển rất lớn, nhất là Hoài Khánh lại rời trọng tâm đô thị về phía Bắc nên khiến các khu vực ngoại thành của quận Khánh Châu trước đây là dần bị nhét vào nội thành. Đặc biệt là một khi đại lộ Song Diệp được xây dựng xong thì sẽ một vùng ngoại thành thậm chí nông thôn rộng lớn ở phía Bắc sẽ nằm trong phạm vi của Khánh Châu. Điều này sẽ mang đến tương lai khó có thể tưởng tượng được cho sự phát triển của quận Khánh Châu. Triệu Quốc Đống nhăn trán, chọn lọc từ ngữ rồi từ từ nói. Gần 2 năm qua, hai quận trực thuộc Hoài Khánh chúng ta đều phát triển với tốc độ khá nhanh nhưng giữa quận Khánh Châu và quận Hoài Châu lại có sự chênh lệch rõ ràng. Trước giờ tôi luôn cân nhắc xem làm thế nào để thúc đẩy Khánh Châu nhanh chóng vượt qua đoạn đường này, thúc đẩy 4 quận, huyện Quy Ninh, Hoài Châu, Lâm Giang, Khánh Châu phát triển kinh tế nhanh hơn. Tạo khu khai phát, 4 quận, huyện theo mô hình 5 sao, đây vẫn luôn là một điểm yếu của quận Khánh Châu về phương diện này. Vẻ mặt suy nghĩ sâu xa lộ rõ trên mặt Trần Anh Lộc, y cũng đã đoán Triệu Quốc Đống sẽ có dị nghị về vấn đề chọn người làm chủ tịch quận Khánh chớ. Lỗ Văn đích xác không phải là sự lựa chọn khiến mọi người hài lòng, nhưng mà... Quận Khánh Châu cần một bộ máy ưu tú, mà người nào làm chủ tịch quận tức là dẫn dắt bộ máy chính quyền chấp hành, đẩy mạnh các quyết định của đảng ủy. Có thể nói nếu chọn tốt thì sẽ có tác dụng thúc đẩy kinh tế, xã hội, sự nghiệp quận Khánh Châu phát triển rất nhanh. Còn nếu mà chọn không tốt thì sẽ càng khiến Khánh Châu phát triển trì trệ. Lời của tôi mặc dù có vẻ hơi quá nhưng đây là xuất phát từ đáy lòng. Phó Thiên nhướng mày lên nói. Thị trưởng Quốc Đống, ý của anh là đồng chí Lỗ Văn không thể gánh vác được trọng trách ư? Trần Anh Lộc cảm nhận không khí trong phòng đã xuất hiện mùi thuốc súng rồi nhưng hắn vẫn không hề lên tiếng.
đồng chí Lỗ Văn cũng có ưu điểm nhưng tôi thấy y không phải là người thích hợp nhất làm chủ tịch quận Khánh Châu, theo quan điểm cá nhân thì tôi thấy đồng chí Lỗ Văn thích hợp làm trong các ban ngành. Triệu Quốc Đống như chẳng hề để ý tới câu hỏi đầy tức giận của Phó Thiên mà vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh. Làm như vậy thì khó tránh khỏi sẽ đắc tội với người nhưng có công tác nào mà lại không đụng chạm tới ai cơ chứ? Từ xưa tới nay Triệu Quốc Đống không sợ đắc với người khác mà chỉ cần nó đáng giá. Trong lòng Phó Thiên rất tức giận, đối phương rõ ràng là cũng biết ứng viên này nhận được sự tán thành của Trần Anh Lộc và Tiêu Triều mà vẫn phản đối thẳng thừng như vậy, điều này hiển nhiên là khiêu khích với mình. Là phó bí thư phụ trách quản lý công tác tổ chức, y tự nhận bản thân đương nhiên có quyền lên tiếng lớn hơn đối phương về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo huyện, sao phải sợ đối phương là một thị trưởng cơ chứ? Thấy Phó Thiên đang muốn lên tiếng, Trần Anh Lộc biết đã đến lúc mình ra mặt. Quốc Đống, cậu đã nói như vậy thì chắc cũng có người muốn đề cử, vậy thì cứ nói ra để mọi người cùng thảo luận một chút. Lựa chọn cán bộ lãnh đạo mà muốn công tâm thì có tranh luận cũng là bình thường, đó cũng là một quá trình quyết sách dân chủ. Tôi đề nghị điều đồng chí Thịnh Khắc Minh tới làm phó bí thư quận ủy, chủ tịch quận. Triệu Quốc Đống nói một cách thản nhiên. Thịnh Khắc Minh. Phó Thiên lập tức phản đối, hắn cũng khá hiểu biết về đám cán bộ Hoài Khánh. Thịnh Khắc Minh mới đảm nhiệm phó chủ tịch thường trực quận Hoài Châu chưa đầy 2 năm, nếu mà giờ thăng lên làm chủ tịch quận thì không phải là quá nhanh sao? Chỉ cần phù hợp với trình tự, sự từng trải dường như không phải là điều kiện thiết yếu mà đảng ta căn cứ để phân công cán bộ đúng không? Huống chi hiện giờ không phải đang đề xướng phải bài trừ quan niệm phân biệt đối xử, chọn người đúng khả năng. Trong thời gian làm phó chủ tịch thường trực quận Hoài Châu thì Thịnh Khắc Minh đã có thành tích xuất sắc, nhất là đã có nhiều công lao trong việc thành lập và phát triển khu công nghiệp Hoài Châu. Tôi cho rằng đồng chí này hoàn toàn có đủ năng lực đảm nhiệm vị trí chủ tịch quận Khánh Châu. Triệu Quốc Đống nói luôn mà không nhường bước nào. Bí thư phó, theo tôi nhớ thì từ khi ngài làm chánh văn phòng huyện ủy Hoa Dương cho tới khi được điều làm chánh văn phòng kiêm ủy viên đảng ủy sở giao thông tỉnh thì gian cũng chưa được 2 năm đúng không? Lúc ở vị trí này thì ngài làm cũng rất tốt, nhận được sự khen ngợi của lãnh đạo tỉnh, đây cũng có thể coi như là một minh chứng rõ ràng đấy chứ. Triệu Quốc Đống cười tủm tỉm lợi dụng ngay chuyện của Phó Thiên để phản kích, khiến Phó Thiên trong lúc nhất thời phải cứng họng, không biết đáp lại như thế nào. Tiêu Triều tuy không lên tiếng nhưng trong lòng cũng thấy bội phục Triệu Quốc Đống, Phó Thiên vốn cũng là một tay có tài ăn nói mà ở trước mặt Triệu Quốc Đống cũng phải kém một bậc, rụt rè, do dự, có cảm giác như bị gò bó, từ từ rơi vào thế hạ phong rồi dẫn tới không phản bác được. Trần Anh Lộc cũng hơi nhíu mày, Thịnh Khắc Minh đúng là cũng có năng lực. Nhất là khi hắn và Vương Lệ Quyên liên thủ với nhau khiến quận Hoài Châu phát triển vượt bậc, kinh tế Hoài Châu lên được con đường cao tốc. Khiến Khuông Dương xưa nay mạnh mẽ đến vậy mà cũng không chèn ép hoàn toàn được. Nhưng Phó Thiên nói cũng không sai. Năng lực Thịnh Khắc Minh tốt nhưng dù sao kinh nghiệm còn quá ít. Phó Chủ tịch thường trực quận nâng lên làm người đứng đầu ủy ban cũng không phải là không có nhưng dù sao cũng là thiểu số. Hầu đều là từ Phó Bí Thư lên. Đương nhiên trường hợp từ Phó Thị trưởng thường trực mà leo thẳng lên làm thị trưởng như Triệu Quốc Đống là trường hợp đặc biệt, không thể làm căn cứ. Chẳng qua Triệu Quốc Đống lợi dụng chuyện của Phó Thiên để phản kích thì dù không thể phản bác nhưng nếu chỉ dựa vào điểm này thì chắc chắn khó có thể phục chúng. Quốc Đống, tôi thấy như vậy, Lỗ Văn và Thịnh Khắc Minh có thể đưa vào phạm vi khảo sát. Chúng ta có thể trưng cầu ý kiến nhiều phương diện, Lão Tiêu nói tiếp đi. Trần Anh Lộc chỉ có thể tạm thời gác lại cuộc tranh luận này, chứ nếu cứ để tình hình tiếp tục thì chỉ e cuộc họp này sẽ ầm ĩ mà không đi đến đâu cả. Đây là chuyện mà lần đầu tiên y gặp phải. Nó khác rất xa so với thời Hà Chiếu Thành còn đảm nhiệm thị trường. Điều này cũng làm cho Trần Anh Lộc ý thức được sự thay đổi của thời thế. Cuộc tranh chấp kịch liệt trong buổi họp hội ý cuối cùng cũng kết thúc, Trần Anh Lộc không thể ngờ được cuộc họp này lại gian khổ như vậy. Rõ ràng là Triệu Quốc Đống đã không còn giữ thái độ không quan tâm như ngày trước. Tuy rằng hiện giờ biểu hiện trước mắt vẫn chưa thể nói rõ điều gì nhưng có thể khẳng định một điều đó là lòng tự tin của Triệu Quốc Đống đã tăng mạnh. Hơn nữa nó còn dần dần được thể hiện về vấn đề nhân sự. Trần Anh Lộc tin rằng chỉ cần mình tỏ thái độ rõ ràng đồng thời cũng triển khai hành động thì trên hội nghị thường vụ thị ủy sắp tới Triệu Quốc Đống cũng sẽ không thu hoạch được gì cả. Nhưng nếu mâu thuẫn giữa mình và Triệu Quốc Đống mà công khai hóa thì sẽ nhanh chóng bị lãnh đạo tỉnh nắm được. Đây là điều mà Trần Anh Lộc không muốn thấy. Nhưng xem ra hiện giờ mình đã kỳ vọng quá cao vào Phó Thiên, mà thái độ của Tiêu Triều thì lại càng khiến người ta phải lo lắng. Có lẽ mình cần phải có hành động thích hợp một chút. Quyển 12, chương 59.
đây là lần đầu tiên Lý Đạo Sinh tham gia hội nghị thường vụ thị ủy Hoài Khánh. Được bổ nhiệm làm tư lệnh quân khu kiêm thường vụ thị ủy Hoài Khánh đã gần một tháng, nhưng do bí thư thị ủy Trần Anh Lộc vẫn đang học tập ở Bắc Kinh nên vẫn chưa có cơ hội triệu tập hội nghị này. Tuy rằng sau khi Trần Anh Lộc trở lại Hoài Khánh thì y đã chủ động đến thị ủy và gặp mặt bí thư thị ủy, nhưng còn với những thường vụ thị ủy khác thì y lại không quá quen thuộc. Trong phòng hội nghị thường vụ thị ủy mù mịt khói thuốc, điều này cũng có quan hệ rất lớn với việc Trần Anh Lộc là kẻ nghiện thuốc nặng. Cũng may tất cả 13 thường vụ thị ủy Hoài Khánh đều là đàn ông nên cũng không có ai kháng nghị với điều này. Lý Đạo Sinh cẩn thận quan sát các thường vụ. Trần Anh Lộc này không phải người hay nói cũng không có điểm gì đặc biệt cả, mà chỉ làm cho người ta có cảm giác nhã nhặn. Sau khi y chủ động đến thị ủy báo cáo công tác thì một tuần sau đó Trần Anh Lộc liền tới quân khu thị sát tình hình, hai người cũng đã nói chuyện hơn tiếng đồng hồ. Đây là một bí thư thị ủy tương đối thận trọng và thật thà. Suốt cả buổi nói chuyện mà chẳng hề có lời hoa lệ nào cả, lúc nào cũng nói rất cụ thể. Ngồi bên cạnh là một chàng thanh niên đang cắm đầu viết lách, nếu mà không biết thì phần lớn mọi người sẽ cho rằng đây là thư ký bí thư thị ủy, nhưng thân phận thật sự của hắn lại là phó bí thư thị ủy, thị trưởng. Theo Lý Đạo Sinh biết thì vị thị trưởng trẻ tuổi này đã bộc lộ tài năng rất mãnh liệt khi còn nhậm chức ở Ninh Lăng, đây là tin mà hắn nghe được từ Biên Phong, một tay trợ thủ khá thân thiết của y, vốn đã từng làm cộng sự với Triệu Quốc Đống. Nhưng ở Hoài Khánh được một thời gian mà y lại cảm thấy vị thị trưởng trẻ tuổi này như đã biến thành một người khác, có vẻ rất trầm tĩnh và thận trọng. Y vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại với Biên Phong, cũng nói đùa rằng vị thị trưởng họ Triệu này là một người có phong cách nội liếm, nói thì ít mà làm thì nhiều. Biên Phong tỏ vẻ không tin rồi sau cùng nói với hắn rằng có lẽ đây chỉ là một loại biểu hiện bề ngoài. Triệu Quốc Đống thật ra chẳng hề có ý nghĩ muốn tăng ấn tượng của mình trong suy nghĩ của người khác, các nội dung mà hội nghị thường vụ thị ủy nghiên cứu hôm nay rất quan trọng đối với hắn. Hội nghị phải thông qua thẩm định đề án đưa Hoài Khánh trở thành trung tâm giáo dục dạy nghề của vùng Trung Tây, nhưng nội bộ thị ủy cũng không đạt được ý kiến nhất trí về việc thẩm định này, ngay cả Trần Anh Lộc cũng giữ thái độ trì hoãn về việc này. Trong buổi họp hội ý, Phó Thiên đã tỏ ý muốn Ủy ban Nhân dân thị xã nên cắt giảm kế hoạch này một cách thích hợp. Tuy Trần Anh Lộc lại không tỏ thái độ một cách rõ ràng nhưng Triệu Quốc Đống lại cảm giác hắn nghiêng về ý kiến này. Triệu Quốc Đống vẫn luôn kiên trì với nguyên tắc đứng vững lâu dài, kế hoạch này chẳng những không nên cắt giảm mà còn phải thúc đẩy mạnh mẽ và đề cao tiêu chuẩn với những quận, huyện có điều kiện tốt. Ân Cảnh Tùng thì có khuynh hướng nghiêng về ý kiến của Triệu Quốc Đống, nhưng đồng thời cũng đưa ra lo lắng của mình về việc đảm bảo tài chính. Bởi vì bất đồng khá lớn nên cuối cùng Trần Anh Lộc quyết định là đệ trình lên hội nghị thường vụ thị ủy để thảo luận. Phó thị trưởng An Nhiên lại được dự thính hội nghị một lần nữa, cô giới thiệu của Ủy ban Nhân dân thị xã về việc dạy nghề lần này. Nhất là lợi dụng cơ hội tỉnh đưa Hoài Khánh trở thành nơi thí điểm dạy nghề, đẩy mạnh sự nghiệp dạy nghề được mở rộng trong toàn thị xã, góp phần chuyển đổi cơ cấu tài nguyên lao động cho thị trường lao động Hoài Khánh, nâng cao tố chất sức lao động toàn thị xã, đề cao giá trị cấu thành lao động, trợ giúp công nhân và nhân viên thất nghiệp của các đơn vị bên dưới được nâng cao năng lực nghề nghiệp, giúp đỡ nguồn lao động dư thừa ở nông thôn thể hiện được tố chất và nâng cao giá trị. Ngoài dữ liệu của Triệu Quốc Đống, việc thảo luận đề án này cũng không khiến các thường vụ quá hứng thú. Tuy rằng Trần Anh Lộc đã nhấn mạnh tầm quan trọng, sự tất yếu và tính khả thi của việc này đối với việc xây dựng Hoài Khánh sau này thành một trung tâm kinh tế mạnh, yêu cầu các thường vụ phải suy xét một cách nghiêm túc. Nhưng các thường vụ rõ ràng đã phụ lại sự kỳ vọng của Trần Anh Lộc khi đều bỏ phiếu tán thành đề án này một cách sảng khoái. Có lẽ không ai muốn làm khó dễ thị trưởng Triệu về một việc chẳng liên quan đến lợi ích thực chất là bao nên đều bãi binh, nhưng nguyên nhân thực chất đó là vì ai cũng cảm thấy hứng thú với chương trình nghị sự đằng sau. Tuy rằng Phó Thiên và Lữ Thu Thần đều vẫn giữ nguyên thái độ phản đối đề án này nhưng hai người bọn họ đều cảm thấy tâm thần bất an, thái độ phản đối hiển nhiên không mạnh như bọn họ dự đoán. Các thường vụ khác đều tỏ vẻ tán đồng với các mức độ khác nhau do tư tưởng không tập trung, cuối cùng đề án này được thông qua. Tiêu Triều biết trọng điểm hội nghị hôm nay còn đang ở chỗ mình, không ngoài dự đoán khi trong cuộc họp hội ý nghiên cứu về vấn đề nhân sự cũng xuất hiện ý kiến bất đồng. Lần này đề xuất 4 ứng viên cần nghiên cứu nhưng tranh luận chủ yếu lại tập trung vào lãnh đạo 2 quận, huyện. Ngoại trừ ứng viên vào vị trí chủ tịch quận Khánh Châu thì chính là vị trí thường vụ quận ủy, bí thư đảng ủy chính pháp quận Khánh Châu. Bí thư đảng ủy chính pháp đương nhiệm đã đến tuổi về hưu, Đại hội đại biểu nhân dân quận đã đi trước một bước tuyển cử vị này thành phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân quận, nhưng cái ghế trống để lại đã trở thành tiêu điểm.
Tiêu Chiều căn cứ ý kiến của quận ủy và bên đảng ủy chính pháp quận Khánh Châu nên đề xuất ứng viên chính là Từ Trạch Tài, phân cục trưởng phân cục công an quận Khánh Châu. Nhưng Triệu Quốc Đống lại tỏ ý phản đối một cách thẳng thừng, việc này cũng nhận được sự ủng hộ của Ân Cảnh Tùng. Hai người đều cho rằng Từ Trạch Tài đóng một vai trò không tốt trong sự kiện Khánh Châu, không theo nguyên tắc tổ chức lãnh đạo hai cấp, không báo cáo mà tự ý liên kết với tổ điều tra sở công an tỉnh bí mật điều đình, khiến sự kiện Khánh Châu bùng phát, gây ra ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ. Người như thế chẳng những không nên đề bạt mà phải điều chỉnh ra khỏi vị trí này một cách quyết đoán. Phó Thiên thì lại cho rằng tuy Từ Trạch Tài có khiếm khuyết về cách làm trong sự kiện Khánh Châu nhưng cũng không có vấn đề gì lớn về nguyên tắc. Vấn đề hỗ trợ cơ quan công an cấp trên điều tra cũng là nghĩa vụ của cơ quan công an địa phương, đương nhiên hắn cũng đang suy xét vấn đề ích lợi và ảnh hưởng địa phương. Triệu Quốc Đống thì lại tỏ ý không tán đồng quan điểm của Phó Thiên, một phân cục trưởng phân cục công an quận vừa không được cục công an thị xã trao quyền lại không báo cáo tình hình với quận ủy, ủy ban nhân dân quận, tự tiện tham gia vào một vụ án liên quan đến ổn định xã hội toàn quận thậm chí toàn thị xã. Một hành vi như vậy rất khó dùng từ lỗ mãng để hình dung. Ít nhất có thể nói thì cũng phải nói rằng người này hoặc là không hề có cái nhìn đại cục, hoặc là có mưu đồ gì khác. Lời của Triệu Quốc Đống khá nặng, chẳng khác nào đổ cái tội chết. Ân Cảnh Tùng cũng rất kiên quyết về vấn đề này, tỏ vẻ rằng một người như vậy tuyệt đối không thể là ứng viên để cấp thường vụ suy xét được. Bởi vì hai người Triệu, Ân kiên quyết phản đối cộng thêm việc Trần Anh Lộc cũng không quá thích người này nên Từ Trạch Tài đã bị gạt bỏ. Triệu Quốc Đống kiến nghị rằng nếu như chưa có được ứng viên thích hợp thì cũng có thể suy xét tạm thời để bí thư đảng ủy chính pháp đương nhiệm giữ tiếp một thời gian, đợi đến khi có ứng viên thích hợp thì sẽ đưa ra nghiên cứu sau. Cho nên trong hội nghị thường vụ thị ủy lần này thì ứng viên đã bị gác lại. Tới khi bàn về chức phó bí thư huyện ủy huyện Vũ Xuyên thì dù trong hội nghị hội ý lúc trước cũng có tranh luận nhất định nhưng Trần Anh Lộc đã tỏ thái độ dứt khoát. Mặc dù tỏ ý có thể đệ trình lên hội nghị thường vụ thị ủy để nghiên cứu tham thảo nhưng hai người Triệu, Ân đều hiểu việc chọn người này khó có ý kiến trái ngược với Trần Anh Lộc. Tới khi ứng viên cục trưởng cục giao thông và cục thủy lợi thị xã được thông qua thì hội nghị có vẻ bình lặng nhưng ai cũng biết đây là hiện tượng bề ngoài giống như là con gái đã xuất giá, tiêu điểm thực sự còn ở phía sau. Bí thư Trần, nếu mọi người có tranh luận về việc chọn người làm chủ tịch quận Khánh Châu thì tôi nghĩ trong thời gian ngắn này cũng chẳng có ai thuyết phục được ai. Vậy thì nên biểu quyết dựa theo trình tự tổ chức đi. Phó Thiên đánh mắt về phía Trần Anh Lộc, ánh mắt tỏ ra rất bình tĩnh, ung dung. Trần Anh Lộc lại loáng thoáng có cảm giác bất an, thái độ của Triệu Quốc Đống có phần quỷ dị. Tuy hắn vẫn giữ quan điểm của mình nhưng hắn cũng biết, vị trí chủ tịch quận Khánh Châu liên quan đến nhiều gút mắc lợi ích. Đây không phải là chuyện mà anh có thể thay đổi thái độ bằng miệng lưỡi được, có thể nói trước khi hội nghị thường vụ thị ủy này diễn ra thì thái độ của mọi người cũng đã sớm có quyết định rồi. Nhưng Triệu Quốc Đống thì lại tỏ vẻ hết sức bình tĩnh, biểu hiện này thậm chí còn tự tin hơn cả Phó Thiên nên khiến Trần Anh Lộc cảm thấy khá sợ. Chỉ có điều chuyện đã đi tới bước này thì cũng không còn lựa chọn nào khác. Phó Thiên chủ động đề xuất bỏ phiếu biểu quyết thì chắc là đã chuẩn bị đầy đủ, nếu không nắm chắc 10 phần thì hắn sẽ không đề nghị rõ ràng như vậy. Triệu Quốc Đống lên tiếng đầu tiên tán đồng Thịnh Khắc Minh làm Phó Bí Thư Quận ủy, quyền Chủ tịch Quận Khánh Châu, Phó Thiên thì tỏ vẻ tán đồng Lỗ Văn. Ngay sau đó Ân Cảnh Tùng tỏ ý ủng hộ Thịnh Khắc Minh còn Lữ Thu Thần thì ủng hộ Lỗ Văn, Tiêu Chiều bỏ phiếu trắng. Điều khiến mọi người bất ngờ đó là Trương Quả Hỷ lại bỏ phiếu tán thành Thịnh Khắc Minh, đến lúc này Trần Anh Lộc mới ý thức được cuộc hội nghị hiện nay đã thoát khỏi tầm khống chế của mình. Vốn theo hắn nghĩ thì dù là Thịnh Khắc Minh có được thông qua thì mình cũng vẫn có thể tỏ thái độ để kéo hắn lại, thế nhưng Phó Thiên thì lại quá hấp tấp nên dẫn tới sự biến hóa lớn. Trong lúc nhất thời Trần Anh Lộc thậm chí còn không biết nếu mình tỏ thái độ thì liệu có thể ảnh hưởng tới loại người không bao giờ tỏ thái độ khi chưa nhận thức rõ vấn đề như Trương Quả Hỷ hay không. Khi Cố Vĩnh Bân bỏ phiếu trắng thì vị thường vụ thị ủy, tư lệnh quân khu mới bổ nhiệm Lý Đạo Sinh lại tán thành Thịnh Khắc Minh, lúc này sắc mặt của Trần Anh Lộc trở nên âm trầm cực điểm. 6 so với 5, dù mình có bỏ phiếu cho Lỗ Văn thì cục diện vẫn sẽ rằng co giống như cũ. Mà chắc chắn điều này chẳng khác nào công khai mâu thuẫn về quan điểm giữa mình với Triệu Quốc Đống. Phó Thiên tuyệt đối không ngờ Trương Quả Hỷ vừa lâm trận lại phản chiến, hắn tự nhận là quan hệ giữa mình với Trương Quả Hỷ vẫn được duy trì khá tốt. Mà mọi người thì đều biết quan hệ giữa Trương Quả Hỷ và Triệu Quốc Đống lại không hòa thuận, thậm chí Triệu Quốc Đống còn công khai phê bình ban tuyên giáo không làm được gì thậm chí còn gây ra tác dụng ngược đối với việc thúc đẩy kiến thiết thành thị.
Tuy rằng Trương Quả Hỷ thành khẩn tiếp nhận lời phê bình, nhưng Phó Thiên tin rằng với tư cách một thường vụ thị ủy lão thành như Trương Quả Hỷ thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để đâm đối phương một kích. Đặng Nhược Hiền kinh ngạc khi thấy cục diện đột nhiên sinh biến, một phiếu của Trương Quả Hỷ cộng thêm việc Tiêu Triều, Cố Vĩnh Bân bỏ phiếu trắng thì đã trở thành điểm mấu chốt, nếu như nói hai người Tiêu Triều và Cố Vĩnh Bân có chủ kiến riêng của mình thì Thịnh Khắc Minh quá quan khiến cho việc biểu quyết chọn người làm phó bí thư huyện ủy huyện Vũ Xuyên lúc sau trở nên nhạt nhẽo, bất kể là Trần Anh Lộc hay là Phó Thiên đều bước ra ngoài với vẻ bực bội. Hội nghị thường vụ thị ủy đã kết thúc. Quyển 12, chương 60. Mọi khúc chiết trong hội nghị thường vụ thị ủy nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Đến sau này ngay cả Trần Anh Lộc và Triệu Quốc Đống cũng đều không ngờ tin tức này lại mang đến chấn động lớn như thế. Theo hai người thấy thì trên thực tế hội nghị thường vụ thị ủy lần này về cơ bản là quán triệt ý đồ của cuộc hội ý. Ba chức cục trưởng cục giao thông, cục thủy lợi cùng với cục trưởng cục văn hóa, thậm chí bao gồm cả cái ghế phó bí thư huyện ủy huyện Vũ Xuyên đều được quán triệt dựa theo ý đồ của Trần Anh Lộc. Nếu bàn về ý nghĩa quan trọng thực tế mà nói thì tầm quan trọng và tính đặc thù của vị trí cục trưởng cục giao thông và cục thủy lợi không hề kém so với chủ tịch quận Khánh Châu, nhất là vị trí cục trưởng cục giao thông thì lại càng quan trọng. Cuộc tranh chấp kịch liệt về vị trí chủ tịch quận Khánh Châu, rồi đủ loại rằng co từ cuộc họp hội ý cho tới trên hội nghị thường vụ thị ủy, tất cả đều giống như có người bắt sóng truyền trực tiếp vậy, đám người tin tức nhạy bén ở trên thị xã đều biết chẳng sai tẹo nào. Câu nói quan trường không có bí mật thật sự không phải là giả, trong một quốc gia mà nhất là quan chức thì dù có một chút biến hóa về nhân sự đều cũng có khả năng kéo theo nhiều tinh lực mà khó có thể tưởng tượng được. Thậm chí sự thay đổi về thái độ hay giọng điệu của mỗi một thường vụ đều có thể được người khác miêu tả rất sống động, cứ như đám người đồn đại đều được dự thính cái hội nghị lúc ấy, hoặc là ghi chép từ nhiều góc độ sau đó mới có được hình ảnh sinh động như vậy. Nào có đến mức như vậy, có tranh luận, dị nghị cũng rất bình thường. Lão Phó và tôi có bất đồng quan điểm về ứng viên làm chủ tịch quận Khánh Châu, chúng tôi có cái nhìn khác nhau về vấn đề này. Trên thực tế Bí Thư Trần vẫn giữ thái độ công bằng. Đại khái là muốn biết thêm một chút ý kiến, quan điểm của hội nghị thường vụ thị ủy, đương nhiên kết quả cũng đã có rồi. Triệu Quốc Đống nói một cách thờ ơ, vừa phê duyệt văn kiện, vừa trả lời mấy vấn đề của Quế Toàn Hữu ngồi ở phía đối diện. Quế Toàn Hữu có vẻ khá hưng phấn, việc Thịnh Khắc Minh lên chức cùng với việc mình đã trở về quê làm chủ tịch huyện là hoàn toàn khác nhau. Bản thân mình từ lâu đã làm phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thị xã. Hơn nữa ai cũng biết thị trưởng Triệu thông qua quan hệ với ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy để kéo mình từ Ninh Lăng tới đây, mình có thể được làm chủ tịch huyện quê nhà cũng là nước chảy thành sông, thậm chí Bí Thư Trần còn chủ động đề nghị. Nhưng Thịnh Khắc Minh lúc này thì lại không giống vậy. Tuy rằng Triệu Quốc Đống nói Trần Anh Lộc giữ nguyên thái độ trung lập nhưng ai cũng biết Bí Thư Trần có khuynh hướng để lỗ văn đến Khánh Châu. Từng ly từng tí một trong cuộc họp hội ý rất khó giấu giếm được người khác. Phó Thiên mà không nhận được cái gật đầu hoặc ít nhất là lời hứa của Trần Anh Lộc thì Tiêu Triều sẽ không đề xuất một nhân vật mà y phản đối này ra. Trên hội nghị thường vụ thị ủy Tiêu Triều đã bỏ phiếu trắng là đủ chứng minh y không hài lòng với cái tên Lỗ Văn này. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói thì các thường vụ không dám tỏ thái độ rõ ràng chính là làm suy giảm vị trí và trọng lượng của mình. Tiêu Triều làm trưởng ban tổ chức cán bộ thì sao lại không rõ điều này? Nếu không phải suy xét tới thái độ của Trần Anh Lộc thì chắc hẳn Tiêu Triều sẽ không bỏ phiếu trắng mà sẽ bỏ phiếu tán thành cho Thịnh Khắc Minh. Ha ha, thị trưởng, không ngờ trưởng ban Quả Hỷ lại có thể quyết đoán trong thời khắc như thế, điều này thực khiến người khác phải kinh ngạc và khâm phục. Quế Toàn Hữu cười hì hì nói. Triệu Quốc Đống ngẩng đầu lên liếc nhìn Quế Toàn Hữu một cái, nói nửa thật nửa giả. Toàn Hữu, tôi khuyên anh không nên nói bóng nói gió khi ở vị trí này, đây chỉ là bổ nhiệm nhân sự bình thường. Vì sao lại cần phải loan truyền một cách thần kỳ như vậy? Loại hiện tượng này không bình thường đâu. Anh là chủ tịch huyện, liệu có phải khi huyện anh bổ nhiệm nhân sự cũng sẽ trở nên biến đổi liên tục và chứa đầy sắc thái ly kỳ như vậy hay không? Bị Triệu Quốc Đống trách cứ khiến cho tai nóng bừng lên, Quế Toàn Hữu cười ha ha. Thị trưởng, tôi chỉ cảm thấy biểu hiện của trưởng ban Quả Hỷ nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ừ, bình thường y cũng rất hiếm khi mở kim khẩu. Không nên xem thường giác ngộ chính trị của trưởng ban Quả Hỷ, rất nhiều chuyện y đều có quan điểm riêng của mình, chẳng qua trưởng ban Quả Hỷ giỏi ẩn nhẫn và xử trí linh hoạt, giờ tình cờ nổi bật thôi. Triệu Quốc Đống không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này. Tối nay có bố trí gì không? Thị trưởng có an bài gì không? Quế Toàn Hữu cũng cảm giác được từ sau khi mình về quê thì không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với Triệu Quốc Đống, lúc trước thì còn chưa quen lắm nhưng về sau đã dần thích ứng được rồi.
Một chủ tịch huyện hiển nhiên không có khả năng giống như một phó trưởng ban thư ký suốt cả ngày chạy quanh lãnh đạo, hắn cần phải thành lập một vòng tròn của riêng mình. Loại thay đổi này là tất nhiên. Buổi tối Vương Lệ Quyên mời khách. Triệu Quốc Đống còn chưa dứt lời thì Quế Toàn Hữu đã vội phản ứng, cười lắc đầu. Buổi tối tôi cũng đã có bố trí, bộ máy thành viên mới của Quỹ Tín Dụng Liên Xã muốn gặp mặt Ủy ban Nhân dân huyện, tôi e là không thể vắng mặt được. Triệu Quốc Đống cũng cười. Vậy là được rồi, bên lão Cố cũng không tệ phải không? Tạm được, giống như ngài nói, có bất đồng quan điểm cũng là bình thường, phải đối xử một cách đúng đắn, tìm kiếm kế sách giải quyết, đã qua thời điểm cọ sát khó khăn lúc đầu nên cả hai bên đều có thể biết được tính cách và quan điểm của nhau. Tuy rằng vẫn không thể tránh được tranh chấp hoàn toàn nhưng dù sao đều vẫn nằm trong phạm vi khống chế, ít nhất tôi cảm thấy chúng tôi đều đang rất muốn thực tâm triển khai công tác. Quế Toàn Hữu cười nói. Chẳng qua sau lần hội nghị thường vụ thị ủy vừa rồi thì Bí thư Vĩnh Bân lại thường chủ động sang bên Ủy ban Nhân dân huyện giao lưu. Triệu Quốc Đống chỉ mỉm cười rồi nói nhẹ nhàng. Anh có việc thì đi đi, tôi cũng không kém gì đâu. Sau khi hội nghị thường vụ thị ủy kết thúc được một thời gian mà Cao Chí Minh vẫn luôn ở trong trạng thái bất an, kỳ thật y cũng biết là do mình mẫn cảm quá mức. Triệu Quốc Đống đắc thủ một lần cũng không thể nói lên điều gì. Huống chi cuộc tranh đoạt vị trí chủ tịch quận Khánh Châu lần này suy cho cùng có tính là Triệu Quốc Đống thắng lợi hay không thì cũng rất khó nói. Dù sao ở thời điểm cuối cùng thì Trần Anh Lộc cũng không tỏ thái độ trực tiếp mà chỉ tỏ vẻ là ý kiến của Triệu Quốc Đống được thông qua. Dù là Trần Anh Lộc không muốn tỏ thái độ rõ ràng hay là y ám chỉ thì cũng đều chứng minh rằng Triệu Quốc Đống cũng không nhận được sự ủng hộ của Trần Anh Lộc về chuyện này. Có lẽ là do Trần Anh Lộc suy xét đến một vài nhân tố khác nên mới bỏ qua vào thời điểm mấu chốt. Điều này làm cho Cao Chí Minh vừa cảm thấy cao hứng mà vẫn thấy bận tâm đôi chút. Cao hứng chính là quan hệ giữa hai người Trần Triệu vốn luôn thân mật, khăng khít cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt, còn lo lắng cũng chính là sức ảnh hưởng sau lưng Triệu Quốc Đống đã nhân hội nghị thường vụ thị ủy vừa rồi thoát sau cánh gà ra khỏi sân khấu. Nhiệm kỳ của Trần Anh Lộc chỉ còn hơn một năm nữa, dựa theo thường lệ thì y sẽ không tiếp tục ngồi lại trên cái ghế bí thư thị ủy Hoài Khánh này nữa mà có lẽ sẽ được điều đến một nơi nào đó quan trọng hơn làm bí thư. Hoặc có lẽ sẽ lên sở ngành nào đó trên tỉnh làm, đương nhiên cũng có khả năng thăng lên hẳn một cấp làm lãnh đạo tỉnh. Với tình hình trước mắt thì lãnh đạo chủ yếu của tỉnh khá hài lòng với biểu hiện của Trần Anh Lộc. Trần Anh Lộc mà không ở lại thì ai sẽ tới đảm nhiệm bí thư thị ủy này? Tuy rằng cũng tồn tại khả năng là tới từ bên ngoài hoặc là trên tỉnh điều tới một bí thư thị ủy, nhưng dù là Cao Chí Minh cũng không muốn nhìn thấy điều này. Ngay chính y cũng phải thừa nhận rằng sau khi Trần Anh Lộc đi thì khả năng lớn là Triệu Quốc Đống sẽ tiếp nhận chức phụ bí thư thị ủy này. Đến lúc đó thì Triệu Quốc Đống đã đảm nhiệm thị trưởng được 2 năm, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, với năng lực và thủ đoạn của tên Triệu Quốc Đống thì khả năng này thành công hơn nửa rồi. Một nửa khả năng cũng đủ khiến Cao Chí Minh phải suy xét một cách cẩn thận các hành vi và hành động của mình ở cái vị trí trưởng ban thư ký thị ủy này. Biểu hiện của Trần Anh Lộc trên hội nghị thường vụ thị ủy đã ám chỉ một cách khéo léo. Đó là Trần Anh Lộc không muốn công khai rạn nứt với Triệu Quốc Đống, chỉ cần Triệu Quốc Đống biết chừng mực, không quá phận. Ảnh hưởng của Triệu Quốc Đống ở thị ủy càng ngày càng tăng, vậy bây giờ mình nên làm cái gì? Lý Chí Mách bảo Cao Chí Minh nên chú ý phối hợp làm tốt quan hệ với Triệu Quốc Đống. Hội nghị thường vụ thị ủy lần này đã tỏ rõ sự yếu thế trời sinh của Phó Thiên trong cuộc đối kháng với Triệu Quốc Đống. Tiêu Triều vốn là cánh tay đắc lực lại không đoàn kết nữa, thậm chí còn bỏ phiếu trắng thì có thể nói là một hành động không thể tưởng tượng được. Điều này đủ để chứng minh Phó Thiên thất bại trong cuộc quyết đấu này không phải là không có nguyên nhân, nếu không phải do mình tin tưởng quá mức vào sự tự tin của hắn thì chắc cũng sẽ cân nhắc vấn đề lập trường này một chút. Không có được sự ủng hộ của Trần Anh Lộc thì Phó Thiên chẳng làm được gì cả. Đây là điều Cao Chí Minh đã nói với Phó Thiên, bất kể là căn cơ, quan hệ hay là thủ đoạn. Nghe nói Phó Thiên này trước kia là lãnh đạo của Triệu Quốc Đống, vậy mà giờ lại trở thành cấp dưới rồi. Đi con đường nào? Nan đề này khiến người ta phải phí nhiều tâm tư, tình cảm và lý trí cá nhân luôn xung đột, đây là căn nguyên của thống khổ và sung sướng. Dư âm của cuộc hội nghị thường vụ thị ủy lần này giống như là một cơn sóng thần ẩn phục dưới đáy biển sâu, từ từ lan tỏa sức mạnh ra bốn phương tám hướng. Nhìn bề ngoài thì không thấy động tĩnh gì mà chỉ có những người nằm sâu trong đó thì mới có thể cảm nhận biến hóa được. Cảm nhận được biến hóa trong đó không phải chỉ có các thường vụ thị ủy mà ngay cả các nhóm cán bộ bình thường trong thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã cũng đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Nhất là nhóm cán bộ bên Ủy ban Nhân dân thị xã, dường như đám lãnh đạo các quận,
huyện khi lên tham gia họp thì đều trở nên ân cần nhiệt tình, mà hiệu suất công tác các hạng mục do Ủy ban Nhân dân thị xã bố trí như cũng lập tức tăng lên không ít. Chuyện này nếu chỉ có một hai việc thì không hiện ra rõ ràng, lãnh đạo các ban ngành cũng chưa chắc đã chú ý tới, nhưng các nhân viên làm việc cụ thể thì lại có thể cảm nhận rõ ràng nhất. Một con thuyền có lớn đến đâu mà liên tục bị những cơn sóng nhỏ đập vào thì phương hướng cũng sẽ lệch đi dù rất nhỏ, mà theo sự thay đổi thời gian và hành trình thì hậu quả và ảnh hưởng của việc này sẽ càng ngày càng rõ ràng. Quyển 12, chương 61. Phòng Tử Toàn lúc này trông rất đắc ý. Triệu Quốc Đống không khỏi lắc đầu. Chỉ bằng vẻ mặt này của đối phương thì ai cũng có thể nhận ra Phòng Tử Toàn vừa mới đàm phán xong một hợp đồng khá lớn. Công ty năng lượng Quốc Toàn sau mấy năm khó khăn, theo tình hình kinh tế quốc dân phát triển trở lại nên năm nay công ty năng lượng Quốc Toàn bắt đầu lộ rõ răng nanh. Kinh tế phát triển khả quan khiến giá than đá sau vài năm thấp cũng đã thấy ánh mặt trời. Nhất là khi thị trường bất động sản ấm lên đã kéo theo các ngành như sắt, xi măng, kính phát triển. Các ngành này làm cho lượng điện của Trung Quốc thiếu trầm trọng, mà các nhà máy điện cũng đều dùng hết tốc độ để cung cấp nhu cầu sản xuất, tiêu dùng. Điều này cũng khiến nhu cầu than đá tăng mạnh, khiến giá than tăng lên. Công ty năng lượng Quốc Toàn nằm gai nếm mật mấy năm trời cuối cùng đã được hồi báo. Do tuyệt đối tin tưởng vào Triệu Quốc Đống, đồng thời cũng do Thương Lãng hỗ trợ về tài chính nên từ năm ngoái công ty năng lượng Quốc Toàn đã tiến hành tập huấn nhân viên, tăng thêm thiết bị, tăng thêm các phương tiện trụ cột, hoàn thành một dây chuyền sản xuất. Các loại thiết bị an toàn lao động cùng dây chuyền sản xuất mới cũng đều được đầu tư, cải tiến nên tốn không ít tiêu. Phòng Tử Toàn suốt ngày mắng mấy yêu cầu dã man này của Triệu Quốc Đống. Mà bây giờ y không thể không thừa nhận yêu cầu trước đây của Triệu Quốc Đống quá sáng suốt. Đương nhiên khi người khác đang lo về an toàn lao động, về sản lượng không đủ do máy móc cũ kỹ thì các mỏ than của công ty năng lượng Quốc Toàn đã bắt đầu tiến vào thời kỳ điên cuồng kiếm tiền. Vận chuyển là vấn đề rất lớn, nếu như không phải hai năm trước chúng ta đã tạo mối quan hệ thì bây giờ tôi đúng là ôm đống vàng mà không biết chuyển đi đâu. Gia Phòng Tử Toàn lúc này càng lúc càng đen, tóm lại so với trước kia Phòng Tử Toàn đúng là trông càng giống với một chủ ngành than hơn. Mặc dù là như vậy nhưng tôi cảm thấy vẫn bị việc vận chuyển hạn chế, điều này khiến tôi không thể không ký hợp đồng với công ty nhiệt điện vì bọn họ tuy trả giá không cao, chẳng qua bọn họ lại có xe vận chuyển. Chúng ta bán ra ngoài giá cao nhưng xe lại không có, tiền vận chuyển không hề thấp. Triệu Quốc Đống cười nói. Đâu thể có chuyện chiếm hết chỗ tốt, bây giờ người ta còn lo về sản lượng và an toàn lao động, ông bây giờ chỉ lo vấn đề vận chuyển còn đòi gì nữa. Ha ha. Con người có bao giờ thỏa mãn được chứ? Có lẽ chỉ khi vào mộ mới được. Phòng Tử Toàn cười ha hả nói. Đương nhiên lòng tham cũng có cấp độ, tôi không đến mức chỉ lo kiếm tiền để hưởng thụ, chúng ta phải có mục tiêu theo đuổi mà. Ồ, vậy ông theo đuổi gì? Triệu Quốc Đống có chút tò mò nói. Tôi theo đuổi gì ư? Ừ, tiếp tục mở rộng quy mô của công ty năng lượng Quốc Toàn, bây giờ công ty năng lượng Quốc Toàn chúng ta vẫn còn chưa đủ sản lượng, tôi muốn tiếp tục đầu tư. Tôi còn muốn việc luyện than của công ty năng lượng Quốc Toàn đủ để so sánh với mấy công ty hàng đầu trong nước. Phòng Tử Toàn từ tốn nói. Lớn nối nhỉ. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Mục tiêu này hơi xa vời. Các công ty nhà nước có chỗ dựa của chính quyền, công ty tư nhân luôn không thể cạnh tranh với bọn họ về vấn đề này. Mấy năm trước do ông Nhân lúc thị trường khó khăn mà mua, chính quyền địa phương vì tăng trưởng kinh tế nên đưa nhiều chính sách ưu đãi cổ vũ ông đến đầu tư. Nhưng bây giờ chỉ sợ ông không dễ mua mỏ nữa. Dù là tài chính hay chính sách ông đều bị hạn chế rất nhiều. Triệu Quốc Đống đổ nước không làm tắt cơn lửa trong lòng Phòng Tử Toàn. Chưa chắc, nếu như muốn mua các mỏ nhà nước hoặc tập thể thì hơ khó. Nhưng mỏ tư nhân thì vẫn vậy, phải xem tiến hành thôi. Tôi cũng không muốn nói nhiều, tình hình thực tế ông hiểu hơn tôi. Hơn nữa tôi tin ông có cố vấn, tôi chỉ nhắc ông một chút. Đó là không nên giới hạn trong một khu vực. Có thể cân nhắc nhảy ra ngoài vòng tròn này. Có lẽ bây giờ ông thấy nó còn xa xôi nhưng phải tính toán xa thì mới không gặp khó khăn. Triệu Quốc Đống không muốn can thiệp vào công việc kinh doanh cụ thể của công ty năng lượng Quốc Toàn. Phòng Tử Toàn bây giờ đã không còn là Phòng Tử Toàn lúc mới nhận nhà máy gạch nữa, các mỏ cũng có quản lý riêng. Hắn là tổng giám đốc còn có hai trợ lý, hơn nữa còn cả đám nhân viên quản lý nên không cần mình chỉ trỏ tay chân với y. Tôi sắp lấy vợ. Phòng Tử Toàn nói ra câu này làm Triệu Quốc Đống thiếu chút nữa hóa đá. Lấy vợ. Triệu Quốc Đống thiếu chút nữa phun ra ngụm trà vừa đổ vào miệng. Lấy ai, tôi gặp chưa, sao chưa nghe ông nói bao giờ?
Phong Tử Toàn rất bình tĩnh nói. Ông chưa gặp, người cũng ngoan, rất tốt với tôi. Lúc quen cô ấy không biết tôi làm gì, tôi chỉ bảo mình là nhân viên kinh doanh than, bán không được. Ừ, còn tầm hơn nửa năm nữa, lúc rảnh tôi sẽ mang tới cho ông xem. Ừ, bọn họ gọi là người đi đây đi đó. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Ông nói bạn gái ông trong làng giải trí. Tôi biết ngay mà, thằng danh Đức Sơn giới thiệu cho tôi không ít người trong vòng tròn này, người cũng đẹp, quyến rũ nhưng thấy tôi không cao to như Đức Sơn, không đẹp trai như Hứa Vĩ, người như cây củi cháy, cả ngày còn phải đứng trong xó xỉnh thì người ta không phải thích tôi vì tiền thì có thể vì gì. Vì thế tôi đành phải bỏ qua cửa này. Tôi trong lúc ngẫu nhiên gặp cô ấy là nhà văn, làm biên kịch gì đó. Người trông cũng bình thường nên quy tắc ngầm trong làng giải trí chắc không dính tới. Bây giờ cô ấy cũng không biết tôi rốt cuộc làm gì. Chủ yếu là duyên phận. Triệu Quốc Đống không khỏi cười phá lên. Nếu là như vậy thì tôi thật lòng chúc mừng ông. Mang cô ấy tới đây, tôi sẽ tiếp đón chu đáo. Ôi, tôi bây giờ rất bận, mỗi ngày chỉ có thể gọi điện mà thôi, chắc gần tháng không gặp rồi. Phong Tử Toàn có chút buồn bực nói. Đôi khi vì sự nghiệp mà phải bỏ qua không ít thứ vốn thuộc về mình. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, không nói gì. Được sẽ phải có mất. Phong Tử Toàn đến và đi như một cơn gió. Công ty năng lượng Quốc Toàn đã đi vào con đường phát triển cực nhanh. Bây giờ Phong Tử Toàn đã không cần quan tâm hành động hàng ngày của các mỏ than, có các giám đốc chuyên môn phụ trách. Hắn chỉ quan tâm tài chính, vấn đề an toàn lao động do Hứa Vĩ phụ trách, tránh cho công ty vì sự cố mà gặp khó khăn. Kinh tế trong 8 năm tới sẽ phát triển rất tốt. Triệu Quốc Đống thật ra hy vọng công ty năng lượng Quốc Toàn có thể lớn mạnh nhanh chóng trong 2-3 năm tới, tốt nhất có thể đi ra nước ngoài. Dù sao ngành tài nguyên năng lượng là có hạn, nếu anh có thể đi trước một bước sẽ tạo ra điều kiện có lợi cho sự phát triển của công ty năng lượng Quốc Toàn. Công ty năng lượng Quốc Toàn có một mục tiêu rất quan trọng. Nó còn hơn cả Thương Lãng cùng Thiên Phu. Công ty năng lượng Quốc Toàn đại biểu ngành năng lượng, tương lai ngành này sẽ mang tính chiến lược cực cao. Triệu Quốc Đống hy vọng công ty năng lượng Quốc Toàn có thể thành người đi trước. Mặc dù người đi trước chưa chắc đã tốt, thậm chí còn có thể bị cơ chế trong nước và các nhà tư bản người nước ngoài chèn ép, nhưng Triệu Quốc Đống cho rằng đó là đáng giá. Dù cho công ty năng lượng Quốc Toàn thất bại, thậm chí bị tiêu diệt cũng sẽ là một bài học cho các công ty khác của Trung Quốc. Đây cũng là nguyên nhân rất quan trọng mà Triệu Quốc Đống yêu cầu Thương Lãng toàn lực ủng hộ công ty năng lượng Quốc Toàn. Trong đó ở một mức nào đó chính là làm việc có ích cho dân cho nước. Đây là giấc mơ của Triệu Quốc Đống. Hắn không phải ông trời, chỉ có chút hiểu biết về tương lai. Hắn muốn thông qua nó để ảnh hưởng đến tất cả những chuyện hắn có thể ảnh hưởng, điều động tất cả tài nguyên để thực hiện giấc mơ vì nước vì dân. Quyển 12, chương 62. Triệu Quốc Đống nhíu mày không ngừng vung vung bật lửa. Tại sao lại như vậy? Khi Qua Tĩnh nói ra, Triệu Quốc Đống vẫn có chút không thể tin nổi. Đến khi Qua Tĩnh rời đi, Trang Quyền mới thở dài một tiếng rót rượu cho hắn. Triệu Quốc Đống mới cảm thấy lời này không phải hư vô. Trang Quyền muốn nói lại thôi nhưng Triệu Quốc Đống đã xua tay ra hiệu mình cần phải suy nghĩ. Giết lừa sau khi dùng xong hay là công cao át chủ? Vậy Trần Anh Lộc có đáng là minh chủ không? Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng. Trong 4 đại lộ Song Diệp và Hiết Mã đã thông. Đại lộ Ngô Đồng và Đại Khánh sang trước 1 tháng 5 năm sau sẽ chính thức thông xe. Có thể nói cái khóa hạn chế sự phát triển của nội thành Hoài Khánh đã được phá vỡ, thay vào đó là con đường với 6 làn xe chạy. Hơn nữa về sau còn có thể mở rộng ra 8 làn xe. Nói cách khác trong vòng 5 năm chuyện tắc đường ở đây sẽ không gặp phải. Vì 4 con đường này, Triệu Quốc Đống đã tốn không ít tâm huyết. Từ công ty khai thác đô thị cần bộ máy mới, từ giải phóng mặt bằng đến các công trình phụ trợ. Hắn dồn không biết bao tâm huyết vào đó. Vì để mấy con đường này có thể nhanh chóng hoàn thành, hắn đã thỏa hiệp không ít. Chẳng lẽ cuối cùng đổi lại việc hắn sẽ đi? Học viện dạy nghề An Nguyên đã chính thức treo biển. 3 công trình chính của học viện dạy nghề có 1 bắt đầu động thổ, 2 cái đã lập hạng mục. Một khi xây dựng xong, học viện dạy nghề An Nguyên sẽ chính thức thành trường giáo dục dạy nghề lớn nhất An Nguyên. Nó có tác dụng vô cùng to lớn với sự phát triển của Hoài Khánh. Khu khai phát Hoài Khánh cũng đang có nhiều công trình xây dựng. Các công ty tới đây đã đạt đến con số 28, trong đó có hơn 10 công ty có quy mô nhất định đến từ Đài Loan. Mấy lần Ando muốn kéo các công ty này về khu khai phát bọn họ nhưng đều không thể thay đổi suy nghĩ của công ty này. Nhà máy thiết bị xăng dầu lên thị trường chứng khoán về cơ bản đã xong.
nó đã giành được chỉ tiêu từ Bộ Năng lượng. Đối với nhà máy này, chính quyền thị xã có thể giúp bọn họ đạt được chỉ tiêu lên thị trường chứng khoán là điều không nghĩ tới. Điều này khiến cho sự phát triển của nhà máy sẽ như hổ thêm cánh. Phát triển nông nghiệp cũng tiến vào một cánh cửa mới. Mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại của Thanh Bình, Quy Ninh đều có khởi đầu tốt. Quy Ninh tập trung chính trồng hoa, rau là chính, đã thành lập công ty khoa học kỹ thuật nông nghiệp, hơn nữa cửa phát triển của công ty này là khá lớn, Triệu Quốc Đống cũng khá coi trọng công ty này. Hắn đã nhiều lần yêu cầu chính quyền địa phương ủng hộ về tài chính. Tập đoàn Dụ Thái và tập đoàn Trần Thị trong một năm qua đã lục tục tiến vào huyện Thanh Bình. Trụ sở trồng chè và trồng hoa quả của huyện đã được thành lập. Hai tập đoàn này mặc dù không phải vì hắn mà chính thức đến Hoài Khánh, nhưng Triệu Quốc Đống tự nhận mình có tác dụng tương đối lớn ở việc này. Không nói đến việc tăng thu nhập cho nông dân, hai tập đoàn này đến đã tạo thành tác dụng dây chuyền cho việc thu hút đầu tư của huyện. Tất cả chứng minh Hoài Khánh đang phát triển tốt, nhưng bây giờ hắn lại phải rời đi. Triệu Quốc Đống không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Ngọn lửa bắt đầu từ việc Phương Hùng Phi bị bắt. Tháng trước Phương Hùng Phi đã bị Ủy ban Kỷ luật thị xã bắt. Nhưng nghe nói Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy cũng tham gia. Phương Hùng Phi bị bắt liền kéo theo một phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thị xã cùng một phó chủ tịch quận Hoài Châu. Hơn nữa Phương Hùng Phi lên làm chủ nhiệm Ủy ban xây dựng là do Trần Anh Lộc đề bạt, theo nhiều người thấy thì có lẽ là do Triệu Quốc Đống ra tay. Triệu Quốc Đống chỉ có thể thở dài một tiếng. Hắn đúng là không hài lòng với Phương Hùng Phi, nhất là Phương Hùng Phi quá hẹp hòi và không biết đại cục làm hắn tức giận. Nhưng muốn giải quyết Phương Hùng Phi thì hắn không cần dùng thủ đoạn như vậy. Một năm, chưa đầy một năm, Triệu Quốc Đống cười cười tự giễu mình, hắn đặt lại bật lửa lên bàn. Đây có phải là cơn khủng bố với mình không? Nước Mỹ vừa xảy ra sự kiện 11/9, mình 2 tuần sau lại gặp phải việc này. Phương Hùng Phi bị bắt cũng không tạo thành cơn động đất như mọi người nghĩ. Dù Đặng Nhược Hiền hay là Hứa Kiều đều cứng minh trong sạch. Mà trên thực tế vấn đề của Phương Hùng Phi không quá nghiêm trọng. Sau vị án trước đây khiến Phương Hùng Phi không dám làm quá đáng. Y làm chủ nhiệm ủy ban xây dựng hơn năm rồi mới dám thò tay ra. Vấn đề nằm ở chỗ sớm có người nhìn chằm chằm vào vị trí của Y, chọn lúc này để gây khó dễ. Triệu Quốc Đống còn không rõ ai đứng sau giở trò nhưng hắn có thể đoán ra một phạm vi nhất định. Nếu không vì lợi ích thì ai muốn làm chuyện mạo hiểm này. Chỉ là hắn hình như coi như bất hạnh bị dính vào mà thôi. Triệu Quốc Đống không muốn giải thích bởi vì không cần thiết. Mà có giải thích thì ai tin chứ? Trưởng ban quyền, chuyện này không thể thay đổi sao? Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi nói. Trưởng ban qua cũng đã cố hết sức nhưng cậu biết chuyện mà Bí Thư Ninh đã quyết định thì trưởng ban qua không tiện phản đối mà. Một khi Bí Thư Ninh có ý này thì dù trưởng ban qua muốn giữ cậu, trong lòng Bí Thư Ninh cũng có vướng mắc. Không tiện cho sự phát triển của cậu nhất là năm sau sẽ sang khóa mới. Không chừng Trần Anh Lộc vừa đi, cậu không lên được, một người khác tới làm bí thư thị ủy thì sẽ khiến cậu bị giam ở Hoài Khánh 5 năm. Trang Quyền thở dài một tiếng, nếu như bí thư tỉnh ủy có ý kiến với anh, vậy anh muốn đổi là rất khó khăn. Cũng may Ninh Pháp không có cái nhìn khác với Triệu Quốc Đống, chỉ là cảm thấy Triệu Quốc Đống còn quá trẻ, chủ trì công việc còn chưa toàn diện nên cần đổi vị trí để rèn luyện. Mà bây giờ Triệu Quốc Đống nếu vận dụng các loại quan hệ thì sẽ làm Bí Thư Ninh phản cảm. Triệu Quốc Đống biết điều này là không thể thay đổi. Hắn vốn tưởng có thể ở Hoài Khánh làm một phen thành tích, không ngờ làm quá tốt khiến người ta e ngại. Chuyện Phương Hùng Phi chẳng qua chỉ là mồi lửa mà thôi, cuối cùng vẫn là do hắn chạm tới điểm mấu chốt của người ta. Tôi đi, vậy Đàm Lập Phong hay Phó Thiên lên? Triệu Quốc Đống châm điếu thuốc hít sâu một hơi và hỏi. Trang Quyền ngẩn ra rồi lắc đầu cười khổ một tiếng. Bây giờ còn chưa rõ. Nghe trưởng ban qua nói Bí Thư Yến muốn để Đàm Lập Phong về. Xem ra mâu thuẫn giữa tôi và Đàm Lập Phong vẫn chưa thể kết thúc. Ha ha, đúng là quân tử báo thù 10 năm không muộn, bây giờ mới chưa đầy một năm đã trở lại rồi. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng, xem ra Đàm Lập Phong đây là đang nhìn vào chức bí thư thị ủy của Trần Anh Lộc. Kinh tế Hoài Khánh đang phát triển rất nhanh. Công của cậu là không thể phủ nhận. Ở điểm này nghe nói Bí Thư Ninh cùng Chủ tịch Ứng đều nhất trí. Bí Thư Ninh có lẽ hy vọng cậu có thể đứng ở vị trí cao hơn để rèn luyện, có lợi cho sự trưởng thành của cậu. Cậu cũng không nên có gánh nặng tư tưởng, từ góc độ nào đó tôi thấy đây là việc tốt. Có thể tiếp xúc với tầm cao sẽ có lợi cho sự phát triển sau này của cậu. Trang Quyền nghiêm trọng, Triệu Quốc Đống gật đầu, lời này của Trang Quyền chỉ là mang tính an ủi mà thôi. Hắn ở cơ sở quá lâu,
chỉ tiếp xúc tầm tỉnh chỉ là ở sở giao thông vài tháng, còn lại đều ở bên dưới. Chẳng qua như vậy hắn cũng thiếu việc rèn luyện tầm cao khiến lãnh đạo thấy hắn thiếu cái nhìn đại cuộc, ánh mắt không đủ rộng rãi. Đàm Lập Phong đúng là có bản lĩnh, Phó Thiên vất vả như vậy mà lại để người khác chiếm chỗ, không biết sau việc này Phó Thiên sẽ nghĩ như thế nào nữa. Nhưng tổng kết mà nói nếu không có Trần Anh Lộc tác động thì việc tuyệt đối không thể xảy ra. Nghĩ vậy tâm trạng Triệu Quốc Đống cũng bình tĩnh hơn. Không phải có câu tái ông thất mã sao? Quyển 12, chương 63. Thái ca, anh nói gì cơ? Triệu Quốc Đống giật mình kêu lên, hắn tưởng sóng điện thoại nhầm. Sao, cảm thấy anh hại chú sao? Thái Chánh Dương nói nhưng mang theo tiếng ồn ào, có lẽ là do ở chỗ công cộng. Chú chờ chút, anh đổi chỗ đã. Triệu Quốc Đống đang rất loạn, Thái Chánh Dương biết chuyện này, hơn nữa y còn bảo đã nói với Ninh Pháp về việc cân nhắc điều chỉnh công việc của mình. Sao lại như vậy? Đợi Thái Chánh Dương vài phút nhưng Triệu Quốc Đống lại thấy mình như trải qua vài năm vậy. Hắn đang ở Hoài Khánh rất vui vẻ. Dù là Trần Anh Lộc có cái nhìn với hắn nhưng đối phương cũng phải thừa nhận việc đẩy mạnh xây dựng đô thị Hoài Khánh khiến Hoài Khánh phát triển nhanh hơn. Cứ như vậy để hắn đi, Triệu Quốc Đống đúng là có chút không cam tâm. Chỉ cần có một tia hy vọng, Triệu Quốc Đống vẫn muốn ở lại. Bây giờ hắn đang từng bước đi vào thế giới thuộc về mình. Thời gian trước tổ chức hội nghị thu hút đầu tư, hơn 20 công ty đã đầu tư vào Hoài Khánh đều lên tiếng khen ngợi sự thay đổi của nội thành Hoài Khánh. Nó chẳng những duy trì được hoàn cảnh sinh thái của Hoài Khánh, đồng thời cũng khiến quy hoạch đô thị trở nên hoàn mỹ hơn, xây dựng phương tiện trụ cột cũng tốt hơn. Phụ trách công ty Hòa Tân ở Hoài Khánh còn nói bọn họ trước còn nghi ngờ việc công ty đầu tư vào Hoài Khánh. Hoàn cảnh sinh thái của Hoài Khánh mặc dù tốt nhưng bọn họ lo các phương tiện trụ cột và lĩnh vực văn hóa, giải trí không bằng, có thể hấp dẫn nhân tài của công ty ở lại hay không thì lĩnh vực văn hóa, giải trí là rất quan trọng. Nhưng sau khi thấy thư viện, trung tâm văn hóa, sân vận động, rạp chiếu phim, rạp hát trong bản quy hoạch đô thị của Hoài Khánh, y đã cảm thấy bớt lo lắng. Việc xây dựng và phát triển của khu khai phát cũng tiến hành nhanh chóng. Triệu Quốc Đống tin rằng sang năm Hoài Khánh sẽ là điểm sáng trong sự phát triển kinh tế của thị xã, hơn nữa hắn tin khu khai phát Hoài Khánh có thể trở thành khu khai phát đứng đầu cả tỉnh. Hắn cảm thấy sắp tới sẽ là thời kỳ hoàn mỹ nhất của hắn ở Hoài Khánh, nhưng lúc này lại có muốn người đâm một đao sau lưng hắn. Nếu như nói Trần Anh Lộc và Phó Thiên hợp sức thì hắn còn có thể tin, nhưng chuyện này mà Thái Chánh Dương dính vào là sao? Trong lúc nhất thời Triệu Quốc Đống cảm thấy đầu mình rất loạn. Chuông điện thoại cuối cùng đã vang lên, Triệu Quốc Đống gần như không thể chờ đợi mà lập tức ấn phím nghe. Có phải cảm thấy rất buồn bực, thậm chí là đau khổ phải không? Câu đầu của Thái Chánh Dương làm Triệu Quốc Đống á khẩu. Thái Chánh Dương hình như thoáng cái nói ra hết cảm nhận trong lòng hắn, làm cho bao câu hỏi hắn định đưa ra lại không thể nói thành lời. Thái ca đúng là biết được suy nghĩ của em đó. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi làm mình thoáng bình tĩnh lại chút nhưng giọng điệu vẫn có chút oán giận. Ha ha, đây chỉ là chút ngăn cản nhỏ mà thôi. Nếu chút khó khăn này mà không thể vượt qua thì dù có đi lên nữa trong chính trị, chú vẫn là người chưa chín chắn. Anh không phải muốn chú mãi gặp khó khăn nhưng chú phải luôn chuẩn bị tư tưởng này. Giọng Thái Chánh Dương nhẹ nhàng truyền tới, tín hiệu rất chính xác, ngay cả giọng điệu của Thái Chánh Dương cũng truyền tới chính xác, giống như đứng trước mặt Triệu Quốc Đống vậy. Thái Chánh Dương bên kia thấy Triệu Quốc Đống không nói liền từ tốn nói. Sao không nói, có phải không nghĩ ra không? Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng đưa máy sang bên. Thái ca, em bây giờ muốn biết tại sao lại điều chỉnh em. Em không tin đây là suy nghĩ đột nhiên của anh, có phải là Bí thư Ninh trao đổi với anh không? Triệu Quốc Đống biết Thái Chánh Dương từ trước đến giờ vẫn có quan hệ mật thiết với Ninh Pháp, chính xác mà nói hai người này có nhiều quan điểm nhất trí với nhau. Nói đúng ra hai người này thuộc một hệ thống, hơn nữa đều là lực lượng trung tâm của hệ thống đó. Nếu lúc ở tỉnh An Nguyên, hai người còn chưa hoàn toàn tạo được mối quan hệ như thế này. Nhưng do Ninh Pháp không ngừng giúp đỡ làm Thái Chánh Dương nhanh chóng trưởng thành. Sau đó Thái Chánh Dương lại được Phó Thủ tướng Hồng đánh giá cao khiến quan hệ hai người phải điều chỉnh lại. Thái Chánh Dương thành Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc gia khiến khoảng cách hai người kéo lại gần hơn. Sau đó sau Đại hội Đảng lần 9, Thái Chánh Dương thành Bộ trưởng Bộ Năng lượng, Ninh Pháp cũng thành Bí thư tỉnh ủy tỉnh An Nguyên, hai người đều là Ủy viên Trung ương Đảng. Đương nhiên một Bộ trưởng và Bí thư tỉnh ủy vẫn có chút chênh lệch nhưng nó không nhiều bằng khi Ninh Pháp làm Phó Bí thư thị ủy kiêm Bí thư thị ủy An Đô, Thái Chánh Dương chỉ là Phó thị trưởng An Đô.
Thái Chánh Dương có lẽ cảm thấy trong lúc nhất thời khó có thể giải thích rõ ràng, nhưng y biết mình không lộ ra một chút thì Triệu Quốc Đống khó có thể ăn ngon ngủ yên. Quốc Đống, Bí Thư Ninh và Chủ tịch Ứng vừa tham gia hội nghị ở Bắc Kinh về An Đô. Tôi đã gặp hai người bọn họ cũng nói chuyện của chú với anh. Anh không ngờ Chủ tịch Ứng lại đánh giá chú cao đến như vậy. Thái Chánh Dương không trực tiếp trả lời câu hỏi của Triệu Quốc Đống mà đổi đề tài. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng nói. Thái ca, anh cũng biết em lúc này đang rất ngứa ngáy, anh đừng đi vòng vo như vậy được không? Được rồi, anh không nói nhảm nữa. Bí thư Ninh đã nói về biểu hiện của chú, chỉ một câu là thành công, người ta vui mừng. Vậy tại sao còn? Triệu Quốc Đống mới nói tới đây, Thái Chánh Dương đã chen ngang. Chú đừng nói chen vào, anh chưa nói hết. Chú làm rất tốt, Chủ tịch Đông Lưu không ngừng khen về chú, đánh giá cao về khí phách, trí tuệ chính trị của chú. Nhưng có một số việc chú xử lý quá gấp, thiếu sự rộng lượng và phương pháp. Anh biết chú nhất định có bao lời cần giải thích nhưng anh muốn nói với chú không cần như vậy. Có vài thứ giấu không được, thời gian dài là sẽ thấy tất cả mà. Hơn nữa anh cũng cần chú tới giúp anh. Chú ở mãi bên dưới cũng không tốt, chú cũng nên đứng ở vị trí cao hơn mà nhìn thế giới chứ. Sao, anh giải thích như vậy chú có hài lòng không? Thái Chánh Dương nói như vậy làm Triệu Quốc Đống hơi động tâm. Chẳng lẽ Thái Chánh Dương cần mình tới bộ năng lượng giúp y? Đây có phải là Thái Chánh Dương cố ý an ủi mình không? Thái ca, nếu thật sự anh thiếu người và cần em tới thì em không nói gì, nhưng đây đúng là... Được rồi, chú đừng suy nghĩ miên man nữa. Chú cảm thấy mình ở Hoài Khánh làm vua một cõi thích lắm sao? Thái Chánh Dương cắt ngang lời Triệu Quốc Đống. Chú không đứng ở độ cao nhất định thì chú sao có thể thấy xu thế phát triển và thay đổi của thế giới này? Sau này chú sao có thể gánh vác trọng trách lớn hơn nữa? Có lẽ cảm thấy lời mình không ổn, hoặc là cảm thấy Triệu Quốc Đống không còn là nhân viên nhỏ nhoi lúc trước ở Sở Giao thông, Thái Chánh Dương hơi dịu giọng nói. Cục trưởng Cục Quy hoạch Phát triển của Bộ sắp tới trường đảng học, có lẽ học xong sẽ xuống địa phương nhận chức. Chú có thể đến Cục hoặc là Cục Hợp tác Quốc tế nhận chức. Anh tin nơi này có không gian phát triển lớn hơn nữa dành cho chú. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của riêng anh. Cụ thể còn cần tỉnh An Nguyên bàn bạc. Anh sợ tỉnh không muốn thả người. Triệu Quốc Đống có chút buồn bực, có thể lên Trung ương thì dù là cục nào thì hắn đều có thể tiếp xúc với quy hoạch và chính sách của lĩnh vực năng lượng quốc gia. Đây là cơ hội rèn luyện hiếm có, sau xuống địa phương rèn luyện cũng sẽ có vị trí tốt hơn. Trong tỉnh sợ là vui mừng ra mặt đó ạ. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Ha ha, chú còn không cam tâm ư. Quốc Đống, nhìn xa một chút đi. Anh thấy Chủ tịch Đông Lưu có ấn tượng tốt đối với chú. Anh biết suy nghĩ của chú, năm sau sẽ là đại hội đảng khóa mới, sẽ có đợt biến hóa về nhân sự lớn, có sân khấu lớn dành cho chú phải không? Được rồi, đợi Quốc Khánh chú lên Bắc Kinh rồi anh em ta nói chuyện. Thái Chánh Dương nói. Quyển 12, chương 6-14. Triệu Quốc Đống trằn trọc cả đêm không thể ngủ nổi. Thái Chánh Dương mặc dù cho thấy muốn để Triệu Quốc Đống lên Bắc Kinh, nhưng Triệu Quốc Đống lại hiểu nếu không có nguyên nhân của mình thì Thái Chánh Dương sẽ không hỏi ý kiến của hắn mà đã bố trí như vậy. Triệu Quốc Đống cẩn thận nhớ lại những gì mình đã làm một năm qua. Hùng Chính Lâm nhắc nhở, qua tính cổ vũ khiến hắn có vẻ không tránh khỏi bước này. Nghĩ như vậy, Triệu Quốc Đống không nhịn được cười khổ một tiếng, chẳng lẽ mình chọn lựa không đúng. Có lẽ việc đề cử Thịnh Khắc Minh làm chủ tịch quận Khánh Châu khiến cho Trần Anh Lộc cảm thấy bị khiêu chiến về quyền lực. Hơn nữa theo ý của Triệu Quốc Đống, Từ Trạch Tài bị điều chỉnh, Đường Lăng Phong điều tới làm phân cục trưởng Khánh Châu. Mặc dù còn không nhận chức bí thư đảng ủy chính pháp nhưng chỉ cần hắn tiếp tục ở Hoài Khánh thì hắn tin việc này sẽ thành công. Phương Hùng Phi bị bắt, Đoạn Kỳ Ngôn điều tới làm chủ nhiệm ủy ban xây dựng. Mỗi một bước đi thành công của Triệu Quốc Đống có lẽ chính là một mầm họa. Đối phương đúng là giỏi chọn cơ hội, Triệu Quốc Đống chắp tay sau lưng đứng nhìn bầu trời sao ngoài cửa sổ. Đề nghị của Thái Chánh Dương quá hấp dẫn, nếu như mình đến bộ năng lượng thì cũng là theo mong muốn. Vào Bắc Kinh có thể lớn nhất mở rộng tầm nhìn của hắn. Đồng thời tiến vào bộ năng lượng có thể khiến hắn quan hệ được nhiều hơn nữa. Bản thân Triệu Quốc Đống cũng mong những thông tin mình có được sẽ ảnh hưởng đến chính sách năng lượng của quốc gia. Càng quan trọng hơn chính là sau khi hắn tới Bắc Kinh có thể đủ thời gian và tâm trí để hấp thu, tiêu hóa mạng lưới quan hệ của Lưu Gia, khiến hắn có thể nhanh chóng tiến vào Lưu Gia. Điều này có ưu thế không thể tưởng tượng nổi đối với việc về sau hắn một lần nữa trở lại địa phương.
Trong câu nói của Thái Chánh Dương đã ám chỉ hắn đến bộ năng lượng chỉ tầm một năm, sang tháng 10 năm sau sẽ là đại hội đảng khóa mới, mà Thái Chánh Dương có lẽ rất có thể sẽ xuống địa phương làm bí thư tỉnh ủy. Mà khi đó chính là thời cơ tốt nhất để hắn trở lại địa phương. Hắn biết rõ đây là con đường lựa chọn tốt nhất nhưng tại sao hắn lại có vẻ không muốn. Không vì gì khác, chỉ là không cam tâm. Nếu như nói lúc trước hắn cảm thấy bị lãnh đạo hiểu lầm nên không cam tâm, tâm trạng buồn bực đã dần mất đi theo lời Thái Chánh Dương ám chỉ. Mặc dù không thể tan hết nhưng Triệu Quốc Đống đã không còn quá tức tối như trước nữa. Triệu Quốc Đống đúng là có chút không muốn. Khu khai phát Hoài Khánh mới nghênh đón một cơ hội phát triển mới. Chậm nhất là sang năm nếu không có bất ngờ xảy ra thì khu khai phát Hoài Khánh sẽ thành nơi phát triển nhanh nhất trong cả tỉnh, đó chính là đứa con mà hắn tạo ra. Đứa bé mới tập tễnh bước đi, chưa thấy nó tập chạy thì Triệu Quốc Đống đã phải đi. Ngành điện tử thông tin phát triển cực nhanh, hệ thống giáo dục dạy nghề bắt đầu có quy mô, phương tiện trụ cột càng lúc càng hoàn thiện, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa, mỗi một công việc đều được hắn dồn không ít tâm huyết nhưng hắn không được đến lúc thu hồi đã phải rời đi. Đặng Nhược Hiền, Hứa Kiều, An Nhiên, Quế Toàn Hữu, Vương Lệ Quyên, Thịnh Khắc Minh, Vu Văn Lược, Đường Lăng Phong, Đặng Hoa Minh lần lượt trở thành bạn bè, đồng nghiệp giúp hắn rất nhiều, có người là cùng chí hướng, có người vừa gặp như đã quen từ lâu, có người đồng cam cộng hổ. Mỗi một người đều đáng để hắn tin tưởng, đáng để hắn giúp đỡ. Đây là chuyện tốt. Sau khi xuống máy bay, Triệu Quốc Đống gặp Hùng Chính Lâm và nhận được câu nói khá hàm hồ này. Thật sự như vậy sao? Em cảm thấy em làm không sai, tại sao lại là em? Triệu Quốc Đống lúc này đã bình tĩnh hơn, thậm chí còn nói với giọng tự giễu. Có phải là quá đột xuất nên bị như vậy không? Sai rồi, sự lựa chọn của Ninh Pháp và Chánh Dương là rất chính xác. Hùng Chính Lâm nhìn một xe Mercedes, Ben đỗ ở xa xa nên hỏi. Đến đón chú. Ồ, em bảo bọn họ về, em thấy đi với Hùng ca yên tâm hơn. Triệu Quốc Đống một bên cười cười. Một Ben rút điện thoại di động ra gọi. Xe kia lặng lẽ rời đi. Triệu Quốc Đống theo Hùng Chính Lâm lên một xe Ford trông rất bình thường. Chánh Dương đã nói rất rõ ràng. Sang năm là đại hội đảng, người cũ sẽ được thay bằng người mới, đây là quy luật lịch sử. Ninh Pháp tất nhiên sẽ đi, nếu không có bất ngờ xảy ra, Ứng Đông Lưu sẽ làm người thay thế. Mà với độ tuổi và kinh nghiệm của chú thì nếu muốn lên chức vậy phải tới Bắc Kinh, sau đó quay về tỉnh An Nguyên. Đây cũng có thể là tạo cơ hội để Ứng Đông Lưu đề bạt chú. Hùng Chính Lâm nói làm Triệu Quốc Đống phải suy nghĩ. Hùng ca, ý anh nói là hai người bí thư Ninh cùng chủ tịch Ứng có ý khác nhau. Ha ha, giữa lãnh đạo cao cấp thì thường có nhiều thứ khá kỳ quái. Bây giờ chú không nên tìm hiểu kỹ quá làm gì. Sau này có cơ hội chú sẽ tự mình nhận ra. Hùng Chính Lâm không nói nhiều về vấn đề này. Hùng Chính Lâm nói qua loa nhưng thật ra lại làm Triệu Quốc Đống hiểu được đôi chút. Ninh Pháp sẽ đi, hơn nữa sẽ là lên một bậc. Ứng Đông Lưu khi làm chủ tịch tỉnh An Nguyên đã có biểu hiện tốt khiến lãnh đạo Trung ương hài lòng. Nghe nói Phó Thủ tướng Văn rất khen ngợi việc Ứng Đông Lưu tiến hành phát triển kinh tế gắn liền với vấn đề dân sinh. Phó Thủ tướng Văn cũng đã nghiêm khắc phê bình một số nơi quá chú trọng phát triển mà bỏ qua vấn đề tăng thu nhập của dân chúng cùng với mất đi hoàn cảnh tự nhiên. Hắn nếu tiếp tục làm thị trưởng Hoài Khánh đến cuối năm nay thì mới là tròn 2 năm, nói về kinh nghiệm ít thì chưa tới mức. Chỉ là trước đó hắn chỉ làm phó thị trưởng thường trực 2 năm, theo bình thường phải quá độ ở chức phó bí thư thị ủy rồi mới làm thị trưởng. Bây giờ hắn trực tiếp thành thị trưởng nên kinh nghiệm vẫn còn thiếu. Yến Nhiên Thiên có lẽ lấy điểm này ra nói chuyện, đương nhiên cũng không phải Yến Nhiên Thiên làm khó dễ khiến Triệu Quốc Đống không thể ngồi yên ở vị trí thị trưởng. Thành tích trong công việc của hắn khi làm thị trưởng là rất rõ ràng, cũng không để xảy ra chuyện gì quá lớn. Dù Phương Hùng Phi bị bắt cũng không liên lụy đến hắn. Nhưng thật ra một năm sau nếu muốn hắn lên chức làm bí thư thị ủy thì có lẽ khiến người bên dưới không phục. Như vậy xem ra việc nhảy ra ngoài mới là quyết định khá chính xác. Lúc này Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy rõ ràng hơn đôi chút. Đứng càng cao, nhìn càng xa, đó là nói về tầm nhìn của lãnh đạo. Đúng như Thái Chánh Dương nói, muốn làm việc là tốt nhưng anh phải đứng trên cao thì việc anh làm mới càng có hiệu quả hơn. Anh không thể vì một công việc nào đó mà bỏ qua cơ hội lên chức. Chỉ cần anh có suy nghĩ làm thật ăn thật thì tất nhiên anh sẽ có không gian phát triển. Chú cũng đừng suy nghĩ nhiều. Chánh Dương nếu gọi chú lên Bắc Kinh thì nhất định cũng có nhiều điều cần nói với chú. Chú làm việc ở cơ sở có nhiều lợi ích nhưng cũng có nhiều khuyết điểm.
Rất nhiều chuyện ở tầm trung ương chú không thấy rõ tình hình thực tế. Lúc nào cũng chú tâm vào mấy việc cụ thể sẽ khiến con người ta trở nên hẹp hòi. Anh cảm thấy chú lên Bắc Kinh là việc tốt, mặc kệ là chú muốn tiếp tục ở bộ năng lượng hay là về tỉnh thì đó cũng là cơ hội. Hùng Chính Lâm thấy Triệu Quốc Đống đang mê man nên chỉ điểm. Có vài thứ không nhất định phải toàn bộ hiện ra thì lãnh đạo mới biết. Nó giống như thành phố Kiến Dương và Tân Châu phát triển, ai chẳng biết đó là do bản lĩnh của Trương Nghiễm Lan cùng Lão Liễu. Biểu hiện của chú ở Hoa Lâm chẳng lẽ các lãnh đạo không biết? Không biết thì sao thoáng cái đưa chú vào vị trí phó thị trưởng thường trực Hoài Khánh? Chú em, không nên coi thường trí tuệ chính trị và khả năng quan sát của lãnh đạo. Triệu Quốc Đống khẽ gật đầu. Được rồi, chú nếu lên Bắc Kinh thì cũng đi gặp mấy người Lưu gia một chuyến. Bây giờ Lưu Thác đang đứng cùng chiến tuyến với anh. Chú cũng biết rồi đó, Lưu Thác mới được điều tới làm phó bí thư tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Hắc Hà. Hùng Chính Lâm lạnh nhạt nói. Anh đã điều sang ban số 6 vừa lúc có thể cùng anh vợ chú làm chút chuyện. Triệu Quốc Đống run lên, hắn lập tức hiểu ra. Hùng ca, em nghe nói Hắc Hà rất nhiều vấn đề. Sao, ủy ban kỷ luật muốn anh làm tướng tiên phong ư? Cái gì, chú nghe nói được gì? Hùng Chính Lâm không khỏi giật mình nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống. Hùng ca, anh phải học cách thu thập ý dân chúng. Bây giờ mạng Internet phát triển như vậy, em đề nghị anh muốn tìm đầu mối thì tốt nhất là lên vài trang web tìm thông tin, dễ tìm ra lắm đó. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Quyển 12, chương 65. Hắc Hà rất nhiều vấn đề sao? Lưu Thác nhíu mày cầm chén trà nóng lên nhưng không cảm nhận được nhiệt độ của nó. Y cũng nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống giống như muốn tìm hiểu cái đầu hắn đi đang nghĩ gì. Sao chú lại biết, Hùng Chính Lâm nói cho chú ư? Không phải, khi em nói chuyện này với Hùng ca cũng rất ngạc nhiên. Em đoán Ủy ban Kỷ luật Trung ương để Hùng ca làm trưởng ban số 6 chính là nhằm vào vấn đề Hắc Hà. Theo Triệu Quốc Đống biết thì khu vực Đông Bắc là nơi có rất nhiều vấn đề. Vụ án lớn ở tỉnh Liêu Đông đến bây giờ về cơ bản đã xong, cũng khiến cả tỉnh Liêu Đông chấn động. Nhưng Hùng Chính Lâm được điều tới làm trưởng ban số 6 sau khi vụ án này kết thúc tất nhiên là không phải nhằm vào tỉnh Liêu Đông, như vậy cũng có nghĩa còn có thể các nơi khác cũng đang bị Trung ương nhìn chằm chằm vào. Mà lúc này Lưu Thác lại được điều chỉnh thành phó bí thư tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Hắc Hà thì tất nhiên đó là liên quan đến một loạt động tác đó. Triệu Quốc Đống cũng biết danh tiếng của Lưu Thác ở ban tổ chức cán bộ Trung ương khá tốt, không thích quan hệ với người ngoài xã hội, không mấy khi xuất đầu lộ diện. Đến tỉnh Liêu Đông nhận chức càng giữ nghiêm chỉnh, bình thường hiếm khi thấy y xuất hiện ở nơi công cộng. Lưu Thác này chỉ thích đọc sách, nói thô tục một chút chính là một lòng một dạ muốn bò lên trong sự nghiệp, y ở ẩn trong ban tổ chức cán bộ Trung ương nhiều năm như vậy, xuống tỉnh cũng rất cẩn thận, biểu hiện là không bình thường. Ngay cả Hùng Chính Lâm cũng nói Trung ương sở dĩ điều Lưu Thác tới Hắc Hà không đơn giản là con nhà gia tộc cách mạng, càng quan trọng hơn chính là Lưu Thác đứng vững trong cơn sóng thần ở Liêu Đông. Lưu Thác không trả lời. Y đương nhiên biết ý đồ của Trung ương khi đưa mình tới Hắc Hà. Nhưng tình hình bên Hắc Hà thì y không rõ, một ít vấn đề mặc dù có phản ánh nhưng chỉ là bề ngoài, không thể căn cứ vào mấy điều này mà phán đoán được gì. Nhưng Triệu Quốc Đống nói Hùng Chính Lâm không hề ngạc nhiên khi biết Hắc Hà có không ít vấn đề, điều này làm Lưu Thác có chút giật mình. Làm phó bí thư tỉnh ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, tính trọng tâm trong công việc của Lưu Thác đã thay đổi. Y phải chuyển từ việc xây dựng đội ngũ cán bộ sang vấn đề chống hủ bại, đây là sự khiêu chiến không nhỏ đối với y. Hùng Chính Lâm có danh hiệu độc lang trong hệ thống ủy ban kỷ luật, chuyên thích điều tra các vụ án lớn. Khi y làm trưởng ban số 5, mấy vụ án lớn ở khu vực phía Tây đều có bóng dáng của y. Bây giờ Hùng Chính Lâm làm trưởng ban số 6 thì chỉ sợ sẽ tạo thành cơn bão lớn ở Đông Bắc. Ở đâu cũng có chuyện chỉ là nặng hay nhẹ mà thôi. Trung ương bây giờ rất chú trọng việc chống hủ bại, thậm chí tăng lên cấp độ liên quan đến sự sống còn của đảng và quốc gia. Anh nghĩ không chỉ ở Đông Bắc mà nơi khác cũng sẽ được chú trọng. Lưu Thác càng lúc càng thâm trầm hơn, trước mặt người nhà cũng không lộ ý đồ thật sự. Triệu Quốc Đống chỉ cười cười một tiếng không tiếp tục nói chuyện này. Hắn chuyển sang nói việc mình sẽ được điều chỉnh với Lưu Thác. Đối với việc Triệu Quốc Đống sẽ được điều chỉnh công việc, Lưu Thác có chút ngạc nhiên. Nhưng khi Triệu Quốc Đống giới thiệu tình hình hiện nay, Lưu Thác cũng nói rõ ràng. Y đề nghị Triệu Quốc Đống nhận đề nghị của Thái Chánh Dương, đến bộ năng lượng quá độ một chút. Theo như Lưu Thác nói, tới bộ làm không chỉ là tạo mạng lưới quan hệ,
Càng quan trọng hơn đó là bây giờ là từ trung ương đến địa phương bây giờ đều có một cảm nhận lãnh đạo cấp thị xã thì tốt nhất có kinh nghiệm công tác cơ sở phong phú, nhưng về điểm khác cũng cần có kinh nghiệm làm việc ở ban ngành thuộc tỉnh. Như vậy anh sẽ có lợi về tầm nhìn, về mạng lưới quan hệ, sẽ thuận tiện cho triển khai công việc ở cơ sở. Không thể không nói việc Triệu Quốc Đống có thể thu hút đầu tư và làm tốt ở huyện Hoa Lâm chính là nhờ thời gian hắn làm ở sở giao thông. Nếu không hắn không dễ mở ra cục diện ở huyện Hoa Lâm như vậy. Nếu Triệu Quốc Đống có thể rèn luyện ở bộ năng lượng như vậy không chỉ có lợi cho hắn trở lại địa phương công tác, còn có lợi cho việc hắn tiến lên làm cán bộ cấp phó tỉnh. Lời Lưu Thác phân tích thì Triệu Quốc Đống sớm biết, cũng phù hợp quy luật dùng người hiện nay. Bây giờ từ trung ương đến địa phương khi phân công công việc cho lãnh đạo chủ yếu thì đều có xu thế đó là anh đến trình độ nhất định sẽ được điều chỉnh công việc. Anh có kinh nghiệm công tác phong phú ở cơ sở, đồng thời cũng cần có thời gian làm việc ở cơ quan thuộc tỉnh hoặc là cấp bộ. Như vậy có thể khiến cán bộ có kinh nghiệm phong phú khi giải quyết vấn đề, có nhiều con đường để phát triển kinh tế. Lưu Thác cũng có thể hiểu khi Triệu Quốc Đống có chút nuối tiếc vì phải rời khỏi Hoài Khánh. Nhưng phải bỏ thì mới được, Lưu Thác cho rằng Triệu Quốc Đống có kinh nghiệm phong phú ở cơ sở, nhất là việc phát triển kinh tế đã được lãnh đạo chủ yếu của tỉnh tán thành, không cần câu nệ được mất, làm như thế nào để tìm kiếm điểm đột phá cho mình mới là quan trọng nhất. Việc đột phá này không đơn giản chỉ là tăng thêm về năng lực, mà là cần đột phá ấn tượng của anh trong mắt lãnh đạo. Triệu Quốc Đống đã công tác ở huyện, thị xã 7-8 năm thì làm một năm thị trưởng nữ ở Hoài Khánh cùng với việc lên cấp bộ để làm có ý nghĩa khác nhau. Cuộc nói chuyện với Lưu Thác làm Triệu Quốc Đống có nhiều thu hoạch. Lưu Thác cũng cho rằng chỉ còn một năm nữa là đại hội đảng, như vậy trung ương và địa phương sẽ điều chỉnh lớn. Tỉnh An Nguyên cũng không ngoại lệ. Ninh Pháp như mặt trời mới lên, Ứng Đông Lưu cũng được trung ương đánh giá cao. Trong năm cuối cùng này hai người bọn họ nhất định sẽ có chút mâu thuẫn trong cách dùng người. Nhất là khi bộ máy Hoài Khánh sẽ được điều chỉnh. Nếu đúng như lời Triệu Quốc Đống nói, Đàm Lập Phong làm thị trưởng Hoài Khánh thì khi Ứng Đông Lưu lên chức, Đàm Lập Phong không chắc đã có thể thay thế Trần Anh Lộc. Triệu Quốc Đống có thể nhảy ra, chờ đợi cơ hội thích hợp không thể nghi ngờ chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Khi hai người đang nói chuyện, Lưu Nham cũng về. Làm việc ở bộ năng lượng, Lưu Nham khá thuận lợi. Y bây giờ coi như xếp thứ hai trong bốn vị phó bộ trưởng, phụ trách cục điện lực, cục dầu mỏ và khí thiên nhiên, cục than. Lưu Nham vẫn muốn xuống địa phương nhận chức nhưng vẫn không có cơ hội thích hợp. Đứng trước cửa sổ, Triệu Quốc Đống có chút hoang mang. Chẳng lẽ một năm sau mình sẽ ở đây sao? Một năm tuy không dài nhưng một năm sau mình chắc chắn sẽ rời đi ư. Thái Chánh Dương sẽ không tiếp tục ngồi trên chức bộ trưởng bộ năng lượng nữa, y sẽ đi đâu, xuống địa phương hay đổi sang bộ khác? Triệu Quốc Đống đoán khả năng xuống tỉnh cao hơn. Vậy còn mình, Triệu Quốc Đống không cho rằng mình cùng Thái Chánh Dương xuống tỉnh sẽ thuận buồm xuôi gió. Trên thực tế Triệu Quốc Đống không thích sống dưới bóng ai khác. Hắn hy vọng một năm sau mình sẽ về tỉnh An Nguyên, đó mới là căn cơ sự nghiệp của hắn. Mặc kệ là Hoài Khánh, Ninh Lăng hay thị xã nào khác thì hắn vẫn thích làm việc ở địa phương hơn. Nhìn một thị xã dưới sự lãnh đạo của mình nó trở nên tốt đẹp hơn, cuộc sống dân chúng tăng lên, đó là lý tưởng của hắn. Lưu Nhược Đồng không có ở đây làm Triệu Quốc Đống không có cảm giác nhà. Nhưng hắn phải học cách quen với việc này. Lưu Nhược Đồng từ lúc sinh ra đã không thuộc về gia đình, cô có công việc của mình, giống như hắn có công việc của mình vậy. Chuông điện thoại di động vang lên, Triệu Quốc Đống không khỏi nhíu mày nhìn thì thấy bên An Nguyên gọi tới. Tin hắn sẽ rời khỏi Hoài Khánh mặc dù chưa truyền ra nhưng Triệu Quốc Đống biết tin này không giấu được bao lâu, có lẽ 3, 5 ngày nữa sẽ truyền khắp Hoài Khánh. Chỉ là hắn bây giờ đi đâu còn chưa rõ. Thái Chánh Dương muốn hắn tới bộ năng lượng. Qua tính lại muốn hắn lên làm phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Triệu Quốc Đống không biết ai hy vọng mình tới ban tuyên giáo. Là Ninh Pháp hay Ứng Đông Lưu, hay là qua tính tự chủ trương. Ở trên tỉnh thì hắn có thể ở gần mặt trời, sau này khi cục diện tỉnh thay đổi thì hắn cũng có thể thuận lợi tiến vào ánh mắt của lãnh đạo. Nhưng hắn lại mất cơ hội lên bộ rèn luyện, đến bộ năng lượng có nhiều lợi ích nhưng cũng có nhiều ẩn số. Đó là nếu cục diện chính trị tỉnh An Nguyên thay đổi. Hắn không kịp về thì đường đi sau này của hắn sẽ có nhiều ẩn số. Quyển 12, chương 66. Điện thoại làm Triệu Quốc Đống tỉnh lại. Hắn nhìn đồng hồ rồi khẽ thở dài một tiếng. Là Lưu Nhược Đồng gọi tới, xem ra cô có lẽ cũng biết công việc của Triệu Quốc Đống sẽ thay đổi. Anh sẽ về Bắc Kinh. Lưu Nhược Đồng luôn nói ngắn gọn như vậy. Không phải về Bắc Kinh mà là có thể lên Bắc Kinh làm một thời gian.
Triệu Quốc Đống dụi dụi mắt, bên Kazakhstan chắc đang 10 giờ, nhưng ở Bắc Kinh đã là nửa đêm. Ý của anh là nói anh còn có thể về tỉnh. Ừ, chắc là vậy nhưng bây giờ anh chưa rõ. Triệu Quốc Đống ngáp một tiếng và nói. Xin em đó, lần sau gọi điện cũng phải tính xem là mấy giờ. Ồ, hi hi, xin lỗi đã làm phiền giấc mơ của anh. Chẳng qua em vừa nhận được điện của Lưu Nham chưa lâu. Em nghĩ anh có thể đang cảm nhận cuộc sống về đêm của Bắc Kinh nữa chứ. Bên kia khẽ cười hì hì làm Triệu Quốc Đống xôn xao. Bao giờ em về? Triệu Quốc Đống đã có 3-4 tháng chưa gặp vợ chính thức của mình. Ngày kia em về. Lưu Nhược Đồng có chút do dự nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Sao, anh rất hy vọng em về sao? Câu này Triệu Quốc Đống không biết trả lời như thế nào. Cũng may Triệu Quốc Đống phản ứng nhanh chóng. Nhược Đồng, anh đương nhiên hy vọng em về. Em cũng biết anh ở Bắc Kinh không có ai quen mà. Thật sao, em nhớ anh có không ít bạn ở Bắc Kinh mà. Lưu Nhược Đồng lạnh nhạt nói. Triệu Quốc Đống cảm thấy Lưu Nhược Đồng như ám chỉ gì đó, chẳng qua hắn rất thản nhiên đáp lại. Cũng có mấy người bạn nhưng bọn họ cũng bận, ăn bữa cơm thì có thể nhưng nếu muốn kéo bọn họ cả tối thì khó. Lưu Nhược Đồng ở Kazakhstan cũng có thể nghe ra ý trong câu nói của Triệu Quốc Đống. Mặc dù biết hắn đang trêu nhưng cô vẫn vui vì hắn nói như vậy. Em nghe Lưu Nham nói anh không hài lòng với việc điều chỉnh này. Ừ, lúc trước đúng là có chút không hài lòng nhưng bây giờ anh lại đang chờ mong. Triệu Quốc Đống nói. Lợi và hại đều có, nhưng anh thấy lợi nhiều hơn, hơn nữa việc cũng không phải do anh quyết định mà. Quốc Đống, em cũng thấy anh cần lên Bắc Kinh làm việc một thời gian. Nếu anh thật sự muốn tiến bộ trong chính trị thì vào Bắc Kinh là nhất định phải đi. Không làm việc ở Bắc Kinh sẽ ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển của anh sau này. Bây giờ là thời cơ thích hợp, anh nếu muốn tiến thêm thì người ta sẽ nhìn vào đoạn thời gian anh làm việc ở Bắc Kinh. Triệu Quốc Đống rất nhạy cảm hỏi lại một câu. Đây là Lưu Nham nói hay là Lưu Kiều nói? Anh phản ứng nhanh thế, là Tứ Tỷ nói, chị ấy nói anh bây giờ rời khỏi Hoài Khánh có lẽ không nỡ, nhưng phải bỏ thì mới đạt được thứ khác. Tất cả cái gọi là thành tích chính là để lãnh đạo chủ yếu cảm nhận, đó mới là quan trọng nhất. Anh chỉ cần được lãnh đạo tán thành là đủ. Sang năm sẽ tiến hành điều chỉnh nhân sự lớn, anh ở Bắc Kinh làm sẽ khiến anh có ưu thế lớn hơn nữa. Anh có về cũng là từ vị trí cao trở về. Lưu Nhược Đồng khá phục phản ứng nhanh nhạy của Triệu Quốc Đống. Anh nói Triệu Quốc Đống có thể sẽ đi. Cao Chí Minh có chút kinh ngạc há hốc mồm nói. Hắn đi đâu, là vì chuyện của Phó Thiên, là do hắn đứng sau lưng giật dây. Phó Thiên mặt lúc này đang rất khó chịu. Không ngờ mình vất vả tạo xu thế lại thành bàn đạp cho kẻ khác. Nghĩ đến đây Phó Thiên lại buồn bực, Đàm Lập Phong không thể so sánh được với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống là người nhằm vào việc, Đàm Lập Phong lại nhằm vào người. Chỉ chênh một chữ mà đã khác hẳn. Theo Phó Thiên thấy, Đàm Lập Phong mà tới thì mình không thể không đối mặt với kẻ đã tạo thành dễ ở Hoài Khánh. Đàm Lập Phong thậm chí còn khó đối phó hơn Trần Anh Lộc. Đàm Lập Phong làm trưởng ban tổ chức cán bộ và phó bí thư thị ủy Hoài Khánh nhiều năm như vậy, bao người do y đề bạt lên. Chút căn cơ của Phó Thiên mà muốn đấu với Đàm Lập Phong gần như không thể. Lúc trước Triệu Quốc Đống có thể đánh bại Đàm Lập Phong là do kết quả của quyết định tỉnh ủy, mà bây giờ Đàm Lập Phong trở lại thì Phó Thiên sẽ không còn cơ hội. Phó Thiên và Cao Chí Minh đều là từ ngoài tới Hoài Khánh, đây là nguyên nhân mà Cao Chí Minh dựa vào y. Phó Thiên đứng chung chiến tuyến với Lữ Thu Thần. Lưu Liên Xương chỉ là do vì lợi ích. Một khi Đàm Lập Phong về thì Lữ Thu Thần và Lưu Liên Xương sợ khó đứng chung chiến tuyến với Phó Thiên. Mà Trương Quả Hỷ cùng Cố Vĩnh Bân càng chắc chắn dựa vào Đàm Lập Phong. Nếu Trần Anh Lộc không phải xác định sang năm sẽ đi thì sẽ không hy vọng Đàm Lập Phong về. Cho dù có Tiêu Triều cùng Lữ Thu Thần giúp thì cũng chưa chắc thắng được Đàm Lập Phong. Bây giờ cũng khó nói nhưng trên cơ bản là chính xác. Nghe nói sẽ lên làm phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy. Tin của Phó Thiên khá chính xác. Chuyện Phương Hùng Phi vốn không phải chuyện gì lớn nhưng nó lại dính tới phó bí thư, phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân thị xã, còn kéo cả phó chủ tịch quận Hoài Châu vào nên tạo thành ảnh hưởng lớn. Nhất là Hoài Khánh đang tiến vào thời kỳ phát triển nhanh chóng, trên tỉnh rất không muốn việc này ảnh hưởng đến sự phát triển của Hoài Khánh. Vì thế tỉnh ủy mới muốn điều chỉnh Triệu Quốc Đống. Phó Thiên đương nhiên biết chuyện này Triệu Quốc Đống bị liên lụy mà thôi, nhưng y cũng vui vẻ, lúc trước thậm chí còn muốn bỏ đá xuống giếng. Không ngờ chuyện y vốn nghĩ sẽ thành lại xảy ra sự cố.
Đàm Lập Phong đã thành phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy vậy mà còn chú ý tới chức thị trưởng Hoài Khánh là sao? Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Cao Chí Minh có chút buồn bực, y mặc dù không có cảm tình tốt với Triệu Quốc Đống nhưng biến hóa một năm qua ở Hoài Khánh là điều mọi người đều thấy rõ ràng. Triệu Quốc Đống trong tác phong sống khiến người ta lo nhưng về năng lực, bản lĩnh đúng là có. Hoài Khánh nếu mất đi thị trưởng giỏi làm kinh tế như vậy, Cao Chí Minh không dám chắc kinh tế Hoài Khánh sẽ đi đến đâu. Khả năng này là lớn nhưng cũng nghe nói hắn sẽ lên bộ trung ương để rèn luyện. Phó Thiên lạnh nhạt nói. Tóm lại một người khiến Hoài Khánh phát triển nhanh chóng lại rời khỏi Hoài Khánh. Đây có phải điều nhất định không? Cao Chí Minh không quá tin tưởng. Năng lực của Triệu Quốc Đống thì y rõ, chỗ dựa sau lưng Triệu Quốc Đống thì Cao Chí Minh cũng biết đôi chút. Nếu đi ngược lại ý của Triệu Quốc Đống thì có lẽ chuyện không dễ thành công. Trừ khi Triệu Quốc Đống muốn đi. Chắc là như vậy. Phó Thiên rất khó hiểu về biểu hiện của Cao Chí Minh. Cao Chí Minh hình như khá kiêng kỵ Triệu Quốc Đống. Cao Chí Minh rõ ràng là có thành kiến với Triệu Quốc Đống nhưng khi kéo Cao Chí Minh về phía mình, Cao Chí Minh vẫn đùn đẩy không chịu quyết định. Điều này làm Phó Thiên có chút khinh thường. Nếu không phải y cần người ủng hộ thì đã không muốn tốn nhiều tâm trí với Cao Chí Minh. Triệu Quốc Đống nếu thật sự sẽ đi thì sẽ mang tới rất nhiều phiền phức. Cao Chí Minh cũng đã đoán ra dù Triệu Quốc Đống đi thì Phó Thiên cũng không thể thay thế. Thực tế mà nói bản lĩnh làm kinh tế của Triệu Quốc Đống là điều mà tôi ít gặp. Tốc độ tăng trưởng của Hoài Khánh 2 năm nay là rất nhanh, công của Triệu Quốc Đống là không thể phủ nhận. Nhất là quy hoạch đô thị của hắn trước thì thấy vượt thời đại, là hoang đường nhưng bây giờ mới thấy việc này tạo ra ảnh hưởng thúc đẩy kinh tế là rất lớn. Phó Thiên có chút mất kiên nhẫn, Cao Chí Minh này sao lại nói đến những điều Triệu Quốc Đống đã làm? Sao trước không thấy hắn nói gì tốt về Triệu Quốc Đống? Bí thư phó, có phải là Đàm Lập Phong sẽ về không? Cao Chí Minh đột nhiên đổi đề tài. Ừ, chắc là như vậy. Phó Thiên cũng không giấu sự thất vọng của mình. Bộ máy điều chỉnh sao nhanh vậy, không biết tỉnh ủy suy nghĩ như thế nào nữa. Điều này không có lợi cho sự phát triển của Hoài Khánh chúng ta. Triệu Quốc Đống vừa tạo được bộ khung, Đàm Lập Phong mà tới thì không biết có hứng thú với ý tưởng của Triệu Quốc Đống không? Có thể điều chỉnh một lần nữa không? Đến lúc ấy chậm trễ thời gian phát triển thì đúng là không còn gì để nói. Quyển 12, chương 67. Thư phòng của Ninh Pháp trông rất mộc mạc, mấy món đồ sứ không biết niên đại năm nào, vài quyển sách, trên tường treo mấy bức tranh. Chén trà trên bàn đang bốc khói, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Sau khi từ Bắc Kinh về, Ứng Đông Lưu liền thấy tâm trạng Ninh Pháp có vẻ thay đổi một chút. Trong rất nhiều người Ứng Đông Lưu từng tiếp xúc, Ninh Pháp không phải người giỏi che giấu tâm trạng của mình. Nhưng người này là một đại tướng có thể nhẫn nhịn, nếu không được vậy thì sao có thể làm bí thư tỉnh ủy. Đông Lưu, tôi vẫn muốn tìm cơ hội tâm sự với anh. Hôm nay coi như rảnh rỗi, hai chúng ta có thể thoải mái nói chuyện. Vẻ mặt Ninh Pháp đang khá tốt, chẳng qua hai bên mai đã có sợi bạc. So với 9 năm trước khi y tới An Nguyên, Ninh Pháp bây giờ đã khác rất nhiều. 9 năm trôi qua, Ninh Pháp đã gần 50. Bí thư Ninh, hội nghị lần thứ 6 này hai chúng ta ở Bắc Kinh mặc dù không nằm nói chuyện cả đêm nhưng coi như là cơ hội trao đổi mà. Ứng Đông Lưu cười nói. Sao, bí thư Ninh có tâm sự gì ư? Ha ha, sang năm sẽ là năm rất quan trọng của An Nguyên chúng ta. Khi hai chúng ta bắt đầu cùng xây dựng bộ máy, tôi đã thầm hạ quyết tâm xem An Nguyên có thể sáng tạo lịch sử trong tay hai chúng ta hay không, có thể phá vỡ sự lũng đoạn của 4 tỉnh Việt, Tô, Lỗ, Chiết hay không, bây giờ xem ra An Nguyên chúng ta vẫn còn kém một chút. Ứng Đông Lưu khá khen ngợi khí phách khi làm công tác kinh tế của Ninh Pháp. Có lẽ một số quan điểm và cách làm cụ thể của Ninh Pháp có vẻ hơi quá khích, nhưng không thể không nói tầm nhìn của y là có chỗ độc đáo. Ngay cả Ứng Đông Lưu có chút tự phụ nhưng vẫn cảm thấy ở mảng về kinh tế mình không bằng Ninh Pháp. Giống như con đường phát triển thành phố An Đô vậy, Ninh Pháp chịu đủ tranh cãi mà đưa ra việc muốn để An Đô xác định được vị trí trong cả nước. An Đô muốn trở thành trung tâm buôn bán, tài chính, văn hóa của khu vực Trung Tây, phát triển làm thành phố cấp quốc tế. Đề nghị này mang tính rung động rất cao, thậm chí cũng khiến cho một ít tỉnh anh em phê bình, nhất là các tỉnh trong khu vực Trung Tây càng tỏ rõ sự nghi ngờ. Thậm chí không ít chuyên gia trên Trung ương đều nghi ngờ về tham vọng xa vời này của An Nguyên. Nhưng Ninh Pháp không hề dao động. Trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy, Ninh Pháp đã phát biểu về quan điểm của mình. Nói An Nguyên nằm ở trung tâm lục địa Trung Quốc, nhất định phải có trách nhiệm phát triển kinh tế An Nguyên để phát triển khu vực Trung Tây.
mà An Nguyên bây giờ có đủ cơ hội để đạt đến tầm đó. Trong lần này lên Bắc Kinh họp, Ứng Đông Lưu cũng nghe một ít bàn tán về việc này, thậm chí còn có người hàm xúc ám chỉ Ninh Pháp mượn việc đặt mục tiêu cao cho An Đô để tạo xu thế cho y. Về tổng thể mà nói, Ứng Đông Lưu tán đồng với ý tưởng của Ninh Pháp. Đây không phải do y làm chủ tịch tỉnh An Nguyên. Theo Ứng Đông Lưu thấy vị trí địa lý và trụ cột kinh tế của An Nguyên đủ để khiến An Nguyên có thực lực thúc đẩy xung quanh. Nhất là 3 năm qua tốc độ tăng trưởng kinh tế của An Nguyên vẫn đứng hàng đầu cả nước. Mà thành phố An Đô gần như chiếm nửa giang sơn của An Nguyên. Có thể nói An Đô từ góc độ nào cũng đủ để làm thành phố trung tâm của khu vực Trung Tây. Cho nên trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy, Ứng Đông Lưu cũng kiên quyết ủng hộ quan điểm của Ninh Pháp. Nhưng làm như thế nào để An Đô đạt mức đó, Ứng Đông Lưu cũng có ý kiến của mình. Y không hoàn toàn đồng ý đề nghị toàn tỉnh phải dồn hết sức lực để giúp An Đô trở thành thành phố trung tâm của Ninh Pháp, sau đó lợi dụng An Đô mà xúc tiến các thành phố, thị xã xung quanh. Ứng Đông Lưu cho rằng An Đô phải đi lên bằng chính ưu thế của mình. Tỉnh phải đưa ra chính sách phát triển kinh tế và xây dựng đô thị các thị xã xung quanh An Đô. Như các thành phố, thị xã Kiến Dương, Hoài Khánh, Đường Giang trong phạm vi 80 km, phạm vi trong bán kính 150 km Miên Châu, Lam Sơn, Nam Hoa, Vĩnh Lương, tạo ra trục kinh tế An Đô Ninh Lăng, An Đô Tân Châu. Bí thư Ninh, khẩu hiệu muốn An Đô làm trung tâm của khu vực Trung Tây của anh theo tôi thấy đã chạm nỗi đau không ít người. Lãnh đạo các tỉnh anh em trong hội nghị lần này đều lên tiếng tỏ vẻ muốn thành lập quy hoạch phát triển đô thị của bọn họ. Tôi đoán đây đều là nhằm vào đề nghị của anh. Ứng Đông Lưu cười ha hả nói. Bọn họ muốn làm gì thì tùy bọn họ, chúng ta chỉ cần làm việc của mình mà thôi. Ninh Pháp vung tay lên nói. Đông Lưu, 3 năm, nhiều nhất là 3 năm, tôi tin An Nguyên và An Đô của chúng ta sẽ xuất hiện trước mặt mọi người với bộ mặt hoàn toàn mới. Trọng trách này không hề nhẹ nhưng đó là điều chúng ta phải làm. Có bí thư Ninh lãnh đạo, tôi cũng tin tưởng chúng ta sẽ làm được điều này. Được rồi, anh đừng khen tôi như vậy, đây không phải tác phong của anh. Ninh Pháp xua tay nói. Đề nghị của anh, thời gian này tôi vẫn suy nghĩ. Phát triển An Đô làm thành phố trung tâm thì ở tỉnh Tương cũng đã đưa ra cho thành phố của bọn họ. Nhưng tôi thấy tình hình An Nguyên chúng ta khác tỉnh Trương. GDP của Trường Sa trong địa vị kinh tế của tỉnh Tương không thể so sánh với GDP của An Đô trong kinh tế An Nguyên. An Đô có đủ điều kiện làm thành phố trung tâm, bây giờ nó cần chính là lấy một ít biện pháp để bù đắp mà thôi. Bí thư Ninh, tôi cũng không phủ nhận điều kiện cơ bản của An Đô đã đủ nhưng nhẹ nhàng nói chính vì như vậy nên tôi cảm thấy An Đô tự mình phát triển. Thu tài chính của An Đô không kém là mấy so với tổng lượng tất cả 13 nơi còn lại cộng lại. Tài nguyên khoa học kỹ thuật, vệ sinh, văn hóa của An Đô cũng hơn xa các nơi khác. Ở tình huống này tôi cho rằng tỉnh không cần quá nghiêng vào An Đô mà phải suy nghĩ cho các thành phố, thị xã còn lại. Ninh Pháp biết ở vấn đề này không thể thuyết phục được Ứng Đông Lưu. Có lẽ chờ khi Ứng Đông Lưu ngồi ở vị trí của mình thì sẽ suy nghĩ khác. Ninh Pháp cũng không định thuyết phục Ứng Đông Lưu, hơn nữa quan điểm Ứng Đông Lưu đưa ra cũng có điểm chính xác. Đông Lưu, quan điểm anh đưa ra cũng có lý. Các đô thị vệ tinh phát triển cũng là vấn đề rất quan trọng, không có thành phố trung tâm nào nằm riêng một mình được. Thượng Hải không có khu vực trường Tam Giác sẽ không thể phát triển, Quảng Châu không có Tam Giác Hữu Châu cũng không thể phát triển nổi. Bắc Kinh không có khu vực công nghiệp bột hải khổng lồ thì cũng sao có thể thành trung tâm của cả nước. Ninh Pháp gật đầu nói tiếp. Cho nên chúng ta cần phải đẩy mạnh An Đô phát triển hơn nữa. Trong tỉnh vừa phải đưa ra mục tiêu, vừa có các biện pháp thúc đẩy. Ứng Đông Lưu cũng không ngạc nhiên khi Ninh Pháp đồng ý với quan điểm của mình. Ninh Pháp đồng ý cũng có điều kiện đó là phải ủng hộ An Đô rồi mới tính tới các thành phố, thị xã khác. Vấn đề nằm ở chỗ tài nguyên chính quyền có hạn. Anh làm như thế nào? Bí thư Ninh, xu thế phát triển mấy đô thị xung quanh An Đô đều đang khá tốt, phát triển công nghiệp rất có tương lai. Tôi cảm thấy An Đô nên phải có tầm nhìn xa hơn nữa, nên tập trung vào phát triển ngành thứ ba như ngành điện tử thông tin, bảo hiểm, tài chính, du lịch, dịch vụ, văn hóa, sáng tạo, không nên vẫn nhìn mãi vào ngành thứ hai. Khu công nghệ cao An Đô cũng không nên chỉ là mức độ phóng đại so với các khu khai phát thành phố, thị xã khác. Ninh Pháp lặng lẽ gật đầu ra hiệu Ứng Đông Lưu nói tiếp. Khu vực Hồ Lô Châu của An Đô đã mở ra một khởi đầu mới, nhưng tôi cảm thấy chỉ xây dựng không thôi là chưa đủ. Càng quan trọng hơn chính là giải quyết quan điểm của cán bộ lãnh đạo, đây mới là quan trọng nhất. Quyển 12, chương 68. Biểu hiện của Miêu Trấn Trung,
Ứng Đông Lưu không muốn nói nhiều. Miêu Trấn Trung này hình như luôn chậm so với thời đại. Hơn nữa dù là Diêu Văn Chí được Ninh Pháp coi trọng, Ứng Đông Lưu thấy cũng chỉ là sự lựa chọn nhất thời ầm thôi. Làm một thị trưởng ngoài việc có năng lực, quan niệm ra còn cần vài mặt nữa, nhất là Diêu Văn Chí nhất trí về sự phát triển kinh tế với Ninh Pháp, nhưng sự nghiệp xã hội lại không được nhìn tới. Từ quy hoạch khu vực trung tâm Hồ Lô Châu có thể thấy thị ủy, ủy ban An Đô không nhất trí ở việc này. Ninh Pháp nghe xong không khỏi động tâm, y sớm biết Ứng Đông Lưu không hài lòng với Miêu Trấn Trung. Miêu Trấn Trung là người có tính cách cứng rắn, dầu mỡ không vào. Diêu Văn Chí và Miêu Trấn Trung cộng tác đã khá khó khăn. Diêu Văn Chí vừa phải tôn trọng ý đồ của Miêu Trấn Trung, vừa thực hiện tinh thần của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời còn phải đưa ra cái nhìn của bản thân. Hơn nữa An Đô là tỉnh thành nên mỗi hạng mục công việc đều không thể chậm trễ. Ninh Pháp vẫn nghĩ Ứng Đông Lưu phải có ấn tượng tốt đối với Diêu Văn Chí mới đúng. Mặc dù Diêu Văn Chí và y đi lại gần nhưng với thân phận và tính cách của Ứng Đông Lưu sẽ không cần nghĩ đến vấn đề này mà. Nhưng hôm nay nghe giọng của Ứng Đông Lưu thì hình như không hài lòng với biểu hiện của Diêu Văn Chí. Đông Lưu, An Đô không thể so sánh với các nơi khác. Công bằng mà nói yêu cầu đối với An Đô của chúng ta cao hơn hẳn các nơi khác. An Đô vừa phải tạo ra điểm đột xuất, vừa phải chiếu cố nhiều vấn đề khác. Vừa tìm kiếm sự phát triển của mình, vừa phải chú ý toàn cục của tỉnh. Ninh Pháp suy nghĩ một chút rồi nói, y cũng biết Ứng Đông Lưu là người kiên trì với quan điểm của mình, hiếm khi thay đổi. Ứng Đông Lưu khẽ gật đầu không nói chuyện này nữa mà chuyển sang đề tài Hoài Khánh. Bí thư Ninh, về việc điều chỉnh công việc của Triệu Quốc Đống, tôi cảm thấy nên thận trọng. Lão Yến hình như rất có thành kiến với Triệu Quốc Đống. Nhưng biểu hiện của Triệu Quốc Đống ở Hoài Khánh là rất rõ ràng, mặc dù cậu ta xử lý một số việc không ổn nhưng đó chỉ là việc nhỏ. Với xu thế phát triển của Hoài Khánh hiện nay, tôi cho rằng điều chỉnh là không thích hợp. Đông Lưu, anh cảm thấy với xu thế phát triển hiện nay của Hoài Khánh bây giờ nếu đổi thị trưởng sẽ ảnh hưởng như thế nào? Ứng Đông Lưu hơi ngẩn ra. Mặc dù Hoài Khánh đã có một quy mô nhất định nhưng nếu đổi người sẽ khiến cho quan niệm khác đôi chút, như vậy sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với sự phát triển của Hoài Khánh. Tôi lại không thấy thế. Quy hoạch đô thị mới của Hoài Khánh đã có. Hơn nữa khu khai phát cũng đã đi vào quỹ đạo, quan niệm phát triển kinh tế của các quận, huyện đều khá rõ ràng. Phải nói điều này có quan hệ lớn khi Triệu Quốc Đống làm thị trưởng Hoài Khánh. Ninh Pháp nói, nhưng gần đây Hoài Khánh xuất hiện vài dấu hiệu không tốt. Tôi không nói về bản thân Triệu Quốc Đống, nhưng tác phong làm việc của cậu ta có thể khiến một số người lợi dụng nên mới xuất hiện vấn đề. Hoài Khánh cần phát triển nhưng cũng cần đảm bảo cục diện chính trị ổn định. Tôi cảm thấy ở điểm này Lão Yến thấy rất chính xác. Tôi thấy như thế này, Triệu Quốc Đống là nhân tài nên cần rèn luyện ở nhiều vị trí mới tốt. Ứng Đông Lưu im lặng không nói. Y mặc dù không cho rằng đây là thời cơ tốt nhất để điều chỉnh Triệu Quốc Đống, nhưng quan điểm của Ninh Pháp cũng có điểm chính xác. Bây giờ Hoài Khánh là con tàu đang chạy, đổi người lái tàu chỉ cần không quá kém sẽ không ảnh hưởng mấy. Hơn nữa còn có một bí thư thị ủy lão luyện chỉ huy. Ninh Pháp đây là hy vọng trước khi y đi sẽ thấy kinh tế Hoài Khánh phát triển lên bậc thang mới mà không ảnh hưởng đến cục diện chính trị. Trần Anh Lộc cũng hy vọng đạt thành tích tốt để y lên chức. Hơn nữa Ninh Pháp đề cập Triệu Quốc Đống cần rèn luyện ở nhiều vị trí cũng là chính xác. Đông Lưu, tôi hiểu suy nghĩ của anh, nhưng chúng ta cần họ cách nhìn nhận vấn đề, rèn luyện cũng là tốt cho trưởng thành. Ninh Pháp cười nói, Triệu Quốc Đống này có thể khiến tôi và anh bàn nhiều như vậy, cậu ta đúng là có bản lĩnh. Ha ha! Ninh Pháp cười ha hả khiến Ứng Đông Lưu cũng nở nụ cười. Rốt! Thái Chánh Dương lớn tiếng nói. Y đi quanh phòng và nói. Chú cho rằng chú làm như vậy chính là vì dân vì nước, không thẹn với lương tâm sao? Tôi nói với chú nếu thật lòng muốn vì dân vì nước thì chú phải nhanh chóng đi lên vị trí cao hơn nữa, như vậy chú có thể làm được nhiều việc vì dân chúng. Khi Triệu Quốc Đống thử hỏi mình có thể tiếp tục ở lại Hoài Khánh hay không? Hắn lập tức làm Thái Chánh Dương tức giận. Ngay cả vợ Thái Chánh Dương cũng không nhịn được nói. Chánh Dương, có gì từ từ nói. Dù Quốc Đống không nghĩ ra thì chú cấy cũng còn trẻ, một số chuyện chưa nghĩ thấu đáo mà. Thái Chánh Dương hiếm khi tức giận ở trong nhà, vợ y cũng hiếm thấy. Được rồi, không phải chuyện của em đi làm việc của mình đi. Anh và Quốc Đống có chuyện cần bàn. Thái Chánh Dương cố nhịn cơn tức giận trong lòng nói. Triệu Quốc Đống thực ra sớm chấp nhận sự thật, hắn chẳng qua chỉ muốn thử hỏi Thái Chánh Dương mà thôi. Chú cho rằng ánh mắt Ninh Pháp nông cạn đến vậy,
mấy chuyện ở Ninh Pháp mà y không nhìn ra sao? Đừng nói một phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân thị xã bị bắt, dù chú làm phó thị trưởng bị bắt cũng không có gì cả. Thái Chánh Dương đi vài vòng trong phòng khách. Anh không phủ nhận Ninh Pháp điều chỉnh chú chính là vì ổn định cục diện chính trị Hoài Khánh, nhưng có phải vì như vậy mới điều chỉnh chú không? Lên tỉnh hay bộ đều là cơ hội, người khác vẫn nói đây là thời kỳ quá độ, nhưng chú không thể phủ nhận hiệu quả của việc này. Đầu khóa mà quá độ sẽ mất 2-3 năm, nhưng bây giờ còn có một năm nữa mà thôi, chẳng lẽ nói một năm chú không duy trì được sao? Hoài Khánh không có chú sẽ thụt lùi vài chục năm sao? Câu nói của Thái Chánh Dương làm mắt Triệu Quốc Đống sáng lên. Có lẽ đoán được tâm trạng của Triệu Quốc Đống, Thái Chánh Dương lắc đầu nói. Chú đừng suy nghĩ bậy bạ, anh chỉ nói với chú lên bộ là điều chú nhất định phải lên. Một năm cũng không ảnh hưởng tới tương lai tốt đẹp của chú. Thái ca không hại chú đâu, nếu là người khác dù có muốn anh cũng không thèm. Lần đầu tiên Triệu Quốc Đống thấy Thái Chánh Dương tức giận, trong lòng tuy không sợ nhưng vẫn hơi run. Thấy Thái Chánh Dương đã dịu giọng, Triệu Quốc Đống mới giải thích. Em chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, mấy hôm nay em đã nghĩ thông rồi. Tôi thấy chú chưa nghĩ thông, chú cảm thấy làm được chút cơ nghiệp như vậy là không dễ, bị người hái đào là quá đáng tiếc. Hừ, anh nói chú là có tâm trạng điển hình của nông dân, đảng viên đến đâu chẳng là làm việc. Thái Chánh Dương hừ một tiếng. Tôi đã trao đổi với Ninh Pháp, ứng Đông Lưu. Chú nếu thật sự không muốn lên bộ thì có thể ở lại tỉnh nhưng anh thấy chú lên bộ sẽ phát huy năng lực của mình lớn hơn nữa. Triệu Quốc Đống lắc đầu không nói gì, dù sao đây không phải điều hắn có thể quyết định. Liễu ca mấy hôm trước có lên Bắc Kinh không anh? Ừ, hội nghị lần thứ 6 ai có thể trốn? Bí thư tỉnh ủy Kiềm Nam bị bắt, lão Liễu bây giờ kiêm bí thư tỉnh ủy, phụ trách cả hai đầu. Chẳng qua có lẽ rất nhanh Trung ương sẽ bố trí người đến làm chủ tịch tỉnh Kiềm Nam. Thái Chánh Dương thở dài một tiếng, có đôi khi làm chính trị tiến lên nhanh hay chậm cũng là do cơ may. Liễu Đạo Nguyên theo lý sang năm mới có thể làm bí thư tỉnh ủy Kiềm Nam, nhưng nguyên bí thư tỉnh ủy lại bị thua bởi tình nhân, Hùng Chính Lâm năm nay đã khiến không ít quan chức ở Kiềm Nam cùng Điền Nam bị bắt. Một bí thư tỉnh ủy, một chủ tịch tỉnh, đều là những vụ án làm chấn động cả nước. Một năm thoạt nhìn không có gì nhưng làm bí thư tỉnh ủy sớm một năm lại có ý nghĩa khác. Một năm kinh nghiệm. Một năm tuổi có thể khiến anh lên hoặc bị kéo xuống. Thái Chánh Dương thầm tính toán mình đã hơn 50, lại nhìn Triệu Quốc Đống mà không khỏi thở dài một tiếng. Quyển 12, chương 69. Triệu Quốc Đống lên máy bay mà cảm thấy mình như nửa tỉnh nửa mê. Nửa tháng đủ để mọi việc rõ ràng, Triệu Quốc Đống chỉ cảm thấy mình như một pho tượng gỗ, tất cả tiến hành theo một trình tự sẵn có. Miễn chức phó bí thư thị ủy, từ chức thị trưởng, tất cả diễn ra nhanh chóng. Qua Tính, Yến Nhiên Thiên đều nói chuyện với hắn. Cuối cùng Ninh Pháp, ứng Đông Lưu cũng đến gặp hắn, đó là điều hiếm thấy. Làm Triệu Quốc Đống cảm thấy an ủi đó là bốn vị lãnh đạo nói chuyện với hắn không phải là qua loa cho xong việc. Dù là Yến Nhiên Thiên cũng trao đổi khá chót lọt. Yến Nhiên Thiên đánh giá cao biểu hiện của hắn trong công việc, đồng thời cũng chỉ ra điểm không đủ trong công việc của hắn. Không thể không nói ánh mắt của Yến Nhiên Thiên rất lợi hại, về cơ bản có thể nói đúng điểm quan trọng. Nếu nói bây giờ Triệu Quốc Đống đã bình tĩnh thậm chí mong chờ vào việc điều chỉnh này thì chỉ có một điều duy nhất làm hắn nuối tiếc vì mình tạm thời mất cơ hội cùng chiến đấu với đồng đội cùng chí hướng. Gần như tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi hắn đột nhiên được điều đi. Mặc dù hắn đã sớm báo cho bọn họ nhưng bọn họ vẫn có chút khó hiểu. Triệu Quốc Đống cũng có chút khó chịu, cùng làm việc 3 năm, tình cảm này đâu phải thoáng cái bỏ là bỏ được. Triệu Quốc Đống đã điều lệnh Hồ Triều xuống Hoài Châu làm trợ lý chủ tịch quận. Ở vấn đề này không có ai ý kiến gì cả, ngay cả Lữ Thu Thần và Lưu Liên Xương đều không nói thừa nửa câu. Vì dù sao người ta cũng đi rồi, còn tính toán làm gì. Hơn nữa Triệu Quốc Đống lên bộ năng lượng nhận chức, ai cũng biết lần đi này sẽ khiến Triệu Quốc Đống thêm một vầng hào quang, không chừng lần sau hắn về Hoài Khánh nhận chức thì sao. Triệu Quốc Đống cũng biết mình vừa đi sẽ khiến Đoạn Kỳ Ngôn, Vu Văn Lượng sẽ không thoải mái mấy. Việc Đường Lăng Phong muốn thành thường vụ quận ủy. Bí thư đảng ủy chính Pháp Khánh Châu có lẽ cũng chỉ đi một bước xem một bước. Dù sao vua nào thần đó, hắn vừa đi sẽ khiến những người Triệu hệ ít nhiều bị ảnh hưởng. Mà vận mệnh bọn họ về sau sẽ không liên quan tới hắn. Nếu hắn có thể tiếp tục phát triển thì có lẽ bọn họ sẽ vui lên chút. Hắn đột nhiên rời đi cũng khiến Hoài Khánh gặp chút rối loạn. Dù như thế nào hắn ở Hoài Khánh 3 năm đã làm mất lòng không ít người nhưng cũng được không ít người tôn trọng.
Triệu Quốc Đống nhìn chiếc vali của mình bên trên, hắn đi rất đơn giản. Hắn từ Hoài Khánh lên Bắc Kinh chỉ cầm theo vài bộ quần áo, vài quyển sách hay xem mà thôi. Nghĩ ra cũng đúng, hắn thật sự không có gì cần mang đi cả. Khi hắn đi cũng nhận được không ít đặc sản của Hoài Khánh nhưng mấy thứ này mang lên Bắc Kinh không tiện, không nhận lại không ổn. Vì thế hắn gửi qua bưu điện về nhà. Lần này vừa đi chính là 3.000 dặm, Triệu Quốc Đống khẽ ngâm nga câu này. Hắn đúng là không ngờ cô bé Đan Phinh còn có tâm tư như vậy, cô gửi tặng hắn một bài trên đài FM Ando. Khi nhận được tin nhắn, Triệu Quốc Đống đang trên đường tới sân bay. Vừa bật FM lên liền nghe được câu, Đan Tiểu Thư gửi tặng Triệu Tiên Sinh bài trân trọng đêm nay, chúc Triệu Tiên Sinh thuận buồm xuôi gió trong công việc mới. Điều này làm Triệu Quốc Đống có chút cảm động, hắn không giúp Đan Phinh mấy, nhưng biểu hiện của Đan Phinh tại hội chợ thương mại rất xuất sắc, Triệu Quốc Đống đánh giá khá cao. Vì thế khi Hứa Kiều muốn đổi thư ký, Triệu Quốc Đống đã giới thiệu với Hứa Kiều. Cuối cùng Hứa Kiều tự mình gọi Đan Phinh tới. Ngoài việc bằng Đan Phinh kém một chút ra còn đâu đều hợp ý Đan Phinh. Kết quả Hứa Kiều đã chọn Đan Phinh. Hắn chỉ giúp như vậy còn đâu đều dựa vào chính Đan Phinh. Hoài Khánh là nơi làm Triệu Quốc Đống có nhiều kỷ niệm đẹp. Vì thế mặc dù biết rõ mình tới bộ năng lượng chỉ là trao đổi nhưng hắn vẫn có chút không muốn. Ban tổ chức cán bộ tỉnh An Nguyên thông qua ban tổ chức cán bộ trung ương mà đạt được thỏa thuận trao đổi cán bộ với mấy cấp bộ như Bộ Thương mại, Bộ Năng lượng, Bộ Tài chính, Bộ Thủy lợi. Một cục trưởng cục tổng hợp Bộ Năng lượng đến thành phố An Đô làm trợ lý thị trường, Triệu Quốc Đống đến Bộ Năng lượng làm cục quy hoạch và phát triển. Triệu Quốc Đống cũng không muốn nhận chức cục trưởng cục quy hoạch và phát triển nhưng Thái Chánh Dương đã nói rõ với hắn, y muốn Triệu Quốc Đống tới Bộ Năng lượng kiêm nhiệm không phải là đến chơi mà muốn làm việc thật. Bộ Năng lượng thành lập được 4 năm, một phần của Ủy ban Kinh tế Quốc gia được phân tới Bộ Năng lượng, mà Bộ Điện lực, Bộ Than đá, mấy ngành liên quan tới lĩnh vực năng lượng được sát nhập vào Bộ Năng lượng. Vì thế khiến cho hệ thống nhân viên Bộ Năng lượng khá phức tạp. Thái Chánh Dương đánh giá cao về những ý kiến của Triệu Quốc Đống trong chính sách năng lượng quốc gia. Trên thực tế vài chính sách khi y đưa ra chính là bị quan điểm của Triệu Quốc Đống ảnh hưởng. Chính vì như vậy nên khi Ninh Pháp và Thái Chánh Dương nói chuyện tới Triệu Quốc Đống, Thái Chánh Dương thẳng thắn nói muốn Triệu Quốc Đống lên Bộ Năng lượng rèn luyện làm Ninh Pháp có chút ngạc nhiên. Thái Chánh Dương đây là hy vọng Triệu Quốc Đống lên bộ tìm quan điểm cho mình, tìm kiếm bước đi mới trong chính sách năng lượng quốc gia. Máy bay lặng lẽ hạ cánh. Bắc Kinh tháng 10 đã có hơi lạnh làm Triệu Quốc Đống cảm nhận rõ sự khác nhau giữa Nam và Bắc. Bộ Năng lượng phái một xe Passat đến đón Triệu Quốc Đống, đến đón là một lái xe ở văn phòng bộ, nhỏ tuổi hơn Triệu Quốc Đống, nghe giọng là người phương Bắc. Xe Passat của Đức được thiết kế khá đẹp. Công dụng tốt khiến nó đã tiêu thụ 10 năm ở Trung Quốc mà vẫn được hâm mộ. Mặc dù nó kém so với Santana hay Zeta nhưng ở mức xe trung bình thì Passat vẫn có danh tiếng khá tốt. Cục trưởng Triệu, nhà ngài ở đâu? Tôi đưa ngài về trước. Tránh văn phòng Mã bảo tôi nói với ngài, ngài có thể nghỉ vài ngày. Tiền Ân Vinh ngồi ở vị trí lái xe vẫn nhìn Triệu Quốc Đống qua kính. Triệu Quốc Đống cũng thấy điểm này nhưng hắn không quá để ý. Hắn lên bộ năng lượng có lẽ tạo ra không ít gợn sóng. Thái Chánh Dương mặc dù là cán bộ từ tai đi lên nhưng trong quá trình xây dựng bộ năng lượng Thái Chánh Dương không mang ai từ An Nguyên lên mấy. Tiền Ân Vinh đúng là có chút tò mò với Triệu Quốc Đống. Y tốt nghiệp đại học và được phân tới Ủy ban Kinh tế. Coi như là người có nhiều kinh nghiệm ở bộ năng lượng. Nhưng dù là ở Ủy ban Kinh tế hay bộ năng lượng, y gặp qua không ít cán bộ trao đổi nhưng loại cán bộ từ địa phương tới bộ và lập tức được làm cục trưởng thì đúng là chưa bao giờ có. Đương nhiên vị cục trưởng trẻ tuổi này nhất định có quan hệ với bộ trưởng Thái. Nghe nói vị cục trưởng này là thị trưởng một thị xã điều ngang hàng tới bộ, nói cách khác người này ở địa phương đã là cán bộ cấp giám đốc sở, đây đúng là điều Tiền Ân Vinh không thể tưởng tượng nổi. Ừ, Tiểu Tiền, nhà tôi ở trung tâm Hoa Úc. Anh nói với Tránh văn phòng Mã, tôi sẽ nghỉ một ngày. Ngày kia sẽ đến bộ. Triệu Quốc Đống nói. Trung tâm Hoa Úc, Tiền Ân Vinh ngẩn ra vì không ngờ vị cục trưởng Triệu này lại có nhà ở trung tâm Hoa Úc. Quyển 12, chương 70. Triệu Quốc Đống đến nhà, hắn có chút ngạc nhiên khi thấy cửa không khóa. Nghe thấy tiếng cửa mở, Lưu Nhược Đồng mặc đồ nhà đi ra. Ồ, em chưa đi sao? Triệu Quốc Đống rất ngạc nhiên, Lưu Nhược Đồng đáng lẽ ra nên về Astana rồi chứ? Em cũng định đi nhưng cũng phải đợi anh lên Bắc Kinh đã chứ. Lưu Nhược Đồng cười cười cầm cặp cho hắn. Anh về sao không bảo em một tiếng, em cũng tiện đi đón anh. Đâu cần như vậy,
em nhìn xem, anh chỉ có một vali, vài bộ quần áo để thay đổi là xong. Mà nếu cần gì cũng có thể mua mà. Triệu Quốc Đống thuận miệng nói. Ồ, những thứ anh gửi, bưu điện mang tới rồi đó. Lưu Nhược Đồng chỉ một đống lớn đồ trong góc. Triệu Quốc Đống nhìn rồi cười nói. Mấy thứ này về nhanh thật đó. Đây đều là thứ mà bạn bè, đồng nghiệp ở Hoài Khánh tặng. Em cũng thấy thế, anh về Bắc Kinh là tốt rồi, nếu không em về anh không ở đây, hai chúng ta ít khi được gặp nhau. Lưu Nhược Đồng thấy vẻ mặt Triệu Quốc Đống hơi là lạ nên có chút nóng mặt. Anh nghĩ gì vậy, em nói sai sao? Không sai, vợ chồng ta đúng là rất tốt mà, có thể nói chúng ta là thần tiên trong mắt người ngoài. Bây giờ anh lên Bắc Kinh làm, vậy người khác không hâm mộ chết sao? Lưu Nhược Đồng thấy ý trêu chọc của Triệu Quốc Đống nên cười hì hì nói. Quốc Đống, sao vậy? Hay là như Thái Ca nói anh không nỡ sự nghiệp ở tỉnh An Nguyên sao? Anh cảm thấy mình là tướng từ biên ải về kinh à? Triệu Quốc Đống cười phá lên. Nhược Đồng, em chắc xem nhiều tiểu thuyết lịch sử lắm phải không? Từ này thì anh đâu có được, người như vậy phải là bí thư, chủ tịch tỉnh cơ. Quốc Đống, vậy anh có gì không nỡ chứ? Lưu Nhược Đồng nhẹ nhàng nói. Em thấy Thái Ca nói rất chính xác, anh có tâm trạng nhà nông, mà như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng và quan điểm của anh. Để anh lên Bắc Kinh coi như tăng thêm kiến thức, em thấy đây là quyết định sáng suốt. Triệu Quốc Đống lặng lẽ gật đầu không nói gì. Ngoài ra nhân dịp anh mới lên bộ cũng nên đi lại một chút. Lưu gia chúng ta cũng có chút quan hệ, đều là người đã đến trong hôn lễ của mình. Trước anh không ở Bắc Kinh nên thôi, bây giờ lên Bắc Kinh thì phải liên lạc nhiều, đừng có mà lúc cần mới đi thắp hương. Lưu Nhược Đồng cũng không thấy vẻ thay đổi trong mắt Triệu Quốc Đống, cô nói tiếp. Anh cũng có không ít quan hệ ở tỉnh An Nguyên, cũng nên qua lại. Triệu Quốc Đống nhìn Lưu Nhược Đồng một lúc lâu mới nói. Nhược Đồng, nếu như những lời này đều là em tự nghĩ ra, anh cảm thấy đúng là khác hẳn. Nếu là người khác chỉ điểm thì anh cảm thấy em có thể truyền đạt rõ ràng như vậy cũng là tiến bộ lớn. Lưu Nhược Đồng nhún vai nói. Lưu Nham nói, Tứ Tỷ cũng nói. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Bộ Năng lượng, tấm biển đập thẳng vào mắt Triệu Quốc Đống. Nhân viên vũ trang đứng ngay ngắn trước cổng làm Triệu Quốc Đống cảm nhận được sự uy nghiêm của cấp bộ, cũng thấy sự chênh lệch lớn giữa Bắc Kinh và tỉnh. Bộ Năng lượng xóa bỏ rồi thành lập lại vài lần. Từ cuối những năm 80, Bộ Năng lượng trải qua 5 năm khó khăn, đến năm 93 được xóa bỏ. Sau 5 năm kinh tế thay đổi mạnh, Trung Quốc từ nước xuất khẩu dầu chuyển sang nhập khẩu, hơn nữa xu thế nhập khẩu càng lúc càng tăng lên. Bởi vì nhu cầu dầu mỏ tăng mạnh khiến cho chính phủ Trung Quốc không thể không một lần nữa tập trung chú vào vấn đề năng lượng. Nhu cầu năng lượng đã thành một nhân tố rất quan trọng quyết định sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Vì thế đến Hội nghị Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc lần thứ 9 năm 1998, Bộ Năng lượng một lần nữa được thành lập lại. Hơn nữa lần này Bộ Năng lượng được xây dựng bộ máy càng thêm kiện toàn. Ngoài Bộ Than đá, Điện lực, Điện hạt nhân cùng Bộ Dầu mỏ, mấy ngành khác từ bên Tài nguyên, Đất đai sát nhập vào Bộ Năng lượng. Ngoài ra chức năng nguồn năng lượng mới và năng lượng tái sinh cũng thuộc quản lý của Bộ Năng lượng, khiến cho ngành năng lượng hoàn toàn rời khỏi Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Cục Quy hoạch và Phát triển là một đơn vị quan trọng trong 12 cục của Bộ Năng lượng. Chức năng chủ yếu của nó là đưa ra quy hoạch và kế hoạch nguồn năng lượng quốc gia. Dựa theo thể chế hiện hành của Bộ Năng lượng, Cục Quy hoạch và Phát triển chủ yếu phụ trách việc đưa ra quy hoạch, kế hoạch, đồng thời cũng tham gia việc thẩm định các hạng mục đầu tư năng lượng. Ví dụ như một hạng mục phát điện sau khi được Cục Điện lực sơ bộ đồng ý sẽ báo sang cho Cục Quy hoạch và Phát triển thẩm định, sau đó mới có thể báo lên cho lãnh đạo bộ phụ trách phê duyệt, cuối cùng sẽ đưa ra hội nghị đảng ủy bộ nghiên cứu quyết định. Nếu hạng mục lớn phải được đưa sang Quốc vụ viện phê duyệt. Triệu Quốc Đống biết mình đến làm cục trưởng sẽ khiến hai vị phó cục trưởng và những người khác rất ngạc nhiên. Nguyên cục trưởng đã chính thức tới trường Đảng Trung ương học một năm. Ban tổ chức cán bộ Trung ương cũng đã khảo sát, có lẽ sau khi học xong sẽ lên chức cao hơn. Vì thế hai vị phó cục trưởng đã chạy trọt khắp nơi để lên chức. Nhưng ai ngờ chức cục trưởng cuối cùng lại rơi vào một người từ tỉnh lên. Trong cuộc gặp mặt, hai vị phó cục trưởng biểu hiện khá khách khí, cũng khen ngợi về sự trẻ tuổi của Triệu Quốc Đống, cũng tỏ vẻ sẽ cùng làm tốt công việc của Cục Quy hoạch và Phát triển. Triệu Quốc Đống cũng không khách khí vì hắn biết mình càng khách khí đối phương càng coi thường hắn. Cục Quy hoạch và Phát triển có 3 phòng, ngoài một phòng tổng hợp còn có 2 phòng nghiệp vụ phụ trách điện lực, than đá, dầu mỏ, khí thiên nhiên, năng lượng mới, năng lượng tái sinh.
Trong buổi gặp mặt có sự chủ trì của Phó Bộ trưởng phụ trách Dương Thần, Triệu Quốc Đống biết lúc này mình không nói không được, nói nhiều không ai nghe nhưng phải có sức nặng. Hắn nói mình từ tỉnh lên chủ yếu là tăng cường học tập, hy vọng có thể trao đổi với các đồng nghiệp, về phương diện khác cũng đơn giản đưa ra cái nhìn của mình trong công tác năng lượng. Ở vấn đề này hắn đưa ra một vài quan điểm của mình. Buổi gặp mặt kết thúc, Dương Thần liền rời đi. Làm Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Bộ trưởng Bộ Năng lượng, Dương Thần có thể tham gia buổi gặp mặt này đã là rất nể mặt Triệu Quốc Đống. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là do Thái Chánh Dương chỉ điểm Triệu Quốc Đống lên đây. Với việc Triệu Quốc Đống trẻ tuổi như vậy đến làm Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển, Dương Thần rất không hài lòng. Y cảm thấy Thái Chánh Dương như vậy chính là dùng người thân. Sau khi Dương Thần rời đi, Triệu Quốc Đống ngược lại càng thêm thoải mái, hắn lớn tiếng nói hôm nay mình tự mời khách coi như một lần cảm ơn mọi người. Mọi người đang ngồi đều là thầy trong công việc của hắn, cho nên sau này cần mọi người giúp đỡ nhiều. Quyển 12, chương 71. Nhà hàng Cẩm Phủ là một quán ăn khá nổi tiếng ở Bắc Kinh. Đồ ăn ở đây chủ yếu đồ vùng Tây Nam. Nghe nói chủ quán có quê ở tỉnh An Nguyên nhưng lại học nghề nấu ăn ở tỉnh Tứ Xuyên. Y lang bạt không ít năm ở Điền Nam, Kiềm Nam, cũng học được không ít công thức nấu ăn. Hơn 50 tuổi y mới lên Bắc Kinh mở nhà hàng Cẩm Phủ này, chuyên kinh doanh đồ ăn vùng Tây Nam, được khách từ các tỉnh phía Tây Nam rất thích. Mặc dù Triệu Quốc Đống mời cả nhà đồng nghiệp nhưng nhiều người vì đủ nguyên nhân không tới. Chẳng qua hai vị phó cục trưởng và mấy vị trưởng phòng đều khá khách khí, có mặt đông đủ. Một số nhân viên trẻ tuổi cũng tới. Phó cục trưởng Trử Hồng Sinh là người hơn 46 tuổi, đeo kính, tóc chải mượt mà. Vị này trước từ chức trưởng phòng ủy ban kế hoạch phát triển được điều tới làm phó cục trưởng cục quy hoạch và phát triển, coi như có nhiều năm kinh nghiệm ở cục quy hoạch và phát triển. So sánh với Trử Hồng Sinh, một vị phó cục trưởng khác Tạ Khoa lại xuất thân là nhà kinh doanh, mới hơn 40 tuổi, mặt luôn nở nụ cười, hơn nữa bụng cũng to do bia rượu nhiều. Tạ Khoa được điều từ chức phó cục trưởng cục than đá sang cục quy hoạch và phát triển được vài năm. Nghe nói y vẫn hy vọng nhận chức cục trưởng nhưng Triệu Quốc Đống lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống làm y có chút thất vọng, nhưng sau vài lần tiếp xúc Triệu Quốc Đống cảm thấy Tạ Khoa không có mấy sự thù địch với mình. Đồ ăn cay cùng với rượu Tam Nguyên Hồng 20 năm làm không khí hai bàn nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Triệu Quốc Đống cũng có cảm giác người phương Bắc uống giỏi hơn phía Nam. Nào, mọi người nếm thử cá trạch này xem, thứ này khá hiếm ở phương Bắc nhưng mùi thịt rất ngon, nghe nói không kém gì kỳ nhông được bảo vệ cấm săn bắn. Triệu Quốc Đống rất thích ăn cá trạch, nhất là loại cá nấu này, cho thêm ớt và gừng, hạt tiêu đúng là làm người ta ngon từ đầu lưỡi. Cục trưởng Triệu đã ăn kỳ nhông sao? Trử Hồng Sinh tò mò nói. Đó là động vật được quốc gia bảo vệ, tôi sao có cơ hội? Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Nhưng tôi tin cá trạch này mà làm ngon thì không kém thịt loài động vật nào cả. Nhất là dùng gia vị ngon để nấu thì càng ngon hơn. Đúng thế, cục trưởng Triệu sao lại đi vi phạm pháp luật mà ăn động vật được bảo vệ? Lão Trử hỏi cũng đúng là, cục trưởng Triệu chỉ đưa ra ví dụ mà thôi. Tạ Khoa dẫn đầu gắp một miếng cá, chỉ thấy trên con cá toàn màu đỏ của ớt làm mấy người phía Bắc hơi run. Nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi của Triệu Quốc Đống, mọi người đành phải cố thử. Một bên không ngừng kêu cay, một bên khen vị ngon. Rượu Tam Nguyên Hồng nghe nói là loại rượu có lịch sử trên 20 năm, giá cả đắt hơn ngũ lương dịch, là loại rượu tiếp khách cao nhất của tỉnh An Nguyên. Nó mặc dù không có danh tiếng bằng ngũ lương dịch ở trong nước nhưng vẫn được xếp vào 10 loại nổi tiếng. Nhất là mấy năm gần đây tập đoàn Tam Nguyên Hồng Tân Châu đang không ngừng tạo thương hiệu rượu cao cấp, rượu 20 năm chính là loại rượu mới được tiêu thụ, thoáng cái tạo thành cơn gió lốc ở thị trường rượu cao cấp Trung Quốc, thậm chí còn vượt qua cả Mao Đài, được người thích uống rượu trắng rất yên thích. Triệu Quốc Đống mặc dù không hứng thú mấy với rượu, nhưng hắn không thể không thừa nhận loại rượu này dùng để tiếp khác là tốt bởi vì mùi vị đặc biệt khiến cho không khí bữa ăn khá sôi nổi. Người trong cục hầu hết là người phương Bắc nhưng không mấy người quê ở Bắc Kinh, ngược lại có không ít người ở tỉnh Lỗ, tỉnh Tân. Sự hào sảng, dễ gần và khả năng uống của Triệu Quốc Đống đã nhanh chóng kéo gần khoảng cách. Triệu Quốc Đống cũng biết đây chỉ là tạo không khí ban đầu mà thôi. Nếu hắn muốn mọi người tôn trọng thì phải thể hiện trong công việc. Cục trưởng Triệu, anh đã đến thì quá tốt, công việc của cục ta rất lớn, có nhiều vấn đề. Cục mặc dù có không ít người nhưng phương tiện giao thông lại ít. Năm trước cục trưởng Trương đã đề cập với bộ mấy lần, yêu cầu thêm phương tiện giao thông cho cục nhưng bộ mãi không phê duyệt, năm nay càng không thấy tăm hơi. Nói chuyện là một vị phó trưởng phòng. Ồ,
cục ta còn thiếu phương tiện giao thông sao? Triệu Quốc Đống đúng là không nghĩ ra cục quy hoạch và phát triển lại thiếu xe. Cái này, cục trưởng Triệu, chắc lời này nói ra sợ anh không tin. Cục quy hoạch và phát triển ra ngoài làm việc có khi không có xe mà đi nên phải bắt taxi. Một trưởng phòng khác lên tiếng. Cục có hơn 30 người, nghiệp vụ phải liên lạc với Văn phòng Quốc vụ Viện, Ủy ban Kế hoạch Phát triển, Bộ Thương mại, Tổng cục Bảo vệ Môi trường, Bộ Công Thương, còn phải đi quan hệ với chi nhánh các tỉnh, thành phố trên Bắc Kinh nhưng cục chỉ có 5 xe. Nếu xe dùng hết mà muốn tới văn phòng bộ mượn thì người ở đó nhìn chúng ta với ánh mắt rất lạ, như không tin cục quy hoạch và phát triển chúng ta lại thiếu xe đi. Bọn họ không nghĩ xem có vị Hải Thanh Thiên nhìn chằm chằm các cục, phụ viện thì ai dám dây dưa. Triệu Quốc Đống biết người mà vị trưởng phòng vừa nhắc tới chính là Tránh Thanh tra Bộ Năng lượng, Hải Thanh Sơn, người được điều từ Ủy ban Kỷ luật Trung ương tới, là người mặt sắt, trong bộ không ít người lén nói xấu y. Chẳng qua lúc này Triệu Quốc Đống không tiện nhận xét gì. Dù sao hắn mới tới, chưa rõ tình hình, nước ở bộ sâu như thế nào còn chưa rõ. Cục trưởng Triệu, lão cổ nói đúng đó. Vốn bộ có ít xe hơn bây giờ nhưng tất cả mọi người đều biết các công ty trực thuộc mua xe không bị hạn chế nhiều, chúng ta nhờ bọn họ cũng được. Nhưng năm nay trên danh nghĩa bộ mua không ít xe nhưng lại nhiều cục, vụ, chia ra cho mỗi cục chỉ có một, hai chiếc mà thôi. Bây giờ bộ ra lệnh không được mượn xe lung tung nữa chứ. Tạ Khoa nói. Y cũng rất buồn bực với việc này. Cục quy hoạch và phát triển ít xe, ba chiếc được mang từ Ủy ban Kinh tế gồm hai xe Santana 2000, một xe Pausin, ngoài ra còn một xe Passat, một xe Accord. Xe Passat do cục trưởng ngồi không ai nói gì. Xe Accord và mấy xe khác để ở phòng tổng hợp. Trừ Hồng Sinh, Tạ Khoa ai đi xe Accord lại không được nói rõ. Chẳng qua không ai muốn đi Santana 2000. Không phải Accord dùng sẽ hơn người nhưng hai người đều có cái nhìn chung giống như ai đi xe Santana 2000 chính là hạ thân phận vậy. Trừ Hồng Sinh là kẻ hẹp hòi, Tạ Khoa vốn định nhường một chút nhưng y lại nghĩ có vài thứ anh một khi nhường thì kẻ khác sẽ được thể trèo đầu trèo cổ. Vì việc này hai người không ít lần so bì, chẳng qua việc này lại làm mấy vị trưởng phòng vui vẻ vì xe Santana 2000 không ai đi. Thấy Tạ Khoa nhìn mình, mấy người khác cũng nhìn theo. Triệu Quốc Đống biết bây giờ mình mà không nói sẽ bị người ta coi thường. Nếu là như vậy thì tôi cũng cảm thấy cục ta ó nhiều việc, nhất là muốn đi trao đổi với các cơ quan bên ngoài. Bộ không cho phép mượn xe cũng là việc tốt để đề phòng chúng ta nhận quà của người khác. Chẳng qua nếu phương tiện giao thông thiếu sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của cục, tôi sẽ đề cập với bộ trưởng về việc này. Một tuần sau, cục quy hoạch và phát triển được thêm một xe Passat mới. Quyển 12, chương 72. Lão Trử, không cần nói nhiều, đều vì việc công cả mà. Xe cũ hay mới có quan trọng như vậy sao? Chuyện này tôi quyết định, xe mới anh dùng, lão Tạ dùng xe Passat kia. Còn xe Accord để ở phòng tổng hợp. Dù sao các vị trưởng phòng của chúng ta cũng phải ra ngoài, có xe tốt một chút cũng sẽ tăng thêm thể diện. Triệu Quốc Đống vung tay ngăn Trử Hồng Sinh đang định lên tiếng. Tôi đây là nói thật lòng, tôi mới tới. Đang tìm hiểu công việc nghiệp vụ, rất nhiều việc còn phải nhờ hai vị giúp tôi. Tôi cũng cần dành thời gian học hỏi hai vị. Phân công trước đây không thay đổi, hai vị vẫn tiếp tục phụ trách công việc cũ. Nếu có gì cần thì chúng ta bàn bạc. Hai vị thấy sao? Nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy, hai người Trừ Hồng Sinh, Tạ Khoa đều khẽ gật đầu. Xem ra vị cục trưởng Triệu này không bình thường, lời nói mặc dù khách khí nhưng cũng có vẻ như lãnh đạo cấp trên. Công việc nghiệp vụ cần hai người bọn họ phụ trách nhưng về trình tự là phải bàn bạc, nói cách khác phải do Triệu Quốc Đống quyết định. Trừ Hồng Sinh có chút kinh ngạc là lần này sao Tạ Khoa lại không tranh xe Passat mới với mình. Chẳng lẽ Tạ Khoa định đi đường vòng? Không thể, hơn phân nửa là Tạ Khoa nghĩ lai lịch cục trưởng Triệu này không bình thường nên hơi sợ mà không dám làm quá. Nhưng Trừ Hồng Sinh nghĩ thấy cũng đúng, mình làm ở cục nhiều năm như vậy, nếu xe mới cục trưởng không đi, đương nhiên sẽ đến lượt mình. Tạ Khoa đâu đến lượt được. Tạ Khoa lúc này biết Trừ Hồng Sinh đang rất đắc ý. Nhìn xem, ngay cả cục trưởng Triệu cũng chủ động tặng xe mới cho hắn, đây không phải thể hiện Trừ Hồng Sinh hơn người sao. Tạ Khoa lúc này lại đang vui vẻ. Cục trưởng Triệu có thể chủ động đến nói chuyện với mình về việc này, nói rõ mấy hôm nay cục trưởng Triệu đã nhìn thấu Trừ Hồng Sinh. Chút hư vinh đã khiến Trừ Hồng Sinh không biết mình họ gì, quá nông cạn. Cục trưởng Triệu, việc này không thích hợp. Anh là cục trưởng sao lại không có xe? Trừ Hồng Sinh giả vờ đùn đẩy. Được rồi, vợ tôi ở nước ngoài,
một năm chỉ về có mấy lần. Xe cô ấy cũng cần tôi đi cho đỡ hỏng. Triệu Quốc Đống nói, chúng ta bàn việc chính đi. Bộ trưởng Dương đã nói với tôi về quy hoạch nguồn năng lượng mới, không biết hai vị có thể nhận ra là lãnh đạo đã có ý về nhu cầu năng lượng mới của nước ta không? Nhất là ở mảng năng lượng mới và năng lượng tái sinh, mấy lãnh đạo bộ đã lên tiếng vài lần, chú trọng vào năng lượng mặt trời và năng lượng gió, Trung ương cũng rất coi trọng vào việc này. Vì thế bộ có ý muốn kết hợp chút thành quả sản xuất điện từ năng lượng mặt trời, năng lượng gió, đưa ra một bản quy hoạch cụ thể. Cục trưởng Triệu, mặt trời có thể phát điện chủ yếu nằm ở việc nghiên cứu hệ thống hấp thu năng lượng, nghe nói việc chế tạo pin năng lượng mặt trời đã tiến vào giai đoạn có thể sản xuất đại trà. Vấn đề năng lượng gió cũng là trọng điểm nghiên cứu của quốc gia. Nhưng kỹ thuật của năng lượng gió là khá lớn, hai hạng mục này đều có vấn đề, đó là vấn đề thời tiết ảnh hưởng. Trử Hồng Sinh nói, đúng thế, lão Trử nói đúng, chủ yếu là thời tiết. Mặt trời và gió là nguồn năng lượng sạch nhưng nó không ổn định, không thể cung cấp lâu dài và ổn định như thủy điện, nhiệt điện, điện hạt nhân, điều này cũng cần hệ thống ắc quy dự trữ. Tạ Khoa nói, ừ, tôi thấy như thế này. Nguồn năng lượng mới do lão Tạ phụ trách, theo ý của bộ thì cục quy hoạch và phát triển phải căn cứ vào xu thế phát triển trước mắt mà đưa ra quy hoạch rõ ràng. Tôi cảm thấy cục năng lượng mới và năng lượng tái sinh cần phải đưa ra bản báo cáo, nhưng bọn họ cũng phải đưa ra phân tích về tương lai phát triển của lĩnh vực này. Cục cần phải xuất phát từ góc độ phát triển ngành mà đưa ra quy hoạch. Lão Tạ, chuyện này do anh phụ trách, anh chọn hai người trong cục, ngoài ra có thể tìm hai người của viện nghiên cứu, trong 3 tháng phải đưa ra được thứ gì đó. Tạ Khoa không ngờ cục trưởng mới tới đã giao cho mình công việc nặng đến vậy. Chuyện này y cũng nghe nói tới nhưng đáng lẽ do cục năng lượng mới và năng lượng tái sinh phụ trách mới đúng. Nhưng sau khi nghe tiếp, y mới thấy Triệu Quốc Đống này là có ý đồ. Cục bên vừa ra tay, bên này y đã suy nghĩ về góc độ quy hoạch phát triển. Chỉ riêng điểm này đã thấy vị cục trưởng Triệu này không đơn giản, nắm bắt nhanh thay đổi chính sách của quốc gia. Tính toán một chút, Tạ Khoa cũng không từ chối nhưng điều cần nói cũng phải nói. Cục trưởng Triệu, chuyện này muốn làm thì chúng ta phải làm cho tốt. Chỉ dựa vào cục cùng mấy nhân viên ngồi trong văn phòng của viện nghiên cứu mà muốn đưa ra quy hoạch làm lãnh đạo hài lòng thì sợ khá khó khăn, phải đi khảo sát thực tế, đến điều tra ở các công ty trong lĩnh vực này. 3 tháng hơi gấp nhưng nếu nắm chắc thì có thể được. Nhưng vấn đề kinh phí sợ phải tiêu tốn không ít. Ừ, việc này anh tự phụ trách, phải chọn tướng tài, binh giỏi. Nếu không được có thể hỏi ý kiến chuyên gia ngoài bộ. Nghe ý kiến và đề nghị của bọn họ trong lĩnh vực này, cần cũng có thể mời bọn họ tham gia vào. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Về vấn đề kinh phí anh phụ trách, chỉ cần do công việc cần và ở mức hợp lý là được. Sự rộng rãi của Triệu Quốc Đống làm Tạ Khoa và Trử Hồng Sinh đều vui vẻ. Vị cục trưởng trước mặc dù cũng khá rộng rãi nhưng việc ký tên lại rất quý trọng, chỉ thêm 1 đồng cũng phải được đối phương cho phép. Được, cục trưởng Triệu, anh yên tâm. Tôi nhất định sử dụng cẩn thận vấn đề kinh phí. Tạ Khoa vui vẻ nói. Chẳng qua lão Tạ, tôi phải nói trước một chút. Sau 3 tháng anh đừng có đưa ra một bản quy hoạch không ra gì. Cục năng lượng mới và năng lượng tái sinh sẽ cùng đưa ra một bản phân tích trình cho lãnh đạo bộ như chúng ta, bên nào tốt, bên nào xấu nhìn qua là biết ngay. Nếu như làm mất mặt cục ta, tôi sẽ không chấp nhận. Rất nhanh đã đến cuối mùa thu, Bắc Kinh cuối thu đã khá lạnh. Sau 1 tháng, Triệu Quốc Đống dần quen với cuộc sống trong bộ. So sánh với khi ở tỉnh thì thấy nó không bận rộn bằng, đi làm đúng giờ là được. Mặc dù số buổi đi dùng bữa tăng lên nhưng đều liên quan đến phạm vi nghiệp vụ. Triệu Quốc Đống cũng không quá lập dị, về việc qua lại với các công ty lớn bên dưới và chi nhánh các tỉnh thành phố ở Bắc Kinh, về cơ bản Triệu Quốc Đống ủng hộ. Giống như Thái Chánh Dương nói, quan hệ là do tích lũy dần dần. Người có thể làm việc với cấp bộ đều là nhân vật có thể dậm chân làm rung chuyển một nơi. Nhưng nếu anh lên bộ chính là cần bộ ủng hộ về vấn đề gì đó, chỉ cần không ngược nguyên tắc thì tùy anh xử lý. Lưu Nhược Đồng có vẻ yên ổn ở lại Bắc Kinh, cô vẫn chưa về Astana. Điều này làm Triệu Quốc Đống có chút cảm động. Cô hình như cũng có tranh cãi với cơ quan nhưng Triệu Quốc Đống không hỏi nhiều. Lưu Nhược Đồng có thân phận cả bên bộ ngoại giao và quân đội nên tất nhiên là phải thu thập công tác tình báo. Triệu Quốc Đống chỉ nhắc cô thân phận của mình, mặc dù khu vực Trung Á bây giờ còn yếu, Trung Quốc cũng đang dần mở rộng sức ảnh hưởng ở Trung Á nhưng Nga không cam tâm mất đi Trung Á, Âu Mỹ cũng đang nhìn chằm chằm vào đó. Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận được mình đã tạo ra một tia thay đổi ở thế giới này.
đó là đề nghị của hắn đã được Thái Chánh Dương đưa vào chính sách năng lượng quốc gia. Quốc gia cuối cùng đã nhìn tới khu vực Trung Á, nhất là Triệu Quốc Đống đưa ra ý tưởng ủng hộ công ty nhà nước và công ty tư nhân trong lĩnh vực năng lượng tiến ra nước ngoài với hình thức liên doanh đã khiến không ít công ty nhà nước tiến ra thị trường nước ngoài. Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc, Tập đoàn Than đá Trung Quốc đã thành lập chi nhánh ở Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan cùng với Azerbaijan. Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc thậm chí còn lợi dụng lúc Tập đoàn Dầu khí lúc Nga thu gom tài chính trên thị trường chứng khoán London mà mua được một số cổ phần ở đây. Đây là động tác lớn của Tập đoàn Năng lượng Trung Quốc làm cả thế giới chấn động. Quyển 12, chương 73. Hai ngày nữa em sẽ đi. Ra khỏi nhà Trương Nhược Cốc, Lưu Nhược Đồng giống như vừa làm xong một việc rất quan trọng vậy, cô thở phào nhẹ nhõm rồi nói. Em muốn về Astana. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Thời gian này Lưu Nhược Đồng làm hắn có cảm giác một gia đình. Mặc dù không quá thành công nhưng hắn vẫn thích cuộc sống có cô. Vậy anh làm sao? Câu cuối cùng của Triệu Quốc Đống làm tim Lưu Nhược Đồng đập mạnh giống như cuộc sống hai người sau một tháng đã gắn liền vào nhau. Ồ, không có em, anh không thể sống sao? Anh trước không phải vẫn sống khỏe ư? Lưu Nhược Đồng cười hì hì nói. Em có công việc của mình mà. Hai chúng ta nhất định ít khi ở bên nhau, xa cách nhiều hơn. Không nhất định như vậy, chỉ là anh cảm thấy mình không nên buông bỏ vài thứ mà thôi. Triệu Quốc Đống trêu. Lưu Nhược Đồng khẽ quay mặt ra ngoài nhìn đường. Có lẽ đây là số mạng của hai chúng ta. Hai chúng ta đều có con đường của mình, chúng ta cũng không phải người dễ dàng thay đổi vì ai khác. Nhưng như vậy không phải tốt sao? Một lúc lâu sau Lưu Nhược Đồng mới thở dài một tiếng và nói. Cô đột nhiên thấy mình như mềm yếu đi nên lắc đầu thật mạnh như muốn vứt vài thứ ra khỏi đầu. Triệu Quốc Đống không nói gì, hắn thậm chí không dám nói xen vào. Sao, hình như anh không muốn xa em. Lưu Nhược Đồng có vẻ lạc quan hơn Triệu Quốc Đống. Muốn anh nói dối hay nói thật? Triệu Quốc Đống cười hì hì hỏi lại một câu. Nói dối. Lưu Nhược Đồng suy nghĩ một chút rồi mới nói. Vậy sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Triệu Quốc Đống lập tức nói. Lưu Nhược Đồng cũng cười nói. Nói thật chứ? Ừ. Đúng là có chút không muốn xa em. Triệu Quốc Đống cũng trả lời rất rõ ràng, điều này làm Lưu Nhược Đồng thấy có chút ấm áp. Mặc dù chưa chắc đã là lời thật lòng nhưng em vẫn rất vui. Lưu Nhược Đồng nói, hình như công ty thuộc Bộ Năng lượng bọn anh có nhiều hoạt động bên Trung Á mà, em thường xuyên thấy Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc ở Đại sứ quán. Đại sứ nói ngoài tổ chức hợp tác Thượng Hải ra thì tiếp người của Bộ Năng lượng là nhiều nhất. Gần như dồn hết nửa lực lượng để giúp các công ty, Tập đoàn của Bộ Năng lượng liên lạc với nước bạn. Khu vực Trung Á rất quan trọng với an toàn năng lượng Trung Quốc. Tài nguyên trên biển cũng nhiều, khu vực này chính là một kho báu năng lượng. Bây giờ chúng ta gặp phải cơ hội và sự thách thức không hề nhỏ. Sau sự kiện 11/9, Mỹ vì tức chính quyền Taliban Afghanistan mà tấn công NSIS này, khiến tình hình thế giới thay đổi không ít. Lợi ích của Trung Quốc ở Trung Á là không thể bỏ qua. Anh cảm thấy Trung Quốc còn chưa có nhiều hành động ở đây. Đương nhiên anh bây giờ làm việc ở bộ thì càng phải thúc giục sao cho các tập đoàn năng lượng của Trung Quốc tiến vào khu vực Trung Á. Nếu không một khi Mỹ lợi dụng việc chiến tranh mà kéo sang Trung Á thì sẽ ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ Nga không có đủ lực lượng chống lại Mỹ, vì thế Trung Quốc cần phải có trách nhiệm bảo vệ lợi ích của mình tại khu vực Trung Á. Triệu Quốc Đống thấy Lưu Nhược Đồng khá hứng thú với đề tài mình nói ra, có lẽ do nó liên quan đến công việc của cô. Anh cảm thấy hành động quân sự của Mỹ ở Afghanistan sẽ ảnh hưởng tới tình hình chính trị Trung Á. Lưu Nhược Đồng nói, cô hình như cảm thấy mình coi thường sức phán đoán và nhạy cảm chính trị của chồng trong vấn đề quốc tế. Đương nhiên, phát triển kinh tế của khu vực Trung Á không cân bằng. Tín ngưỡng tôn giáo phức tạp, số bộ tộc nhiều, nước Nga và Liên Xô mất trăm năm cũng không thể làm nơi này yên ổn. Khi Liên Xô bị giải thể càng làm Trung Á mất ổn định hơn nữa. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự ổn định xã hội, chính trị của khu vực phía Tây nước ta. Cho nên từ góc độ chính trị, kinh tế thì Trung Quốc đều phải tăng thêm sức ảnh hưởng ở khu vực Trung Á. Tổ chức Hợp tác Thượng Hải được thành lập chính là cơ hội rất tốt. Các nước Trung Á từ góc độ ổn định chính trị đến lợi ích kinh tế đều muốn một quốc gia lớn như Trung Quốc để cân bằng sự suy yếu của Nga. Đối với các nước nhỏ mà nói, thêm nước mạnh thì bọn họ sẽ có thêm sự lựa chọn. Bảo sao Bộ Năng lượng mấy năm nay lại cố gắng đẩy mạnh mấy công ty nhà nước đến khu vực Trung Á. Bây giờ mọi việc diễn ra khá thuận lợi. Lưu Nhược Đồng gật đầu nói.
các công ty năng lượng của Trung Quốc đều khá lạc hậu. Sau khi Bộ Năng lượng thành lập đã dồn không ít vào điểm này. Nhưng bây giờ mới giới hạn do các công ty nhà nước. Theo anh thấy công ty tư nhân cũng nên được hưởng đãi ngộ và cơ hội như công ty nhà nước. Chỉ cần có điều kiện, chúng ta cũng nên ủng hộ công ty tư nhân ra ngoài. Triệu Quốc Đống giống như tìm được người để thổ lộ quan điểm của mình nên khá hưng phấn nói. Quốc Đống, em cảm thấy anh bây giờ nên cảm thấy hứng thú với công việc ở bộ mới đúng. Em vốn nghĩ anh vẫn lưu luyến công việc trước đây, nhưng không phải. Nếu không sao anh lại dành nhiều tâm trí để nghiên cứu vấn đề này chứ? Lưu Nhược Đồng cười nói. Anh chuyên nghiệp như vậy, chắc Thái ca rất khen anh. Ha ha, làm việc và yêu thích là khác nhau. Nhưng nếu đã làm việc thì phải làm cho tốt. Hơn nữa ngành năng lượng có tác dụng rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của Trung Quốc, kể cả đại sứ quán cũng phải dành hết tâm trí giúp đỡ các công ty năng lượng của quốc gia phát triển ở bên ngoài, qua đó tăng cường sức ảnh hưởng của Trung Quốc trên trường quốc tế. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Em đồng ý quan điểm này của anh. Dù là về điểm nào thì các đại sứ quán cũng cần tích cực ủng hộ các công ty trong nước. Các công ty phát triển mạnh ở nước ngoài sẽ tăng sức ảnh hưởng của Trung Quốc chúng ta, cũng giúp đỡ nhiều công việc của đại sứ quán. Lợi ích kinh tế và chính trị gắn chặt vào nhau mà. Lưu Nhược Đồng đồng ý nói. Trên thực tế em thấy anh có thể lợi dụng thân phận của mình bây giờ mà phát biểu ý kiến trong các tham luận, khiến lãnh đạo Trung ương chú ý tới anh, nó sẽ có tác dụng lớn đối với sự phát triển của anh sau này. Đến khi về tới nhà, hai người vẫn thảo luận về vấn đề này. Nhất là Lưu Nhược Đồng rất quen tình hình khu vực Trung Á, cô hiểu rõ về tình hình hợp tác của các công ty dầu khí ở nước bạn hơn cả Triệu Quốc Đống làm Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển. Triệu Quốc Đống lần đầu tiên cảm thấy ở bên Lưu Nhược Đồng, hắn không phải không có tiếng nói chung. Lưu Nhược Đồng rất quen thuộc tình hình quốc tế cùng với sự nhất trí về quan điểm của hắn, làm cho cánh cửa trong tim hắn đã mở ra đôi chút, một tia sáng chiếu vào sâu trong tim hắn. Hắn không biết cô có cảm nhận như mình không, nhưng hắn cảm thấy buổi nói chuyện tối nay rất vui vẻ, nó mang tới ảnh hưởng không hề nhỏ trong quan hệ của hai người. Từ trước đến giờ, hắn vẫn cho rằng cuộc sống hai người không có điểm chung. Hai người cách xa nhau, thiếu tiếng nói chung, đây chính là trở ngại lớn nhất trong quan hệ của hai người. Mặc dù hắn chưa bao giờ nghĩ cuộc hôn nhân của mình và Lưu Nhược Đồng sau này sẽ như thế nào, nhưng theo địa vị thay đổi, hắn cũng phải suy nghĩ đến điểm này. Mặc kệ cuộc sống tình cảm của hắn như thế nào nhưng không kết hôn sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của hắn. Triệu Quốc Đống ngồi trên ghế xem TV, Lưu Nhược Đồng ngồi bên đọc sách. Triệu Quốc Đống nhìn cô mà thấy có một tia ấm áp trong lòng. Trong nhà thêm Lưu Nhược Đồng sẽ làm cho nó trở nên ấm áp hơn, làm người ta thấy không đơn độc. Quyển 12, chương 74. Lưu Nhược Đồng cuối cùng cũng đã đi, nhưng thời gian cô ở Bắc Kinh làm Triệu Quốc Đống có một cảm giác hoàn toàn khác so với trước. Có lẽ khoảng cách hai người đã được kéo lại gần khi tuổi tăng lên. Đây là cảm giác của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống vốn nghĩ Lưu Nhược Đồng đi sẽ làm hắn thấy cô đơn. Nhưng hắn rất nhanh bị công việc cuốn vào, hơn nữa công việc này làm hắn thấy rất hứng thú, nó đầy sự khiêu chiến. Công việc chủ yếu của Cục Quy hoạch và Phát triển chính là căn cứ tình hình phát triển kinh tế của quốc gia mà đưa ra quy hoạch phát triển năng lượng thích hợp trong từng giai đoạn. Quy hoạch này vừa phải bao gồm phương hướng chính sách năng lượng quốc gia, vừa phải có quy hoạch phát triển từng loại năng lượng và theo từng khu vực. Thằng này sao mãi không tới? Chẳng lẽ làm phó giám đốc nên muốn ra vẻ sao? Trịnh Kiện nhìn đồng hồ rồi cười nói. Chắc không đến mức như vậy đâu. Trước mặt người khác còn có thể chứ, còn trước mặt Kiện ca còn dám sao? Chẳng qua lát nữa phải phạt ba chén, coi như chúc mừng lên chức. Triệu Quốc Đống nhàn hạ gác chân lên ghế nói. Y vừa qua bên kia chưa lâu nên chắc áp lực không nhỏ. Ngân hàng phát triển quốc tế 2 năm qua hoạt động không hiệu quả. Mặc dù một phần nguyên nhân do ngân hàng phát triển quốc tế thiếu chính sách rõ ràng ủng hộ nhưng cũng là do nó thiếu sự chủ động. Cho nên lôi hướng đông lần này được điều chỉnh tới đây có lẽ là do ngân hàng trung ương hy vọng đưa dòng máu mới vào để thay đổi ngân hàng phát triển quốc tế. Lôi hướng đông 3 tháng trước được điều đến làm phó giám đốc ngân hàng phát triển quốc tế. Ngân hàng phát triển quốc tế 2 năm trước được thành lập để nhằm ủng hộ công ty nhà nước và công ty tư nhân Trung Quốc phát triển ra nước ngoài, cung cấp tài chính đảm bảo cho các công ty Trung Quốc đầu tư ra nước ngoài, đồng thời cũng cung cấp các sản phẩm cho vay với chính phủ nước ngoài. Chẳng qua 2 năm trước do chưa có chính sách rõ ràng khiến cho công việc của ngân hàng phát triển quốc tế không quá tốt. Một vài công ty đưa ra ý kiến về năng lực và hiệu suất làm việc của ngân hàng phát triển quốc tế,
Điều này làm cho ngân hàng trung ương phải chú trọng vào công việc của ngân hàng phát triển quốc tế. Vì thế thời gian trước bộ máy ngân hàng phát triển quốc tế được điều chỉnh rất mạnh. Ngoài một phó giám đốc được giữ lại còn đâu một giám đốc, hai phó giám đốc đều được điều đi. Lôi Hướng Đông được điều đến làm phó giám đốc ngân hàng phát triển quốc tế. Ngân hàng phát triển quốc tế là ngân hàng mới thành lập trong hệ thống ngân hàng nhà nước, không có gánh nặng gì thì theo lý thuyết phải làm ăn tốt. Tôi thấy ít nhất 2 tháng qua Lôi Hướng Đông không ngừng chạy ở bên ngoài để mở cục diện cho ngân hàng phát triển quốc tế. Trịnh Kiện bây giờ đã chính thức làm phó giám đốc ngân hàng xây dựng tỉnh An Nguyên, tiếng nói cũng có trọng lượng hơn trước nhiều. Quốc Đống, cậu bây giờ làm cục trưởng cục quy hoạch và phát triển bộ năng lượng thì chắc có không ít quan hệ với ngân hàng phát triển quốc tế bọn họ phải không? Triệu Quốc Đống cười cười nhìn Trịnh Kiện. Kiện ca, quan hệ với ngân hàng phát triển quốc tế hẳn phải do cục hợp tác quốc tế chứ? Cục tôi thật ra lại quan hệ nhiều với ngân hàng công thương, ngân hàng xây dựng đó. Dù sao liên quan đến vấn đề phát triển công ty năng lượng nên cần hệ thống tài chính ủng hộ. Được rồi, đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, giống như ngân hàng xây dựng An Nguyên nợ các công ty năng lượng trong tỉnh nhiều quá hay sao? Các hạng mục thủy điện của An Nguyên có cái nào thiếu ngân hàng xây dựng An Nguyên ủng hộ? Trịnh Kiện cười nói. Ngay cả một ít công ty dính tới mảng xây dựng đều được ngân hàng xây dựng An Nguyên hỗ trợ tối đa. Lúc cậu còn làm việc ở Ninh Lăng vì tạo trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện, ngân hàng xây dựng Ninh Lăng mấy năm qua cũng ủng hộ không ít mà. Được rồi Kiện ca, anh đừng có hẹp hòi như vậy chứ. Ngân hàng xây dựng chẳng lẽ không dùng ánh mắt phát triển mà nhìn nhận vấn đề sao? Triệu Quốc Đống cười cười đáp lại. Cho vay nhiều hay ít cũng phải căn cứ vào mức độ phát triển kinh tế một nơi mà. Có lẽ bởi vì trước nó lạc hậu nhưng bây giờ đã đuổi kịp cho nên hạng mục đầu tư nhiều lên, nhu cầu tài chính tăng lên, chẳng lẽ tình hình thực tế các anh không phân tích sao? Chỉ dựa vào tổng GDP mà cân nhắc cho vay thì sẽ lệch pha. Được rồi, tôi không cãi nổi cậu, nhưng tôi biết căn cứ quy luật của hệ thống ngân hàng thì tổng khoản vay của một nơi sẽ liên quan trực tiếp tới quy mô phát triển kinh tế của nơi đó. Nếu vượt qua tỷ lệ này sẽ là rất nguy hiểm. Trịnh Kiện cười cười một tiếng. Tôi thừa nhận điều này có lý nhưng cũng không phải áp dụng ở mọi nơi, mọi lúc. Nhất là Trung Quốc đang gặp giai đoạn phát triển nhanh chóng, phát triển kinh tế không thể dựa theo lẽ thường mà phán đoán. Triệu Quốc Đống rất nghiêm túc phản bác. Được rồi, tôi biết cậu có tình cảm với Ninh Lăng, chờ ngày nào đó cậu về làm bí thư thị ủy Ninh Lăng thì chúng ta trao đổi lại. Dù sao tôi cũng đã nói chuyện với ngân hàng xây dựng Ninh Lăng, muốn bọn họ khống chế quy mô cho vay, chú ý mạo hiểm. Trịnh Kiện lắc đầu nói. Có giỏi thì đòi được tiền bên Hướng Đông vậy. Lúc này bên ngoài có tiếng kêu. Có chuyện gì mà náo nhiệt thế? Không phải nói ngân hàng phát triển quốc tế của anh thời gian qua làm nhiều vụ lớn sao? Quốc Đống rất muốn biết các anh có thể mở thêm ra với các công ty năng lượng hay không? Trịnh Kiện thuận miệng nói. Được đó, chủ yếu là xem công ty có thể đưa ra hạng mục làm người ta hài lòng hay không? Lôi Hướng Đông lên làm phó giám đốc ngân hàng phát triển quốc tế khiến cho lời nói, khí độ khác xưa nhiều. Hạng mục đầu tư ra nước ngoài sao có thể không có mạo hiểm? Nếu không có còn cần tới ngân hàng chính sách làm gì? Vậy đi tìm ngân hàng thương mại cho xong. Triệu Quốc Đống không hề khách khí nói. Chúng ta ra nước ngoài chậm hơn Âu Mỹ, Nhật Bản, thậm chí Hàn Quốc, Ấn Độ, mạo hiểm thấp hơn. Khu vực lãi lớn đã sớm bị các tập đoàn năng lượng Âu Mỹ nắm giữ. Trung Quốc lấy chủ trương hòa bình cùng phát triển, anh muốn đoạt thịt trong miệng hổ, lại không dùng vũ lực thì làm như thế nào? Vậy chỉ có thể đi trên lưỡi dao. Đi đến các nơi vì nguyên nhân chính trị hoặc chiến tranh nên công ty Âu Mỹ bỏ qua. Lôi Hướng Đông nghe Triệu Quốc Đống phản bác, y nhấp ngụm nước rồi nói. Cậu nói cũng có lý nhưng cậu phải hiểu nỗi khổ của tôi chứ. Chúng tôi không phải không muốn làm, cũng không phải không muốn giúp công ty trong nước đi ra. Ngân hàng chính sách mặc dù phải phục tùng lợi ích của quốc gia, nhưng chúng tôi cũng là ngân hàng, cũng phải tránh mạo hiểm chứ. Thấy hai người không ngừng tranh luận, Trịnh Kiện cười khổ nói. Hai ông anh có định ăn không? Tôi hôm nay lên Bắc Kinh là chúc mừng hai người vì việc lên chức. Hai người muốn tiết kiệm cho tôi thì cũng được. Ba người lúc này mới ngồi xuống. Trong phòng chỉ có ba người, ăn gì không quá chú ý. So sánh với Lôi Hướng Đông nhảy khắp nơi, con đường làm quan của Trịnh Kiện thuận lợi hơn, bây giờ đã thành phó giám đốc ngân hàng xây dựng tỉnh An Nguyên. Hơn nữa hiệu quả kinh doanh của ngân hàng xây dựng An Nguyên có thể nói đứng hàng đầu cả nước, điều này cũng làm Trịnh Kiện thêm điểm. Chẳng qua Trịnh Kiện biết mình mặc dù lên được chức này nhưng cửa từ phó giám đốc lên giám đốc là rất khó khăn,
không chỉ dựa vào năng lực và thành tích mới được. So sánh với Lôi Hướng Đông thì mặc dù thành tích trong công việc của Trịnh Kiện hơn, nhưng Lôi Hướng Đông lại khôn khéo lợi dụng cơ hội tiến lên được sân khấu rộng lớn này. Mà bước nhảy của Triệu Quốc Đống cũng làm cho Kiêu Kiêu thấy kỳ lạ. Biểu hiện xuất sắc của Triệu Quốc Đống trong nhiều mặt lầm y cảm thấy chú em ngày xưa đã không thể dùng ánh mắt bình thường mà đánh giá. Có thể từ một thị trưởng thị xã ở tỉnh An Nguyên lên làm cục trưởng cục quy hoạch và phát triển một cục nóng bỏng của bộ năng lượng thì không phải người trong ngành không thể hiểu nổi. Có lẽ mình có thể tìm được cơ hội đột phá từ Triệu Quốc Đống. Quyển 12, chương 75. Một cánh tay đặt dưới bụng, một tay khẽ vuốt ve mái tóc, Khấu Linh nhìn hắn đầy quyến rũ. Nhìn anh lúc này đâu có kém như anh nói, nếu không chính là anh nhanh chóng làm quen tình hình. So với lần trước thì vẻ mặt anh bây giờ tốt hơn trước nhiều. Chiếc áo len màu xanh lục cổ chữ V làm lộ ra một mảng ngực trắng nõn của cô. Tay Triệu Quốc Đống đặt bên dưới làm cho ngực cô căng phồng lên. Má cô đỏ lên làm cho Triệu Quốc Đống cảm thấy cô thật quyến rũ. Người đi đến đâu cũng phải học cách thích nghi với tình hình, nếu không sẽ bị đào thải. Anh không muốn như vậy nên phải thích ứng. Hơn nữa anh cũng rất hứng thú với công việc hiện nay. Chẳng qua do mới nhận công việc này nên phải học nhiều thứ, rất mệt. Mệt, lời này hình như không nên do một vị cục trưởng đại nhân nói ra mới đúng. Nếu không em làm nhân viên nên làm như thế nào? Khấu Linh cười hì hì nói. Mọi người có sự bận rộn khác nhau mà. Triệu Quốc Đống quấy cà phê trong chén. Buổi chiều hắn không thích uống cà phê nhưng lúc này uống chè lại không thích hợp. Mọi người có cuộc sống riêng của mình. À, Tiêu Chí Viễn lên Bắc Kinh rồi đó, làm đại biểu thanh niên toàn quốc, được nhận vào Trung ương đoàn. Khấu Linh thuận miệng nói. Hả? Triệu Quốc Đống ngẩn ra rồi lập tức cười nói. Đúng là không nhìn ra tên Chí Viễn này không đơn giản. Vào đó khi đi ra sẽ phát triển đó. Đi tới Bắc Kinh sớm hơn anh 2 tháng, em thấy hai người có thể đứng sánh vai nhau đó. Khấu Linh cười nói. Triệu Quốc Đống đúng là không biết Tiêu Chí Viễn đã lên Bắc Kinh. Hắn chỉ biết đối phương đầu tiên điều tới tỉnh đoàn, không ngờ đã hơn năm mà tên này đã đến Trung ương đoàn, xem ra tên này cũng muốn cố gắng khi làm quan. Khấu Linh nhìn người đàn ông trước mặt, xem ra Tiêu Chí Viễn vào Bắc Kinh không làm hắn bị ảnh hưởng gì. Người đàn ông này luôn có thể dùng tâm trạng bình tĩnh đối phó mọi thứ. Có lẽ ngoài lúc ở trên giường thấy tình cảm mãnh liệt của hắn ra, còn đâu hắn luôn bình tĩnh. Khấu Linh nghĩ vậy không khỏi thấy tai mình nóng lên. Khấu Linh có thể cảm nhận được Tiêu Chí Viễn vẫn coi Triệu Quốc Đống làm đối tượng để đuổi theo. Từ khi hắn lên Bắc Kinh gặp cô và nói chuyện làm cô nhận ra tâm tư của Tiêu Chí Viễn. Trong lời nói Tiêu Chí Viễn tỏ vẻ một ngày nào đó sẽ về tỉnh An Nguyên, y không muốn mãi ở trường này. Tiêu Chí Viễn hình như có một ông chú họ Xa làm ở bộ nội vụ. Khấu Linh không nhịn được nói thêm. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Không nói việc này, có thể làm ở Trung ương đoàn thì đều không phải nhân vật tầm thường, phải có chút năng lực chứ. Vậy còn anh, có phải ở bộ năng lượng rất vui vẻ không? Khấu Linh khẽ cắn môi nói. Từ vui vẻ không được dùng loạn, chẳng qua anh tin mình có thể làm tốt ở bộ năng lượng. Ở điểm này Triệu Quốc Đống không phải che giấu. Tuyệt đối không kém Chí Viễn ở Trung ương đoàn. Đó là đương nhiên rồi. Anh bây giờ là cục trưởng, Tiêu Chí Viễn chẳng qua chỉ là một cán bộ bình thường ở Trung ương đoàn. Không thể so sánh như vậy, anh nói đây là do công việc mình phụ trách chứ không phải chức vụ. Có người ngồi ở chức cục trưởng chỉ để ăn cơm, cũng có người làm xuất sắc ở vị trí này. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Chẳng qua ngày nào đó phải gọi Tiêu Chí Viễn để chúc mừng y mới được. Lớp ta bây giờ theo chính trị có lẽ chỉ có anh, Tiêu Chí Viễn còn có Phùng Minh Khải thì phải. Phùng Minh Khải nghe nói có thể xuống dưới nhận chức. Ồ, sao em biết? Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nói. Sao, chẳng lẽ em không thể liên lạc với Phùng Minh Khải sao? Khấu Linh chu môi lên nói. Ồ, Phùng Minh Khải này giỏi lừa người đây. Trước mặt anh thì nói không liên lạc gì với bạn học, chỉ liên lạc với anh. Không ngờ thằng này còn dùng chiêu đó. Ha ha, Giang Giao mà biết không khẩn trương chết được sao? Triệu Quốc Đống kêu lên. Phi, anh đừng nghĩ ai cũng giống mình. Khấu Linh đỏ bừng mặt nói. 2 tháng trước hắn cùng lãnh đạo lên Bắc Kinh. Bí thư Chu, thành phố Kiềm Dương lên Bắc Kinh, bí thư Chu đi làm việc, y gọi cho em, cũng gọi thêm cả Tiêu Chí Viễn nữa. 2 người bọn họ đấu rượu, Phùng Minh Khải sao là đối thủ của Tiêu Chí Viễn nên say. Phùng Minh Khải này uống kém, làm quan mà uống kém sẽ khổ, chẳng qua đây không phải vấn đề lớn.
chỉ cần uống vài chén dù có say thì người khác cũng cho rằng mình đáng để quan hệ. Triệu Quốc Đống cười nói. Bí thư Chu của bọn họ hơn nửa năm nữa sẽ thay đổi vị trí, trước khi đi chắc bố trí cho Phùng Minh Khải. Chắc là làm phó chủ tịch huyện hay phó bí thư. Khấu Linh cười hì hì nói. Quốc Đống, hai người bọn họ khi uống rượu còn dậm chân nói muốn đuổi theo anh, không muốn anh luôn đi trước bọn họ. Anh chào mừng mà. Triệu Quốc Đống cười phá lên nói. Em thấy anh đúng là rất tự tin, cảm thấy bọn họ không thể đuổi kịp anh, phải không? Khấu Linh nhìn Triệu Quốc Đống đầy quyến rũ làm hắn giật mình. Anh đâu có nói câu này, chẳng qua một điểm nào đó bọn họ vĩnh viễn không thể theo kịp anh. Triệu Quốc Đống không biết sao mình lại ăn nói không kiêng kỵ như vậy. Điểm gì? Khấu Linh có chút tò mò. Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm vào mắt Khấu Linh mà không nói. Khấu Linh lập tức hiểu ra. Cô xấu hổ đỏ bừng mặt rồi hừ một tiếng. Nhìn Khấu Linh như vậy, Triệu Quốc Đống cảm thấy ngọn lửa trong lòng mình bốc lên. Hắn đi tới khẽ khoác vai cô. Căn nhà tứ hợp viện vẫn thế, ngoài việc thuê nhân viên quét dọn thường xuyên ra thì tất cả vẫn như cũ. Khấu Linh vào căn nhà này liền nhớ đến chuyện lần trước làm cô không thể bước đi. Sau khi cởi áo làm cô hơi lạnh nhưng rất nhanh đã lấy lại ấm áp sau những va chạm mãnh liệt. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào hai người. Mấy sợi tóc đọng trên ngực Triệu Quốc Đống, Khấu Linh đang ngủ say. Một đêm điên cuồng làm cô không chịu nổi, nhưng vì đón tiếp người tình nên cô chỉ có thể duy trì, đến gần sáng sau ba lần cô mới chìm vào cơn mê. Triệu Quốc Đống muốn ngồi lên nhưng lại sợ Khấu Linh tỉnh nên chỉ có thể nằm trên đó mà suy nghĩ miên man. Không có lời thừa, không có động tác thừa, hai người cứ như vậy đi cùng nhau, đây là ngọn lửa tình hay gì? Cũng may thứ bảy bây giờ hắn không còn cần bật máy như lúc ở Hoài Khánh nữa. Ngày nghỉ hắn muốn bật hay không không quan trọng, không có chuyện đặc biệt cần làm trong ngày nghỉ, cũng không có gì đột nhiên xảy ra làm hắn phải tới hiện trường. Cứ nằm đó hai tiếng, Triệu Quốc Đống không nhịn được nữa nên định đứng lên thì điện thoại di động của Khấu Linh rung lên. Trên màn hình hiện lên một cái tên Tiêu Chí Viễn, Triệu Quốc Đống khẽ đẩy đẩy mông Khấu Linh làm cô tỉnh lại. Cô mơ màng kéo áo ngủ che ngực. Một tay cầm máy lên nhìn và khẽ mỉm cười. Là Tiêu Chí Viễn. Anh biết rồi. Triệu Quốc Đống nghiêng người dựa vào thành giường. Y đang theo đuổi em phải không? Anh nhớ Y lấy vợ rồi mà. Hừ, giống anh. Khấu Linh không biết sao mình ở bên Triệu Quốc Đống lại thấy không có gì mất tự nhiên nhưng ở bên Tiêu Chí Viễn lại khó chịu. Alo Chí Viễn, em đang ở ngoài, hôm nay có việc đi cùng với bạn, hôm khác đi. Khấu Linh bất đắc dĩ nói. Phụ nữ đúng là giỏi lừa người. Triệu Quốc Đống khẽ thở dài nói. Đây là nói dối với ý tốt mà. Y nếu biết ý thì tự lui, em và Y là không thể. Con người em là như vậy, thấy hợp thì sẽ hợp cả đời. Không vừa mắt thì có lẽ cả có thể đi cùng nhau. Quyển 12, chương 76. Cuộc sống phong phú làm thời gian trôi rất nhanh. Bắc Kinh đã đón cơn gió tuyết thứ ba từ đầu đông tới giờ. Triệu Quốc Đống không thể không thừa nhận cuộc sống ở bộ có quy luật hơn ở tỉnh nhiều, nhưng điều này không có nghĩa anh sẽ nhàn hơn. Ở trên bộ cũng dính đến không ít ngành, ví dụ như Ủy ban Kế hoạch Phát triển, Ủy ban Kinh tế, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Thủy lợi, Tổng cục Bảo vệ Môi trường, Tổng cục Giám sát, Ngân hàng, Tổng cục Hải quan, mọi thứ đều dính tới. Cũng may Trừ Hồng Sinh cùng Tạ Khoa cùng các trưởng phòng bên dưới đều cảm thấy Triệu Quốc Đống không giống kẻ quê mùa như bọn họ nghĩ. Vì thế cũng dần thu lại tâm trạng mà vùi đầu vào công việc của mình. Tạ Khoa càng chú tâm vào công việc Triệu Quốc Đống giao cho, một lòng một dạ muốn làm ra điều gì đó. Y cũng thông qua quan hệ biết được Triệu Quốc Đống có quan hệ không bình thường với Bộ trưởng Thái lúc ở An Nguyên. Nếu không như vậy sao Triệu Quốc Đống có thể thành cục trưởng được? Mà vị cục trưởng Triệu này nghe nói còn không muốn lên bộ, muốn phát triển ở An Nguyên, có lẽ lên bộ chỉ là quá độ mà thôi. Triệu cục. Cục chính sách đưa văn bản tới xin ý kiến, chủ yếu là căn cứ theo sự phát triển của nguồn năng lượng mới của quốc gia mà điều chỉnh văn bản, anh xem một chút. Tạ Khoa cũng dần cắt bớt chữ trưởng khi gọi Triệu Quốc Đống, theo y thấy gọi như vậy sẽ thể hiện được sự thân mật hơn. Ồ, anh ngồi đi, cuối cùng cũng đưa ra rồi đó. Tôi đã sớm dục cục năng lượng mới và năng lượng tái sinh đưa ra thứ này. Cục ta cũng cần so sánh với thứ này để đưa ra quy hoạch phát triển. Triệu Quốc Đống cầm văn bản Tạ Khoa đưa cho, xem và nói. Lão Tạ, anh cảm thấy sao về việc này? Từ góc độ chính sách thì tôi thấy có vẻ hơi mơ hồ, không nói rõ nên do nhà nào ủng hộ, ví dụ như tài chính, trợ cấp tài chính,
thu thuế sẽ cần các đơn vị nào phối hợp? Tạ Khoa xem ra đã đọc khá kỹ văn bản này. Ừ, phát triển nguồn năng lượng mới và năng lượng tái sinh không phải là khẩu hiệu, không phải một cơn gió mà phải kéo dài trong thời gian dài, cần chính sách ủng hộ. Về quy định và quản lý đều là vấn đề tiếp theo. Mặc dù năng lượng mới và năng lượng tái sinh không phải thứ gì mới nhưng nước ta đã đi sau trong vấn đề này. Tôi đoán không lâu nữa quốc tế sẽ chú trọng về vấn đề này hơn nữa, rất có thể đưa ra một tiêu chuẩn mang tính ép buộc. Cho nên chúng ta phải có quan điểm rõ ràng, phải có tính dự đoán. Triệu Quốc Đống xem xong và nói. Việc này có quan hệ lớn đến việc chúng ta đang điều tra. Anh cần lưu ý, kết hợp vào đó. Tôi có một ý thế này. Tây Âu có nhiều kinh nghiệm trong năng lượng tái sinh, tôi cảm thấy chúng ta có nên học tập bọn họ một chút không? Tôi đã xem qua tài liệu liên quan của Đức, Thụy Điển, Phần Lan và thấy chính sách, kỹ thuật của bọn họ có nhiều điểm độc đáo. Anh thấy chúng ta có nên tổ chức đoàn đến tham quan không, coi như để chúng ta mở rộng tầm mắt. Tạ Khoa nói rất khôn khéo nhưng ý cũng rất rõ ràng. Triệu Quốc Đống cười nói. Có phải là có ai đó có suy nghĩ? Tạ Khoa cũng cười nói. Triệu Cục, chúng ta không thể chỉ định tới mấy bộ khác ra nước ngoài học tập, bộ năng lượng cũng cần phải có chí cầu tiến, đi học thêm chứ. Năm nay trong bộ đã có 4 lần tổ chức cho cán bộ ra nước ngoài học tập nhưng do cục ta bởi vì cục trưởng Trương lên trường đảng học nên vẫn để đó. Bây giờ anh tới thì cũng nên tranh thủ một chút cho cục mà. Triệu Quốc Đống biết việc này là không thể tránh khỏi. Học hỏi là cần, tiếp nhận quan niệm mới, kinh nghiệm mới, thăm dò con đường phát triển cho quốc gia cũng cần tham khảo các nước phát triển. Nhưng trong này thường có nhiều người lợi dụng đi du lịch. Ừ, chuyện này do anh nói ra, anh đưa ra ý kiến về nội dung và đối tượng đi học tập, tốt nhất là liên lạc vài bộ khác xem có nên cùng đi học hỏi không, ở cục ta ai nên đi. Tôi thấy trong năm nay chắc khó, có lẽ sau Tết. Cũng nên cho nhân viên công ty bên dưới tham gia. Triệu Quốc Đống không phản đối nói. Triệu Quốc Đống nói làm Tạ Khoa phải khâm phục, y chỉ mới lộ ra một chút mà Triệu Quốc Đống đã hiểu. Cho nhân viên công ty bên dưới tiến vào vừa tăng tính thuyết phục vừa giảm được chi phí. Năm nay nhất định là không được vì nhiều việc, bộ cũng sẽ không đồng ý. Tầm tháng 4 năm sau là thích hợp nhất, tôi sẽ liên lạc với các bộ khác một chút, chủ yếu là bên năng lượng mới và năng lượng tái sinh. Chẳng qua ngài trước đó nên gọi cho Bộ trưởng Dương. Tạ Khoa nhắc. Được rồi, anh cứ làm việc của mình đi, tôi biết nên làm như thế nào. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Công việc trong cục cũng không được bỏ sót nếu không lãnh đạo bộ sẽ không đồng ý. Điểm này anh yên tâm, tôi phụ trách mảng này nhất định không làm lãnh đạo phải lo lắng. Tạ Khoa vui mừng nói. Nhìn Tạ Khoa tươi cười ra khỏi văn phòng Triệu Quốc Đống, Trừ Hồng Sinh có chút buồn bực. Thời gian này Tạ Khoa hay chạy đến chỗ cục trưởng Triệu, không biết làm gì nữa. Nhưng ngoài việc điều tra kia thì hình như không thấy Tạ Khoa làm việc gì mới mà. Vị trí cục trưởng do Triệu Quốc Đống làm là nỗi đau của Trừ Hồng Sinh. Y vẫn cho rằng mình đương nhiên lên làm cục trưởng, nhưng Triệu Quốc Đống đến làm cho y không thể phản kháng được gì cả. Triệu Quốc Đống đến làm cục trưởng nhất định có quan hệ tới Thái Chánh Dương. Trừ Hồng Sinh tất nhiên không thể chống đối lại quyết định của bộ trưởng nên cách tốt nhất là chấp nhận sự thật. Nhưng điều này không có nghĩa Trừ Hồng Sinh ngồi chờ. Triệu Quốc Đống thi thoảng ám chỉ hắn không ở bộ năng lượng quá lâu. 1 năm hay 3 năm, điều này Trừ Hồng Sinh không xác định. Trừ Hồng Sinh biết Bộ trưởng Dương có vẻ khó chịu với Triệu Quốc Đống. Mặc dù Triệu Quốc Đống rất tôn trọng Bộ trưởng Dương nhưng Bộ trưởng Dương lại không khen mấy về công việc của Triệu Quốc Đống. Nó khác so với trước đây Bộ trưởng Dương không ngừng khen họ Trương. Có lẽ mình nên báo cáo công việc nhiều hơn với Bộ trưởng Dương. Trừ Hồng Sinh đột nhiên nhìn thấy Đồng Minh Đường đến văn phòng Triệu Quốc Đống. Nhìn vẻ tùy ý của Đồng Minh Đường thì hình như rất quen Triệu Quốc Đống, mà bên trong truyền tới tiếng cười sang sảng cũng chứng minh điểm này. Sao Đồng Minh Đường lại thân với Triệu Quốc Đống như vậy? Đồng Minh Đường lần này đúng là đến thăm Triệu Quốc Đống. Trên thực tế sau khi biết Triệu Quốc Đống điều tới làm Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển, Đồng Minh Đường biết Triệu Quốc Đống sẽ còn lên nữa. Thái Chánh Dương và Triệu Quốc Đống có quan hệ như thế nào thì ở bộ này chỉ mình y biết rõ nhất. Lúc Thái Chánh Dương còn làm phó thị trưởng thành phố An Đô đã mang theo Triệu Quốc Đống đi ăn, đây là quan hệ bao năm rồi. Đồng Minh Đường đến làm Triệu Quốc Đống vui hẳn lên. Hai người mấy năm qua vẫn hay gọi điện cho nhau, chỉ cần rảnh là bọn họ có thể ngồi ăn với nhau. Triệu Quốc Đống biết Đồng Minh Đường tại sao mà đến. Tổng giám đốc tập đoàn Quốc Điện 2 tuần trước bị bắt đi,
Đây là vụ án lớn nhất của công ty trực thuộc Bộ Năng lượng sau khi thành lập lại. Cũng may đầu mối vụ án này do Bộ nắm trước, sau đó do Bộ trình lên Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Ủy ban Kỷ luật Trung ương lập tức tiếp nhận điều tra. Theo Triệu Quốc Đống biết thì Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc điện có vấn đề, hơn nữa y còn bí mật trốn ra nước ngoài. Vì thế hắn đã nói với Thái Chánh Dương rằng nghe chút bạn nói Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc điện trốn ở Thượng Hải chỉ huy, hơn nữa khi tới Điền Nam nhận chức cũng không sạch sẽ. Điều này làm Thái Chánh Dương rất chú ý. Thái Chánh Dương biết Triệu Quốc Đống không phải người nói bậy, mà dám nói như vậy thì đương nhiên có tin tức chính xác. Đương nhiên y cũng không hỏi Triệu Quốc Đống tại sao lại biết tin này. Vì thế thanh tra bộ rất nhanh tiến hành điều tra và đạt được nhiều thu hoạch. Thái Chánh Dương rất quyết đoán dẫn Hải Thanh Sơn đến gặp Phó Thủ tướng phụ trách và lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật Trung ương để báo cáo. Vì thế mới khiến cho Tập đoàn Quốc điện dính vào cơn bão lớn. Quyển 12, chương 77. Triệu Quốc Đống cũng không bài xích việc Đồng Minh Đường tới, ngược lại hắn muốn kéo gần quan hệ với Đồng Minh Đường. Tập đoàn Quốc điện vốn là đơn vị cấp bộ, sau khi Bộ Năng lượng thành lập khiến các ngành liên quan đến lĩnh vực năng lượng bị nhập vào, Tập đoàn Quốc điện thành đơn vị cấp phó bộ, nói cách khác Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc điện là cán bộ cấp phó bộ trưởng, quyền lực trong tay thậm chí còn hơn một phó bộ trưởng. Ngoài Thái Chánh Dương vốn làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc gia sang làm Bộ trưởng Bộ Năng lượng còn làm Tổng Giám đốc mấy tập đoàn lớn bên dưới nể mặt, các phó bộ trưởng khác gần như không thể yêu cầu gì được các tập đoàn này. Cũng may Thái Chánh Dương cũng nhanh chóng cảm nhận được điều này nên chọn mấy công ty mà lập uy, cách chức một Tổng Giám đốc, ba phó Tổng Giám đốc làm cho người ta sợ. Đương nhiên điều này cũng do được Quốc vụ viện ủng hộ. Từ đó khiến Tổng Giám đốc các tập đoàn bên dưới thu mình lại đôi chút. Nhưng Tập đoàn Quốc điện, Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc, Tập đoàn Than đá đều là đơn vị cấp phó bộ thì anh khó thể nói gì bọn họ nghe đó. Sao mặt mày nhăn nhó vậy lão Đồng? Không làm gì trái thì sao sợ mình bị cuốn vào? Triệu Quốc Đống cười hì hì rót trà cho Đồng Minh Đường. Đồng Minh Đường dùng hai tay cầm lấy. Tôi nếu có việc còn dám đến chỗ cậu sao? Đồng Minh Đường có chút buồn bực nói. Vậy anh nhăn nhó làm gì? Triệu Quốc Đống cười nói. Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc điện bị dính chuyện là sớm muộn. Thích phụ nữ cũng được, cũng không nên đến mức không thể bước ra khỏi váy đàn bà. Việc y lập hành cung ở Thượng Hải đâu phải chuyện một hai ngày. Đảng ủy Tập đoàn Quốc điện chẳng lẽ không biết, anh nói thật xem mình có phải không biết việc này không? Triệu Quốc Đống nói rất sắc bén làm Đồng Minh Đường chỉ có thể cười khổ một tiếng. Lão Đồng, anh đừng có lắc đầu, tôi dám nói thành viên Đảng ủy Tập đoàn Quốc điện ai cũng biết. Y mấy tháng không tham gia một lần họp đảng ủy, để thư ký đưa lệnh cho các anh đều giả câm giả điếc, lúc này không phải bộ quyết tâm thì không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Đồng Minh Đường thở dài một tiếng nói. Quốc Đống, nếu chúng tôi không biết gì là không thể, nhưng nói thật tôi không biết hắn điên đến như vậy. Anh nghĩ xem, hắn là cán bộ cấp phó bộ trưởng, tuổi không nhiều, có tương lai phát triển thì chỉ với vấn đề tác phong thì thành viên bộ máy sẽ quan tâm nhiều được sao? Dù sao cũng chỉ là lời đồn mà, về phần chuyện trong nhà y thì chúng tôi chỉ biết một chút mà thôi. Chúng tôi cũng thừa nhận hơi mềm ở việc giám sát, sợ làm mất lòng người nên chỉ ôm ý nghĩ mong mình sạch sẽ mà thôi. Lão Đồng, được rồi, tôi mặc kệ mấy việc này của anh. Bộ không phải để Bộ trưởng Lưu tạm thời chủ trì công việc của Tập đoàn Quốc điện hay sao? Anh phải hợp tác tốt với Bộ trưởng Lưu, làm tốt công việc là được. Triệu Quốc Đống liên tục xua tay nói. Tập đoàn Quốc điện lần này thiếu chút nữa bị diệt hết. Ba phó tổng giám đốc và một phó tổng giám đốc tài chính bị bắt, giám đốc một loạt công ty còn bị dính vào. Từ trong tay tình nhân của tổng giám đốc Tập đoàn Quốc điện thu được không ít hộ chiếu giả, hơn nữa đều có visa đến mấy quốc gia không có hiệp định dẫn độ với Trung Quốc. Cũng may bộ và Ủy ban Kỷ luật Trung ương ra tay nhanh. Con gái vị tổng giám đốc đang làm thủ tục xin di dân thì bị bắt. Ôi, bây giờ người trong tập đoàn đều sợ. Không biết ngày mai ai bị Ủy ban Kỷ luật đưa đi nữa, đi không biết có thể về không. Vì thế mọi người đều lo nên sao có thể triển khai công việc, chỉ có thể ứng phó mà thôi. Đồng Minh Đường thấy mặt Triệu Quốc Đống không tốt nên vội vàng đổi giọng. Chẳng qua cũng may có Bộ trưởng Lưu nên chưa đến lúc mất trận địa. Tôi đoán có lẽ chỉ mất 1-2 tháng, qua việc này là trở lại bình thường. Lão Đồng, lúc này anh phải nên thể hiện tác dụng, sức ảnh hưởng của anh trong tập đoàn. Bộ trưởng Lưu chủ trì công việc chỉ là tạm thời, tôi tin bộ sẽ thấy rõ biểu hiện của từng người ở tập đoàn anh. Kẻ chỉ biết nịnh bợ, không vì công việc thì sẽ không có tương lai.
Triệu Quốc Đống biết Đồng Minh Đường muốn đến để dò xét tin tức, nhưng chức tổng giám đốc tập đoàn Quốc Điện là rất quan trọng, đâu đến lượt hắn góp lời vào đó. Thái Chánh Dương cũng không thể nào bị ảnh hưởng bởi lời của hắn trong chức vụ này. Đương nhiên hắn nếu nhân cơ hội nói giúp Đồng Minh Đường một câu cũng không sao. Ít nhất Đồng Minh Đường có thể đứng vững trong cơn lốc này đủ chứng minh y sạch sẽ về kinh tế. Đồng Minh Đường đến đây chính là muốn nghe câu này của Triệu Quốc Đống. Y tin mình có sức cạnh tranh trước Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc Điện. Từ Tập đoàn Đông Năng đến Tập đoàn Quốc Điện, y đã đi một bước rất quan trọng, có bằng cấp cũng có, muốn kinh nghiệm cũng có đầy đủ, y thiếu chính là quan hệ. Nhất là quan hệ ở tầm cao là điều có tính uy hiếp cao nhất với Đồng Minh Đường. Nếu không y không thể nào đang làm tốt ở Tập đoàn Đông Năng, sắp lên làm Tổng Giám đốc lại bị người đá đít tới Tập đoàn Quốc Điện, phải bắt đầu lại từ đầu. Ha ha, tương lai thì tôi không dám nghĩ nhiều. Chẳng qua ngồi ở vị trí này thì phải làm tốt công việc của mình. Tập đoàn Quốc Điện lớn như vậy, không thể vì một con ngựa hại đàn mà hỏng. Tôi tin hầu hết cán bộ Tập đoàn Quốc Điện là tốt. Đồng Minh Đường cười ha hả nói. Lão Đồng, anh nghĩ như vậy là tốt nhất. Anh hôm nay tới đây không phải nói chuyện xưa với tôi đó chứ. Triệu Quốc Đống cũng không nói nhiều ở chuyện này. Chuyện này nói sâu thêm sẽ dính tới vấn đề nhạy cảm. Bây giờ chưa rõ ai sẽ tới làm Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc Điện. Quyền lực giữa Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc là rất lớn, Đồng Minh Đường không thể nghi ngờ nhìn vào vị trí này nhưng có thể lên hay không cũng phải dựa nhiều vào y. Triệu Quốc Đống có thể giúp y một chút nhưng có được hay không lại khác. Không có việc gì, cậu lên bộ, tôi coi như có một nơi đến uống trà ở trong bộ mà. Ha ha, không chào đón sao? Đồng Minh Đường cười nói. Ha ha, anh rảnh rỗi đến như vậy sao? Đến chỗ tôi ngồi thì không sao, ngồi đến lúc hết giờ tôi và anh đi ăn dê nướng chứ. Chỉ sợ lúc này anh không có tâm trạng đó. Triệu Quốc Đống trêu chọc. Đồng Minh Đường cũng không ngại. Ngoài ra tôi cũng muốn xem Bộ trưởng Thái có nhà không để báo cáo công việc. Triệu Quốc Đống nhíu mày nhưng nghĩ thì thấy Đồng Minh Đường không phải không biết quy củ. Y muốn trực tiếp tìm Thái Chánh Dương đương nhiên là được Lưu Nham đồng ý. Đi đi, hôm nay Bộ trưởng Thái chắc có nhà. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Đồng Minh Đường đứng lên, y không hề khách khí nói. Quốc Đống, ông anh này bây giờ thiếu chút lửa, có cơ hội nói giúp tôi trước mặt lãnh đạo. Cái khác tôi không dám nói nhưng tuyệt đối không làm lãnh đạo mất mặt. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Yên tâm, hai anh em ta có nhiều cơ hội mà, không có cơ hội thì sáng tạo cơ hội. Ha ha, Quốc Đống, nói ra cũng xấu hổ, đến tuổi này còn phải mặt dày đi tìm chức tước đúng là có chút xấu hổ. Đồng Minh Đường cười cười tự giễu. Không nên nói như vậy, con người vào chính trị có ai không muốn tiến lên. Không cần gì thì cũng cần sân khấu biểu diễn mà. Ừ, có lời này của cậu là tôi yên tâm rồi. Đúng, cậu đến Bắc Kinh lâu như vậy chẳng không có thời gian về An Đô phải không? Lúc nào về An Đô chứ? Đồng Minh Đường vừa đi ra vừa nói. Được, mùa đông Bắc Kinh lạnh quá, tôi cũng sớm muốn về An Đô. Chắc cuối tuần nào đó đi. Tôi đoán việc này không kéo dài quá lâu đâu, quốc gia không thể một ngày không có chủ. Triệu Quốc Đống nháy mắt nói. Triệu Quốc Đống đưa Đồng Minh Đường ra cửa. Hắn biết Đồng Minh Đường đến đây sẽ làm nhiều người chú ý nhưng hắn không thèm để ý, thậm chí còn vui. Đồng Minh Đường là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc Điện, lần này có thể yên ổn tức là có cơ hội lớn để lên chức. Mình giúp y cũng là giúp mình, sau này về tỉnh không chừng sẽ nhờ tới. Quyển 12, chương 78. Sau khi Olympic thành công sẽ khiến khu vực này tăng ít nhất 3 lần, chúng ta coi như ra tay sớm nên đạt thêm vài miếng đất. Kiều Huy đầy đắc ý đứng bên cạnh tường vây nói. Nơi này về sau chính là một thương hiệu của Thiên Phu chúng ta ở Bắc Kinh. Thiên Phu đang định chia làm 3 giai đoạn để khai thác. Chuyện giải phóng mặt bằng có vấn đề không? Triệu Quốc Đống cũng nhìn về phía xa xa. Đây là khu vực sản xuất công nghiệp cũ. Nếu chỉ đơn thuần giải tỏa khu vực sản xuất thì không sao nhưng nó dính tới khu nhà tập thể nên nhất định gặp chút khó khăn. Sao có thể không có vấn đề gì, nhưng có chuyện vẫn phải làm mà. Kiều Huy không thèm để ý nói. Tôi bây giờ coi như đã bị bào mòn rồi. Cái gì mà đánh du kích, trận địa đều được dùng tới. Triệu Quốc Đống đương nhiên biết chuyện không đơn giản như Kiều Huy nói. Vấn đề giải phóng mặt bằng luôn là công việc mang tính khiêu chiến nhất. Nó vừa liên quan tới vấn đề khai thác sản phẩm của công ty bất động sản, vừa liên quan tới tiến độ xây dựng, còn phải chú ý ảnh hưởng xã hội, nặng nhẹ không được, gấp không được, chậm không được. Thực ra đôi khi kéo dài cũng không phải chuyện xấu.
chỉ cần các anh ký hợp đồng, nộp tiền đất, không giải phóng mặt bằng được là việc của chính quyền. Chúng ta không vội, cứ kéo dài không chừng 2 năm sau mảnh đất sẽ tăng giá gấp đôi đó. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Chuyện này là khó nói, giá nhà Trung Quốc đi như thế nào thì không ai rõ. Kiều Huy nhìn Triệu Quốc Đống và thấy hắn như tiên đoán vậy. Thị trường Bắc Kinh càng huyền ảo hơn, bây giờ mọi người đều theo cảm giác thấy giá chưa đến mức cao nhất, còn có thể bay lên vì thế giữ lại, lúc có cơn gió không đúng liền vội vàng bán đi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Triệu Quốc Đống cảm thấy được vẻ nghi ngờ trong mắt Kiều Huy nên nói. Thị trường bất động sản chính là đi theo cảm giác mà, nhiều lắm chỉ là chuyện bán lãi hay lỗ. Ha ha, Quốc Đống, nhà kinh doanh cần chính là hiệu quả và lãi. Nhà kinh doanh cũng cần có trách nhiệm xã hội. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt châm biếm một câu. Ồ, sao tôi thấy cậu nói giống như thiên phu không có trách nhiệm xã hội là sao? Kiều Huy nhíu mày nói. Đây không phải việc tôi phụ trách, là người phụ nữ của cậu lo đó. Bị Kiều Huy nói như vậy làm Triệu Quốc Đống á khẩu. Hắn hừ một tiếng nói. Thiên hạ hưng vong, thất phu có trách nhiệm. Không đến mức như vậy chứ. Kiều Huy chép miệng nói. Quốc Đống, cậu giấu giếm như vậy từ bao giờ thế? Có gì thì nói thẳng ra. Thiên phu đang phát triển rất nhanh, không còn nằm ở một tỉnh nữa, cần phải học cách giống các công ty nổi tiếng của Hong Kong. Thiên phu ngoài việc quyên góp chút tiền khi có thiên tai thì có thể làm được gì? Triệu Quốc Đống nhướng mày nói. Nhìn người ta lấy được huy chương vì sự nghiệp xã hội vinh dự thế nào chứ? Nhìn xem mấy công ty Hong Kong dùng cách này tuy quảng cáo cho họ nhưng cũng là thể hiện trách nhiệm xã hội. Thiên phu bây giờ đã có trụ cột nhất định nhưng theo đuổi lợi nhuận cũng phải tính tới trách nhiệm xã hội, nếu không ai vĩnh viễn chỉ là nhà quê, là nhà giàu mới nổi. Kiều Huy suy nghĩ một chút về vấn đề này. Thiên phu còn không dám so sánh với mấy công ty hàng đầu của quốc gia nhưng Triệu Quốc Đống nói đúng. Thiên phu muốn làm lớn thì nhất định phải tạo được thương hiệu, cần phải làm cả bên cứng và mềm. Mà đề nghị của Triệu Quốc Đống có sức hấp dẫn không hề nhỏ. Ừ, cậu nói với Bồi Ca chưa? Cũng giống anh nói thôi, anh chuyển lại ý của tôi là được. Bồi Ca dạo này rất bận nên không có thời gian lên Bắc Kinh. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Vùi đầu kinh doanh là tốt nhưng cũng cần tham gia vào công việc xã hội, nhất là ở hoàn cảnh đặc biệt như Trung Quốc. Làm tổng giám đốc một công ty tư nhân, anh không có ảnh hưởng xã hội nhất định thì sẽ ảnh hưởng xấu tới sự phát triển của công ty. Ngược lại nó sẽ làm anh phát triển nhanh hơn. Ừ, đứng ở vị trí khác đúng là có cái nhìn khác hẳn. Tôi thấy cậu lên Bắc Kinh là lựa chọn sáng suốt, ít nhất cậu bây giờ nhìn nhận vấn đề ở tầm cao hơn. Kiều Huy vỗ vai Triệu Quốc Đống. Hy vọng cậu có thể đi tốt ở con đường này nếu không sẽ đáng tiếc vì cậu không làm kinh doanh. Được rồi, anh nói như vậy làm tôi đỏ mặt đó. Triệu Quốc Đống bất đắc dĩ nói. Hội thảo lần này rất quan trọng, không chừng Phó Thủ tướng Lục sẽ tới tham gia. Thái Chánh Dương vừa đi vừa xem văn bản trong tay. Đây là lần đầu chú công khai xuất hiện, đừng làm anh mất mặt. Triệu Quốc Đống đi theo sau Thái Chánh Dương. Hắn hôm nay mặc bộ Âu phục màu xám nhạt. Không phải chỉ là cuộc hội thảo sao, mọi người chỉ trao đổi một chút, các chuyên gia cũng không ai không để ý tới thân phận mà. Bọn họ chú ý là quan điểm có làm mình thấy hứng thú hay không. Hừ, chú nói sai rồi, các chuyên gia bây giờ cũng không đơn giản như chú nghĩ đâu. Bọn họ mặc dù hứng thú với quan điểm nhưng cậu là cục trưởng cục quy hoạch và phát triển bộ năng lượng, có vài quan điểm đưa ra sẽ phải được bọn họ coi trọng, bọn họ sẽ chú ý đến mỗi lần chú xuất hiện. Thái Chánh Dương cũng biết Triệu Quốc Đống là người không bị mất bình tĩnh. Y cũng đã nghe Triệu Quốc Đống trình bày qua, mặc dù không quá theo quy củ nhưng dù sao chỉ là cuộc thảo luận mà thôi. Thái Chánh Dương chỉ lo Triệu Quốc Đống cao hứng quá nên nói gì đó hơi quá. Yên tâm đi Thái ca, em biết đọc theo văn bản mà. Nhưng em thấy như vậy không có ý nghĩa, có nhiều chuyên gia từ các ngành đến như vậy thì không thể để cho bọn họ quá coi thường bộ năng lượng chúng ta mà, không phải toàn nhân viên quan liêu mà. Ít nhất em không phải như vậy. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Thái Chánh Dương trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Chú thu lại một chút cho anh, bây giờ không phải lúc chú làm theo ý mình. Mặc dù chỉ là cuộc thảo luận nhưng có lãnh đạo bộ khác, Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Quốc vụ Việt, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Kế hoạch Phát triển, Ủy ban Kinh tế, thậm chí cả người trong quân đội cũng sẽ tham gia, đừng làm anh mất mặt. Triệu Quốc Đống cũng không nói nhiều nhưng trong lòng lại thầm nói điều này cũng phải xem là đề tài gì. Nếu như về đường lối thì hắn phải nói ra quan điểm của mình.
đề tài cuộc hội thảo là rất rộng. Triển vọng phát triển và an toàn năng lượng Trung Quốc, đề tài này do Bộ Năng lượng khởi phát, mời lãnh đạo vài bộ và các chuyên gia, nhà khoa học tới tham dự. Mới đầu cũng không mời truyền thông tham gia nhưng sau đó Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Quốc vụ Viện cảm thấy có thể mở rộng quy mô cuộc hội thảo lên, vì thế mới biến thành cuộc hội thảo do Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Quốc vụ Viện cùng Bộ Năng lượng mở ra. Đây cũng là một hoạt động mới trong năm nay của Thái Chánh Dương. Lợi dụng việc hội thảo mà đưa ra các quan điểm mới trong chính sách phát triển nguồn năng lượng, tăng tầm quan trọng của ngành năng lượng, tỏ vẻ tính gấp gáp trong an toàn và phát triển nguồn năng lượng của Trung Quốc. Hội nghị dự định kéo dài 2 ngày, ngày đầu mọi người lên phát biểu, ngày hôm sau là tự do trao đổi. Hội nghị tổ chức ở khách sạn Trung Năng thuộc Bộ Năng lượng, đây là khách sạn cấp 4 sao nhưng trang thiết bị được bố trí theo cấp 5 sao. Chẳng qua do cơ chế nhà nước nên không bằng khách sạn 5 sao. Phòng hội nghị của khách sạn rất rộng. Khi Triệu Quốc Đống, Thái Chánh Dương vào phòng hội nghị thì thấy có không ít người ngồi. Ồ, có đại biểu quân đội sao anh? Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc phát hiện mấy quân nhân mặc đồ lục quân và hải quân. Ừ, anh không phải nói quân đội sẽ tham gia sao? Bọn họ cũng tới nghe về vấn đề an toàn năng lượng của quốc gia. Thái Chánh Dương nói. Quyển 12, chương 79. Lục Kiến Bang vào phòng hội nghị liền ngăn cảnh vệ và thư ký lại, sau đó y lặng lẽ chọn một góc ngồi xuống. Vị trí này không quá tốt, bởi vì phần y rộng nhưng số người tham gia không nhiều, phía sau ngồi khá rải rác. Chẳng qua Lục Kiến Bang vừa xuất hiện đã làm mấy phạm vi chú ý nhưng do bị Lục Kiến Bang ra hiệu nên mấy phóng viên hiểu ý mà một lần nữa ngồi xuống. Người đang phát biểu còn rất trẻ, cùng lắm chỉ khoảng 30 tuổi, có lẽ là quan chức chính phủ. Chẳng qua Lục Kiến Bang không nhận ra, quan chức chính phủ mà lên tiếng thì mình phải có ấn tượng mới đúng. Trung Quốc trời sinh là nước lớn cho nên an toàn năng lượng phải do chính chúng ta nắm giữ. Nhưng ngược lại an toàn năng lượng của nước ta, nhất là ngành dầu khí, từ năm 1993 chúng ta đã phải nhập khẩu, tốc độ tăng lên càng lúc càng nhanh. Tôi dự tính 2 năm tới sẽ vượt qua 100 triệu tấn. Trong 10 năm tới nước ta sẽ nhập khẩu trên 200 triệu tấn. Nguồn cung cấp dầu thô của nước ta sẽ giảm còn 50, thậm chí 40%. Lục Kiến Bang hơi nhíu mày, thời này không ít người nói quá nhưng nói thẳng như thế này đúng là hơi hiếm. Mọi người có thể nhìn qua một chút, 80% dầu thô nước ta đi qua eo biển Somali, mà eo biển này chính là một ít hầu đối với an toàn năng lượng nước ta. Từ xu thế phát triển của Trung Quốc và tình hình chính trị của nước Mỹ có thể thấy nước Mỹ đã rất cảnh giác với sự phát triển của Trung Quốc. Bọn họ sẽ không thể để Trung Quốc thuận lợi phát triển như vậy. Trung Quốc phải đi theo con đường đa nguyên hóa nguồn năng lượng nhập khẩu. Trung Á, Châu Phi, Nam Mỹ, nhất là hai khu vực phía trước. Lợi ích chính trị, lợi ích kinh tế và lợi ích quân sự cho đến bây giờ luôn đan xen vào nhau. Từ việc nước Mỹ không ngừng gây chiến tranh ở Trung Đông là chúng ta có thể thấy rõ ràng điều này. Nhưng tôi cho rằng nguyên nhân chính là muốn khống chế tài nguyên dầu mỏ, đảm bảo an toàn năng lượng. Trung ương nên sớm có dự tính trong vấn đề này. Thái Chánh Dương nhíu mày. Triệu Quốc Đống này sao lại nói nhiều như vậy, hơn nữa nội dung cũng có vẻ hơi quá. Đây là điều mà một thành viên của Viện Nghiên cứu Chiến lược nên phát biểu mới đúng. Lục Kiến Bang có chút hứng thú nghe vị cục trưởng trẻ tuổi của Bộ Năng lượng lên tiếng. Mặc dù y có chút nghi ngờ đề tài này đi hơi quá nhưng không thể không nói quan điểm của hắn rất độc đáo. Nhất là việc Hải quân nên nắm giữ trách nhiệm đảm bảo con đường. Chính trị và lực lượng quân sự phải phục vụ lợi ích kinh tế. Quân đội Trung ương nên tiến dần từng bước ra khỏi đất nước, điều này làm cho các quân nhân không ngừng vỗ tay. Thú vị chính là vị cục trưởng này lại có thể nhìn nhận vấn đề ở góc độ rất sâu sắc, nếu như không phải là muốn làm mọi người chú ý thì có thể nói vị cục trưởng này có ý tưởng rất lớn. Thái Chánh Dương chọn người như vậy làm cục trưởng cục quy hoạch và phát triển cũng không biết chỉ là do giỏi nói hay có thực tài. Lục Kiến Bang cũng hơi phục Thái Chánh Dương dám dùng người, ít nhất dùng người còn trẻ như vậy thì cần phải có khí phách chống lại áp lực bên ngoài. Thái Chánh Dương có chút buồn bực, không thể nói Triệu Quốc Đống nói kém, thực tế hiệu quả còn rất tốt nhưng hơi xa chủ đề. Không biết Triệu Quốc Đống này cố tình hay vô ý, Thái Chánh Dương cảm thấy đây là cố ý lợi dụng cơ hội này để nói ra quan điểm của mình. Nhất là vừa nãy khi hắn hỏi có cả đại biểu quân đội ở đây thì nhất định muốn giở trò. Hội nghị phát biểu đã kết thúc, Thái Chánh Dương nhìn cái là thấy Lục Kiến Bang ở phía sau nên vội vàng lên đón. Phó Thủ tướng Lục Kiến Bang gặp các vị đại biểu, cũng nói chuyện thân thiết với các vị đại biểu. Thái Chánh Dương cùng mấy vị lãnh đạo các bộ ban ngành đến đứng cùng y.
Chánh Dương, tôi tới muộn một chút chỉ nghe thấy mấy vị phía sau phát biểu. Chẳng qua tôi thấy vị cục trưởng cục quy hoạch và phát triển của bộ anh nói khá thú vị. Sau khi gặp các đại biểu, Lục Kiến Bang cùng Thái Chánh Dương đi sang một bên nói chuyện. Lục Kiến Bang là phó thủ tướng phụ trách công nghiệp, y không xa lạ với mảng năng lượng. Lúc trước khi Thủ tướng Hồng đề nghị thành lập bộ năng lượng, Lục Kiến Bang lúc ấy còn là bí thư thành phố Hải Đông, ủy viên Bộ Chính trị là người kiên định ủng hộ. Thái Chánh Dương hơi có chút khẩn trương, phó thủ tướng Lục nghe thấy mấy câu nói linh tinh của thằng danh Triệu Quốc Đống. Thấy Thái Chánh Dương có vẻ lo lắng, Lục Kiến Bang cười nói. Người trẻ tuổi có quan điểm như vậy là tốt, tôi thấy đây là thấy rất xa, hơn nữa cũng đưa ra giải thích của mình. Tôi thấy mấy đại biểu quân đội rất đồng ý với quan điểm của cậu ta. Để phó thủ tướng cười chê, Triệu Quốc Đống là cán bộ mới điều từ địa phương lên chưa lâu nên nhiều quan điểm chưa chín chắn. Chẳng qua đây là đồng chí trẻ tuổi chăm chỉ học tập, cũng có cái nhìn đại cuộc tốt. Thái Chánh Dương cố chọn từ ngữ thích hợp để giới thiệu về Triệu Quốc Đống, không khen cũng không thể hạ thấp. Cuộc thảo luận này là để mọi người đưa ra quan điểm của mình mà. Chỉ cần đưa ra giải thích có lợi cho an toàn năng lượng của nước ta là tôi thấy cuộc hội thảo này có hiệu quả. Mặc dù chưa chắc đã chính xác nhưng cũng có thể cho mọi người một phương hướng thăm dò. Lục Kiến Bang gật đầu đưa ra quan điểm của mình. Triệu Quốc Đống thấy đám người Thái Chánh Dương và một người tiến vào phòng khách quý để nghỉ. Hắn đoán ngay ra đó là phó thủ tướng. Đúng lúc này thư ký Thái Chánh Dương gọi điện bảo Triệu Quốc Đống vào trong. Trước mặt Lục Kiến Bang, Triệu Quốc Đống vẫn duy trì được sự bình tĩnh. Đây là cơ hội Thái Chánh Dương cho hắn biểu diễn. Lục Kiến Bang hỏi vài vấn đề, nhất là liên quan đến xu thế và phương hướng phát triển của ngành năng lượng, Triệu Quốc Đống cười thầm trong lòng. Đề tài này hắn đã dành không ít tâm tư, hơn nữa cũng đã yêu cầu cục điều tra về vấn đề này. Hắn cũng thấy Phó Thủ tướng Lục có vẻ rất hứng thú với quan điểm của mình, nhất là khi hắn đưa ra việc đầu tư thêm vào năng lượng mặt trời và gió, xúc tiến ngành này nhanh chóng đưa vào thực tế, đưa ra chính sách cổ vũ công ty tư nhân tiến vào ngành này. Lục Kiến Bang khá hài lòng với vị cục trưởng trẻ tuổi có thể giữ được bình tĩnh trước mặt mình như vậy, còn có thể đưa ra quan điểm của bản thân hắn. Lục Kiến Bang cảm thấy đối phương không phải là cố ý muốn làm mình chú ý mà là thật sự muốn thuyết phục mình chấp nhận quan điểm quy hoạch phát triển nguồn năng lượng mới của hắn. Làm thật đó là yêu cầu từ trước đến giờ của Lục Kiến Bang đối với cán bộ lãnh đạo, nhưng chỉ điểm này mà rất nhiều người không thể làm được. Thái Chánh Dương coi như là người làm Lục Kiến Bang khá hài lòng. Đó là do 4 năm qua Thái Chánh Dương đã có một loạt hành động như lập quỹ dự trữ dầu mỏ quốc gia, đẩy mạnh cải cách công ty nhà nước trong lĩnh vực năng lượng đi ra nước ngoài. Điều này làm Lục Kiến Bang và Quốc vụ viện rất hài lòng. Nhất là Thái Chánh Dương mạnh mẽ ủng hộ tập đoàn dầu khí Trung Quốc mua được cổ phần của tập đoàn dầu khí lúc Nga, phá vỡ sự bao vây của Âu, Mỹ đối với các công ty dầu khí Nga, lập tức biến thành lời bình rất cao của quốc tế đối với Trung Quốc. Vì thế Lục Kiến Bang khá tin tưởng khi Thái Chánh Dương chọn người và dùng người. Nhưng Triệu Quốc Đống đúng là còn quá trẻ, làm chức cục trưởng cục quy hoạch và phát triển là cục khá quan trọng ở bộ năng lượng, điều này làm Lục Kiến Bang có chút tò mò. Không ngờ Triệu Quốc Đống lại đưa ra quan điểm rõ ràng như vậy trong mảng năng lượng mới, đây không phải chỉ là người học thuộc tài liệu rồi nói, quan điểm mà Triệu Quốc Đống đưa ra đều có chứng cứ và số liệu cụ thể. Hơn nữa còn đưa ra việc cải tạo hệ thống cung cấp điện hiện nay để phục vụ ngành năng lượng trong tương lai. Quốc gia hiện nay mặc dù đã có cải thiện nhất định ở hệ thống truyền tải điện nhưng Triệu Quốc Đống nói đưa ra việc áp dụng công nghệ thông tin vào việc này, nâng cao năng lực truyền tải điện làm Lục Kiến Bang thấy rất có hứng thú. Bảo sao Thái Chánh Dương lại coi trọng người này. Người này đúng là nhân tài, nhất là hắn mới từ tỉnh lên bộ năng lượng chưa lâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 45.